Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 22 của Băng Hỏa Ba Chủ. Nhưng hiện tại, dù ta có trách tội các ngươi thì có tác dụng gì? Không lẽ các ngươi không biết bên trong mặc áo đạt từ phong ấn Tri Bình phong ấn cái gì sao? Hiện tại tất cả đều đã mất hết. Các ngươi nói ta làm sao giải thích với đám chủ thần trên thần chi đại lục đây? Một khi phong ấn bị mở ra, đại chiến vạn năm trước tái hiện một lần nữa. Tới lúc đó không chỉ có Ngưỡng Quang đại lục gặp nạn, mà thần chi đại lục cũng phải chịu liên quan rất lớn. Một khi Di Thất quốc độ trở về, thì việc đầu tiên của bọn họ muốn làm chính là báo thù thần chi đại lục. Vạn năm thời gian trôi qua, ai mà biết bọn họ đã thay đổi như thế nào? Hơn nữa, thân là long tộc cao quý mà các ngươi lại để cho một nhân loại bảo vệ mới qua được nguy hiểm. Mặt mũi của long tộc thật là bị các ngươi làm mất hết cả rồi. Thật lòng vương tất cả đều quỳ xuống, không ai dám nói câu nào. Bọn họ sớm đã tiên liệu trước được tình huống này, cho nên ai nấy cũng đều cúi đầu lắng nghe long thần la mắng. Tạp tiệp báo tây tử, địch mạn đặc đế, hai người đứng dậy trước đi. Thanh âm của long thần chợt trở nên nhu hòa. Hắc ám, quang minh long vương đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không dám trái lệnh long thần, cả hai đều lập tức đứng dậy. Long thần thở dài một tiếng. Khi xưa ta lựa chọn đưa bảy kết mặc áo đạt tư phong ấn Tri Bình cho bảy các ngươi bảo hộ tuyệt đối, không phải bởi vì các ngươi là long vương, mà nguyên nhân quan trọng nhất bởi vì hai người các ngươi. Năm người bọn họ ai nấy cũng đều có khuyết điểm. Gia Lạc Mạn Địch Tư nguyên bổn thiên phú rất tốt, nhưng hắn lại quá ham nhàn nhã. Khuyết điểm của Tạp Ngạo Địch Lý Tư chính là nói nhiều mà lại lười. Có lẽ thực lực của hắn không bằng các ngươi, nhưng về mặt tri thức thì hắn là tốt nhất. Nhưng cũng bởi vì cái nguyên nhân kia mà hắn thật khó có thể thành một long tộc cường giả. Tạp La Địch Lý Tư vốn không kém, các phương diện cũng đều khá ưu tú, lại biết nỗ lực, tâm tính bình đạm, theo đúng lý là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ đáng tiếc hắn thiên phú có hạn, muốn thành tựu cao hơn thì so với các người phải nỗ lực hơn rất nhiều. Khuyết điểm của Tát Tát Lý Tư chính là quá cao ngạo. Bản thân long tộc chúng ta vốn đã là cao ngạo, nhưng chữ ngạo đó của chúng ta ở trong lòng, chứ không có biểu hiện ra ngoài mặt. Chính cây kiều ngạo đó đã hạn chế sự phát triển của nàng ta rất nhiều. Còn Mạt Mạt Lư Lạp Tư, nghĩa là bàn tử, khuyết điểm của hắn thì không cần phải nói. Tất cả các người ai cũng biết, hàm ăn lời làm, khó thành đại sự. Nếu chỉ có 5 người bọn họ, thì ta tuyệt đối không ở trước mặt đám chủ thần đưa ra đề nghị để bọn người chấn giữ mặc áo đạt tư phong ấn Tri Bình. Cuối cùng lựa chọn các ngươi, nguyên nhân chủ yếu là vì có tạp tiệp áo tây tư cùng địch mạng đặc đế. Hai người các ngươi cũng đều có vấn đề, nhưng hai người lại bổ sung cho nhau rất hoàn hảo. Đúng ra trong long tộc chúng ta không cho phép quang minh cùng với hắc ám kết hôn, bởi vì ta biết hai người không phải là quang minh và hắc ám bình thường, các người có thể loại bỏ được sự tương khắc mà kết hợp chúng lại một chỗ. Chính vì lý do đó, Gia Lạp Mạn Địch Tư có lẽ rất hận ta, nhưng ta biết hai người mới thật sự là một đôi hoàn hảo. Ta thần lãnh trách nhiệm long tần nên nhất định phải điều chỉnh quan hệ trong long tộc. Từ ý nghĩa đó mà nói thì dù ta có lẽ không phải là một phụ thân tốt, ta không để cho con của mình đạt được cái mà nó mong muốn nhất, nhưng từ trước tới giờ, ta chưa bao giờ hối hận. Ánh mắt của chúng Long Vương đều nhìn về Gia Lạp Mạn Địch Tư. Gia Lạp Mạn Địch Tư cúi đầu, trong ánh mắt biểu lộ những tâm tình phức tạp. Không sai, Long Thần hiện tại chính là phụ thân hắn, cũng chính là tối cường giả trong Long Tộc. Khi xưa hắn thật không hiểu vì sao phụ thân hắn lại kết hợp tạp tiệp áo tây tư với địch mạng đặc đế mà không thành toàn cho mình. Gia Lạp Mạn Địch Tư có thể trở thành một Hỏa Long Vương như hiện nay không hề có chút dựa dẫm gì vào phụ thân. Hắn kế thừa từ Long Thần một thân thể cực tốt, nhưng từ nhỏ đã rất lười biếng, không hề muốn tu luyện. Chỉ có điều Long Thần từ trước tới giờ vẫn không hề ép hắn mà cứ để cho hắn phát triển. Cho đến khi địch mạng đặc đế được gà cho tạp tiệp áo tây tư, chấp niệm trong lòng Gia Lạp Mạn Địch Tư mới giác tỉnh. Bắt đầu từ đó hắn không ngừng nỗ lực tu luyện, bằng vào thực lực của bản thân đánh bại tất cả các đối thủ, kế nhiệm vị trí Hỏa Long Vương. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, hắn không hề gọi Long Thần một tiếng phụ thân. Từ trước tới giờ hắn không hề trách vì sao Long Thần không giúp hắn để thăng thực lực và lực lượng. Nhưng khi địch mạn đặc đế vĩnh viễn trở thành một giấc mộng thì hắn đã nỗ lực không ngừng. Mục đích quan trọng nhất là hắn muốn chứng minh mình mạnh hơn tạp tiệp áo tây tư. Hắn luôn luôn nghĩ nếu thực lực mình khi xưa mạnh hơn tạp tiệp áo tây tư thì có lẽ địch mạn đặc đế đã không chọn hắc ám long vương mà là hắn. Trong nỗi hối hận đó, thực lực của Gia Lạp Mạn Địch Tư tăng tiến thần tốc, để rồi trong cuộc chiến vạn năm trước cuối cùng cũng trở thành cường giả trong Thất Long Vương. Cho tới hiện tại, hắn tin thực lực của mình cũng không hơn kém gì tạp tiệp áo tây tư bao nhiêu,
nhưng hắn cũng đồng thời phát hiện địch mạng đặc đế vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về hắn. Giọng nói của Long Thần vẫn rất bình đạm, phảng phất như không phải đang nói chuyện trong nhà, tiếp tục lên tiếng. Tạp tiệp áo Tây Tư, ngươi biết cái sai của ngươi ở đâu không? Ngươi sai chính là khi địch mạng đặc đế mang thai, ngươi lại không hề thông báo cho ta biết. Thần là Hắc Ám Long Vương, là tối cường giả trong Thất Long Vương. Không lẽ ngươi không biết thể chất hắc ám của ngươi cùng thể chất quang minh của địch mạng đặc đế là tương khắc nhau sao? Cho dù thân thể của các ngươi có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, nhưng các ngươi đừng quên, sinh mệnh các ngươi sinh ra cũng sẽ kế thừa sức mạnh đó từ các ngươi. Nếu như trước đó ngươi chịu thông báo cho ta biết việc định mạng đặc đế có con, thì ta nhất định sẽ cố hết sức xử lý việc này, mang địch mạng đặc đế về thần chi đại lục sanh nở. Khi đó những việc sau này đều sẽ không xảy ra. Có lẽ ngươi nghĩ là không muốn làm phiền bọn họ, vì muốn gọi ta nhất định phải có sự hợp lực của mọi người. Nhưng ngươi sai rồi. Một bước sai đã dẫn tới sai lầm cực lớn như thế này. Tạp tiệp áo Tây Tư, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu như đứa con của ngươi và địch mạng đặc đế có thể bình an sinh ra, thì có lẽ nó đã trở thành hy vọng của cả Long tộc. Có thể trở thành một cự long rất mạnh. Có lẽ vị trí của ta tương lai sẽ do nó kế thừa. Tạp tiệp áo Tây Tư ảm đạm nói. Long thần đại nhân, ta sai rồi. Ta đã khiến cho ngài thất vọng. Thật ra ta lúc nào cũng muốn thông báo cho ngài biết việc của địch mạng đặc đế, nhưng ta... Địch mạng đặc đế đứng bên cạnh ngắt lời hắn. Long thần đại nhân, ngài đừng trách tạp tiệp áo Tây Tư, là ta không cho hắn nói với ngài, ta không muốn mang thêm phiền toái tới cho ngài nữa. Long thần thở dài nói, ai thử ngốc, hai người các ngươi là hai đứa ngốc, lại dám đem hạnh phúc tương lai của mình ra đánh cuộc. Gia Lạp Mạn Địch Tư, ngươi hiểu chưa, bọn họ làm tất cả đều vì ngươi đó. Cả người Gia Lạp Mạn Địch Tư chợt run lên, như tỉnh lại, ngừng đầu nhìn địch bạn đặc đế. Một người có cả vạn năm trí tuệ như hắn tức khắc hiểu được ngay ý của Long Thần. Không sai, Hắc Ám Long Vương cùng Quang Minh Long Vương có hài tử không hề thông báo cho Long Thần là bởi vì hắn. Khi xưa, cũng bởi vì sự kết hợp của tạp tiệp áo Tây Tư cùng địch mạng đặc đế mà đã dẫn tới bất hòa giữa cha con Long Thần. Nếu như khi địch mạng đặc đế mang thai, lập tức báo cho Long Thần, thì đương nhiên Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng sẽ biết việc này. Long Thần công tránh vô tư, nhưng cái công tránh đó sẽ phải trả giá bằng khoảng cách ngày càng xa với con của mình. Khuôn mặt hiện nụ cười khổ, Gia Lạp Mạn Địch Tư nhìn tạp tiệp áo Tây Tư nói. Càng người sao phải khổ như vậy? Thật ra ta từ 3.000 năm trước đã thấu hiểu mọi chuyện rồi. Là ta không nên xen vào tình cảm hai người, làm ảnh hưởng tới hai người. Sự kết hợp giữa các người không sai. Việc giữa ta cùng Long Thần Đại Nhân không liên quan tới các người. Ta cũng không còn là một tiểu hài tử nữa. Có nhiều việc ta đã hiểu ra rồi. Địch mặt đặc đế đưa mắt nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư. Người thật có thể hiểu sao? Nếu nói như vậy thì ngươi đúng là không nên trách Long Thần Đại Nhân nữa mới đúng. Đối với công tránh của Long Thần Đại Nhân mà nói, thì quyền lợi và trách nhiệm phải tương đương nhau. Mọi thứ mà ông ấy làm đều là suy nghĩ cho cả Long tộc. Gia Lạp Mạn Địch Tư, nếu như ngươi hiểu rõ thì ngươi nên biết mình cần phải làm gì. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ cố chấp. Hiện tại không phải là lúc bàn tới việc này. Long Thần Đại Nhân không thể ở lại đây lâu. Chúng ta cần phải giải quyết việc ở trước mắt. Long Thần Đại Nhân, chúng ta đã nói hai việc, ngài đều đã biết rõ. Đó là việc về mặc áo Đạt Tư phong ấn Tri Bình, cùng việc Niệm Băng và Tiểu Long Vương dung hợp thân thể. Này phải giải quyết như thế nào? Đầu tiên, địch nhân so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Nếu như bọn chúng lựa chọn lẩn trốn, thì dù 7 người bọn ta tận lực tìm kiếm cũng không có cách nào tìm ra bọn chúng. Thứ nữa là tình huống của Niệm Băng hiện tại thật rất quái dị. Khi xưa cũng bởi do ta nên hắn mới liên quan tới việc này. Hắn vì bọn ta mà hy sinh bản thân. Dù như thế nào ta cũng phải giúp hắn khôi phục lại. Hắn có thể tỉnh lại được không? Chỉ cần hắn có thể sống lại thì dù ta có phải mất mạng cũng không sao cả. Long Thần lạnh nhạt nói. Việc này ta cũng đã sớm biết. Gia Lạp Mạn Địch Tư, có việc ta muốn nhắc nhở ngươi. Thân là Long Vương, sinh mệnh của ngươi sớm đã không còn thuộc về chính bản thân ngươi nữa rồi, mà thuộc về Long tộc. Vì vậy ngươi không có quyền nói hy sinh gì cả. Sự việc mặc áo Đạt Tư phong ấn Tri Bình, ta đã dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý. Các ngươi cũng không cần ra ngoài tìm làm gì. Đúng như ngươi nói, nếu bọn chúng lựa chọn lẩn trốn thì với thực lực của Vô Ưu, các ngươi căn bản không thể tìm ra bọn chúng. Các ngươi cần phải đợi. Mặc áo Đạt Tư phong ấn Tri Bình mặc dù đã mất, nhưng trên 7 cái bình đó đều có thần cấm rất lợi hại. Muốn mở nó thì phải cần có đủ loại yếu tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lại còn cần có phương pháp giải trừ cấm chú thì mới có thể mở được phong ấn. Hiện tại các ngươi cần làm chính là mau chóng tính ra thời gian gần nhất của ngày chí âm chí nhật, rồi sau đó tìm ra phương hướng của nơi chí âm trên đại lục. Khi đó, chỉ có ở đó vào ngày chí âm chí nhật thì thần cấm trên mặc áo Đạt Tư phong ấn Tri Bình
mới có thể bị phá giải. Vào thời điểm đó, nó sẽ tỏa ra một năng lượng cực lớn. Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể cảm ứng được. Còn làm cái gì thì ta không cần phải dạy các ngươi. Còn tình huống tư nhân loại trước mắt thì ta cũng lần đầu thấy qua. Các người đợi hắn lại đây. Ta muốn dùng thần thức kiểm tra thân thể của hắn thì mới có thể phán đoán được tình huống cụ thể như thế nào. Gia Lạp và đệ tử vội tiến lên, cẩn thận dùng năng lượng đỡ thân thể của Niệm Băng rồi mang vào luồng bạch quang. Thần thức của Long Thần ngưng kết thành quang mang bao trùm lấy toàn bộ thân thể của Niệm Băng. Ánh sắc của bạch quang càng lúc càng mãnh liệt, Thật Lòng Vương ai nấy cũng đều khẩn trương ngưng thần nhìn bạch quang. Đó không chỉ liên quan tới việc Niệm Băng có thể sống lại hay không, mà nó còn liên quan tới việc hài tử của Tạp Tiệp Áo Tây Tư và Địch Mạn Đặc Đế có thể trọng sanh hay không. Như vậy thì hỏi sao bọn họ không khẩn trương cho được. Bạch sắc quang mang từ từ tan đi, Long Thần thở dài nói, quái, thật là quái lạ, không lẽ với thực lực các ngươi cũng nhìn không ra tình huống hiện tại sao? Gia Lạp Mạn Địch Tử nôn nóng hỏi, tình huống hiện tại của hắn như thế nào? Theo như tình huống bây giờ thì hắn có thể hồi sinh hay không? Long Thần im lặng một chút rồi nói, khó nói lắm, chỉ có khoảng 50% mà thôi. Theo như tình huống này, khi nãy các người nói, thì khi hắn đỡ lấy đòn tấn công của Vô Yêu không hề dùng tới một phương pháp bảo vệ nào. Chính vì vậy một chút sinh khí kia đã bị khí tức tà ác xuyên qua. Với người bình thường mà nói, thì ý thức của hắn lúc này giống như người bình thường đã chết, hoàn toàn ngưng tụ tại đại não. Thành ra dưới tình huống này, cho dù hắn có còn một hơi thở, nhưng hắn cũng đã chết rồi. Nhưng tình huống con của Tạp Tiệm Áo Tây Tư cùng Địch Mạn Đặc Đế thì lại hoàn toàn trái ngược với hắn. Các người đều biết, long tộc của chúng ta là một chủng tộc cường đại, nhục thể của chúng ta mạnh mẽ hơn các sinh vật khác rất nhiều. Tinh thần của chúng ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng của tinh thần ma pháp. Vì vậy dưới tình huống này, quang mang tà ác bị suy yếu kia chỉ có thể đem thân thể hài tử các ngươi hủy diệt, nhưng năng lượng cường đại quỷ dị cùng long phách của nó vẫn còn tồn tại. Có thể nói, mặc dù thân thể của nó bị hủy đi, nhưng tinh thần cùng long phách của nó vẫn còn. Dưới mối quan hệ kỳ diệu đó, giữa bọn họ nảy sinh ra tình huống dung hợp nhau. Cái tên nhân loại Niệm Băng kia đã từng dùng năng lượng của hắn giúp Địch Mạn Đặc Đế sinh nở. Vì vậy trong quá trình dung hợp, đứa con của Tạp Tiệp Áo Tây Tư cùng Địch Mạn Đặc Đế không hề bài xích thân thể của hắn, thành ra mới tạo ra tình huống kỳ lạ này. Từ bên ngoài mà nói, thì chúng ta có thể nói tên nhân loại Niệm Băng này tinh thần đã chết rồi. Nhưng thân thể của hắn dưới tác dụng của Long Phách nên đã có được khả năng khôi phục siêu cấp của Long tộc chúng ta. Hơn nữa đứa con của các người sinh ra năng lượng rất nhanh, vì vậy Long Phách của nó mang theo năng lực khôi phục so với các người còn mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói thân thể của tân nhân loại này không cần nhiều thời gian thì có thể hoàn toàn khôi phục. Bằng vào sinh mệnh lực siêu cường của long tộc chúng ta, thì sinh mệnh lực của hắn vốn đã bị chớ chú lấy hết đi, sẽ được sinh mệnh lực của long tộc bổ sung lại. Vì vậy có thể nói, thân thể sau khi dung hợp này không còn là người nữa. Từ một mặt nào đó thì có thể cho rằng hắn đã có được thể xác của một cự long. Chỉ là bề ngoài thì vẫn là nhân loại. Khi thân thể này khôi phục hoàn toàn, cũng với long phách hoàn toàn dung hợp, thì con của hai ngươi sẽ tỉnh lại. Hơn nữa còn khống chế lấy thân thể này. Ta nói hắn quái dị là bởi vì người này bây giờ là nửa người nửa rồng. Bên ngoài là con người, nhưng linh hồn là rồng cùng dung hợp một chỗ. Tạp Tiệp Áo Tây Tư, Địch Mạn Đặc Đế. Các người hoàn toàn có thể coi nó là con của mình. Lời nói của Long Thần khiến cho Thất Long Vương nhất thời trầm mặc. Ánh mắt bi thương của Địch Mạn Đặc Đế chợt rạng rỡ. Không chết, con của ta thật không chết. Như vậy là quá tốt. Quá tốt rồi. Tạp Tiệp Áo Tây Tử so với thê tử thì bình tĩnh hơn, hỏi tiếp. Long Thần đại nhân, vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì? Niệm Băng vì chúng tôi mà đã trả giá rất nhiều, con của ta lại chiếm lấy thân thể của hắn. Việc này có lẽ không đúng. Không lẽ tinh thần lực của Niệm Băng ngưng tụ tại đại não không còn khả năng khôi phục hay sao? Long Thần im lặng một chút, nói. Nếu đổi lại là một phổ thông nhân loại thì đúng là như vậy. Tinh thần lực cùng ý thức ngưng kết sẽ dẫn tới thất khứ linh hồn. Đó chính là tử vong thật sự, ít nhất cũng là tử vong về ý thức. Nhưng tình huống của tên nhân loại này thì lại đặc biệt. Hắn đã khai thông được thiên nhãn huyệt trong thất khiếu huyệt. Khi tinh thần lực và ý thức của hắn ngưng kết, linh hồn đúng ra phải tán đi, thì lại tụ lại trong thiên nhãn huyệt, khiến cho ý thức có thể một lần nữa sống lại. Huống chi thiên nhãn huyệt của hắn đã sớm được mở hoàn toàn, tạo thành một thiên nhãn đặc biệt từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Các người nên hiểu rằng, khai thông được thiên nhãn huyệt đừng nói là ở ngưỡng quang đại lục, mà dù cho ở thần chi đại lục cũng cực kỳ ít gặp. Có thể nói hầu như bất kỳ thần nhân nào khai thông được thiên nhãn huyệt đều có thể trở thành chủ thần, trở thành đối tượng đặc biệt được thần chi đại lục bồi dưỡng.
Nhưng thiên nhãn huyệt, mặc dù tốt, lại nảy sinh một vấn đề khác. Đó chính là yếu điểm của thiên nhãn huyệt đối với tinh thần lực. Người có thiên nhãn huyệt, mặc dù có thể thông qua thiên nhãn khống chế lấy tinh thần lực, nhưng về mặt nào đó sẽ ảnh hưởng tới việc phát triển, cân bằng giữa tinh thần lực và việc khống chế tinh thần lực đó. Nhưng tình huống của Niệm Băng thì lại không như vậy. Tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn dung hợp với thiên nhãn huyệt. Một khi một lần nữa khai mở thiên nhãn huyệt, bởi vì thiên nhãn huyệt và tinh thần lực đã dung hợp, sẽ khiến cho yếu điểm đó không còn mà chỉ có một ưu điểm. Trong tương lai không xa, chỉ cần hắn khai mở thêm một hai khiếu huyệt thì thực lực sẽ tăng tiến cực mạnh. Tiền đồ lúc đó khó mà đoán trước được. Hắn so với thần nhân tu luyện trên thần chi đại lục có ưu thế hơn rất nhiều. Già Lạp Mạn Địch Tư nhíu mày. Long Thần đại nhân, ngài nói nhiều như vậy rốt cuộc là muốn nói cái gì? Ngài cứ nói rõ ra đi. Long Thần nói, ta muốn giải thích cho rõ cho các ngươi, chính là muốn các ngươi phải có sự lựa chọn. Thân thể nửa người nửa long này chỉ có hai đường phát triển, các ngươi phải lựa chọn mới được. Thứ nhất chính là cứ để cho hắn phát triển như thế này. Mặc dù thân thể hắn là nhân loại, nhưng cũng có thể nói chính là thành viên của long tộc chúng ta. Theo sự phát triển khôn lớn của hài tử của Tạp Tiệp Áo Tây Tư cùng với Địch Mạn Đặc Đế, hắn sẽ chính là hài tử chân chánh của các ngươi. Có tư tưởng cùng năng lực của hài tử các ngươi, thậm chí còn có những đặc tính của nhân loại. Đợi khi thực lực của hắn đạt tới một trình độ nhất định, thì khi đó lấy thân thể con người làm cơ sở, long lực xảy ra biến hóa, chính thức trở thành hình dáng long tộc của chúng ta. Nói một cách khác, thì lúc đó chính là lúc hài tử các ngươi quay về. Hơn nữa, lúc đó tiền đồ của nó sẽ rất rạng rỡ. Nhưng nếu lựa chọn theo cách đó, thì tên nhân loại gọi là Niệm Băng kia có thể nói là chính thức tử vong. Bởi vì khi tinh thần lực cùng thiên nhãn huyệt dung hợp, thì cái phong ấn đó sẽ càng thêm kiên cố và chính thức hoàn toàn phong bế lại. Sự lựa chọn thứ hai chính là dựa vào lực lượng bảy người các ngươi mang long thức tiến nhập vào cơ thể hắn, giống như các ngươi đang ấp hắn vậy, giúp cho hài tử các ngươi mau chóng phát triển, độ khoảng 7 ngày thời gian. Khi thần trí hài tử của các ngươi trưởng thành, thì nó sẽ dựa vào lực lượng của nó mở ra thiên nhãn huyệt, mang linh hồn, tinh thần lực cùng với ý thức của Niệm Băng phóng xuất ra. Tới lúc đó thì Niệm Băng mới là chủ nhân chân chính của thân thể này, khôi phục là vị trí chủ đạo. Khi đó năng lực của hắn cũng bởi vì sinh mệnh lực đã khôi phục cũng sẽ trở lại. Cộng thêm sự dung hợp của Long Phách sẽ khiến cho thực lực của hắn tăng tiến rất nhanh. Tuy nhiên, nếu lựa chọn theo cách này thì thân thể sẽ có hai linh hồn, một người là Long, lấy linh hồn nhân loại làm chủ đạo. Trừ phi Niệm Băng nguyện ý, bằng không thì các ngươi cũng khó có cách nào tiếp xúc với linh hồn con của các ngươi. Vì vậy có thể nói hai phương pháp này, một là Long tử trọng sinh, một là Long nhân kết hợp. Còn lựa chọn như thế nào thì các ngươi là phụ mẫu, các ngươi tự mình quyết định đi. Thất Long Vương cùng đưa mắt nhìn nhau. Long Thần đã nói rất rõ ràng, nếu như lựa chọn cách một thì Tiểu Long Vương sẽ lấy thân thể Niệm Băng làm cơ sở để từ đó thật sự phát triển sinh mệnh. Nếu lựa chọn đường thứ hai thì có thể cứu sống lại Niệm Băng, nhưng Tiểu Long Vương chỉ có thể sống nhờ thân thể của hắn. Cái này thật sự rất khó lựa chọn. Dù sao đó cũng chính là đứa con đã được dưỡng dục cả ngàn năm nay. Hạ Cám Long Vương, Tạp Tiệp Áo Tây Tư cùng với Quang Huynh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế sẽ lựa chọn sao đây? Từ góc độ nội tâm mà nghĩ lại, thì ai lại không hy vọng con của mình có thể ở bên cạnh mà không phải sống nhờ vào thân thể của người khác chứ? Gia Lạp Mạn Địch Tư không hề lên tiếng. Trong thâm tâm hắn đương nhiên hy vọng dùng cách thứ hai, nhưng đồng thời hắn cũng hy vọng con của Địch Mạn Đặc Đế có thể sống lại. Sự đấu tranh phức tạp của tâm lý khiến cho hắn không thể có ý kiến gì mà chỉ kích động đứng nhìn Tạp Tiệp Áo Tây Tư cùng Địch Mạn Đặc Đế, đợi phu thê bọn họ tuyển chọn. Suy nghĩ của mấy vị Long Vương khác cũng bất đồng như Gia Lạp Mạn Địch Tư, nhưng bọn họ cũng không nói ra ý kiến của mình. Ai cũng biết lựa chọn khó khăn như thế nào. Một bên là hài tử của mình, một bên là huynh đệ, bằng hữu, dùng tính mạng để bảo vệ bọn họ. Vì vậy bọn họ không nói gì là tốt nhất. Nước mắt chảy dài theo khuôn mặt tuyệt đẹp của Địch Mạn Đặc Đế. Cả người nàng không ngừng run rẩy. Tạp Tiệp Áo Tây Tư thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy thê tử vào lòng. Thật ra khi Long Thần nói hai trường hợp thì bọn họ sớm đã có quyết định. Chỉ có điều đối diện với quyết định này quả thật đau khổ. Khi Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư mở mắt ra, hắn cố gắng nén tâm tình của mình vào lòng. Hít sâu một hơi, nói: Long Thần đại nhân, không cần phải lựa chọn nữa, chúng ta chọn phương án thứ hai. Thành âm của hắn nói ra thập phần kiên định, không có chút do dự. Địch Mạn Đặc Đế chỉ dựa đầu vào vai hắn mà bật khóc, chứ không hề lên tiếng ngăn trở. Trong hang động lúc này cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thanh âm của Tạp Tiệp Áo Tây Tư vang lên.
đám người Gia Lạp mà Địch Tư cũng đang ngồi dưới đất đều đứng dậy. Bắt đầu từ hôm nay, ta, Hỏa Long Vương Gia Lạp mà Địch Tư xin thề tôn Tạp Tiệp Áo Tây Tư làm huynh trưởng, làm lãnh tụ. Sau này Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư chính là lão đại của ta. Gia Lạp mà Địch Tư kích động lên tiếng, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Hắn hiểu rất rõ, nếu đổi lại là hắn phải lựa chọn thì tuyệt đối không thể kiên quyết như Tạp Tiệp Áo Tây Tư lúc này. Thanh âm của Long Tần trở nên nhu hòa. Tạp Tiệp Áo Tây Tư, Nịch Mạn Đặc Đế, hai người các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như các ngươi quyết định như vậy thì sau này tuyệt đối không được hối hận. Long tộc chúng ta là một dân tộc luôn tuân thủ lời hứa. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa, hiện tại hối lại vẫn còn kịp. Có lẽ cả đời hai ngươi chỉ có duy nhất một đứa con này thôi. Đây chính là một khảo nghiệm. Một khảo nghiệm với một Long Thần có thể vì ân nhân mà bỏ qua cơ hội cứu sống hài tử của mình. Tạp Tiệp Áo Tây Tư, người phù hợp với yêu cầu của khảo nghiệm, ta tuyên bố người chính là Long Thần tiếp theo. Từ hôm nay, ta sẽ đem Long Thần tâm quyết chỉ truyền nhất mạch bổn tộc truyền lại cho ngươi. Ngươi nhất định phải tu luyện cho tốt. Khi ngươi đạt tới cảnh giới đệ thất tầng của Long Thần tâm quyết thì ngươi sẽ thay thế vị trí của ta. Toàn thân Hắc Ám Long Vương chấn động, quỳ xuống đất. Long Thần đại nhân, như vậy sao có thể được? Ngài sao lại có thể đem chức vị Long Thần truyền lại cho ta? Thuộc tính của ta là Hắc Ám mà. Cái gì là Hắc Ám? Hắc Ám chính là lúc ánh sáng chuẩn bị chiếu khắp nơi. Trên thế gian không có tuyệt đối quang minh, cũng như không có gì tuyệt đối Hắc Ám. Ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Ý ta đã quyết, thần thức của ta không thể chịu được bao lâu nữa. Ngươi hãy ngừng tụ tinh thần nghe ta truyền thụ. Kim sắc quang điểm giữa hai luồng hồng sắc quang mang bỗng dài thành một đường quang tuyến chiếu vào Long nhãn của Hắc Ám Long Vương. Toàn thân Tạp Tiệp Áo Tây Tư chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục lại ổn định. Toàn thân hắn vốn tán ra Hắc Ám khí tức thì dần dần được bao phủ bởi một lớp kim sắc quang mang. Long Thần chính là tộc trưởng của Long tộc. Lịch đại Long tộc tộc trưởng đều là do thất hệ cự Long sinh ra. Trong lịch sử Long Thần thì rất hiếm khi có việc cha truyền con nối, mà chủ yếu là thông qua thực lực, tâm trí cùng với cống hiến cho Long tộc mà quyết định. Long Thần hiện tại chính là tộc trưởng của Hỏa Long tộc, cũng chính là một vị Hỏa Long Vương. Long Thần tâm quyết chính là phương pháp tu luyện tối cao trong Long tộc. Tâm quyết này vô cùng bá đạo. Không có thực lực siêu cường thì căn bản không thể tu luyện. Vì bảo hộ tôn nghiêm của tộc trưởng mà Long Thần tâm quyết chỉ có thể truyền cho một người, và đó cũng chính là người kế thừa. Trong lịch sử của Long tộc chưa từng xuất hiện qua một vị Hắc Ám Long Thần. Tạp Tiệp Áo Tây Tư vạn vạn lần cũng không thể ngờ Long Thần lại vì quyết định không chọn nhi tử mà tuyển chọn lấy mình. Hơn nữa lại tuyển chọn khi mình vừa mới làm mất đi mặc áo đạt tư phong ấn chi bình. Khác biệt giữa Long Thần với phổ thông cự Long chính là nhìn vào quang mang phóng xuất Long lực. Bất kỳ một cự Long nào sau khi trở thành Long Thần thì ngoài năng lượng thuộc tính vốn có, còn thêm một tầng kim sắc quang mang đại biểu cho Long Thần chi lực. Lúc này Long Thần quyết định mang tâm quyết tối cao truyền cho Tạp Tiệp Áo Tây Tư, cũng chính là đại biểu cho vị trí kế thừa Long Thần. Bây giờ trừ phi Tạp Tiệp Áo Tây Tư chết đi ra, còn bằng không, đây chính là sự thật không thể thay đổi. Nếu đổi lại lúc trước thì có lẽ bất mãn của Gia Lạp Mạn Địch Tư đối với phụ thân có thể sẽ tăng thêm mãnh liệt. Nhưng giờ đây, tâm tính của hắn lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có cảm giác được giải thoát. Mấy năm gần đây hắn khắc khổ tu luyện, mục đích tối cao của hắn chính là được kế thừa chức vị Long Thần. Lúc này, hắn mặc dù không quên, nhưng thấy Niệm Băng có khả năng sống lại, Gia Lạp Mạn Địch Tư đột nhiên phát hiện mình thật sự thích kết quả như thế này. Sau một khoảng thời gian, tầng kim sắc quang mang dần biến mất, thanh âm của Long Thần lúc này cũng không còn rõ ràng như trước. Tốt lắm, Tạp Tiệp Áo Tây Tư, người hãy ráng cố gắng tu luyện. Ta đã mang Long Thần tâm quyết cùng toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của tộc trưởng Long tộc chúng ta nói cho người nghe. Ta tin khi người kế thừa của ta thì sẽ trở thành một vị Long Thần còn xuất sắc hơn cả ta. À, đúng rồi, còn có một việc nữa. Cái tên nhân loại Niệm Băng này đã vì Long tộc chúng ta hy sinh nhiều như vậy. Ân tình như thế này chúng ta nhất định phải báo đáp. Khi nãy chuyển cho người Long Thần tâm quyết, ta đã có suy nghĩ qua. Mặc áo đạt tư phong ấn chi bình bị cướp đi, hoặc giả có lẽ là thiên ý, ta tặng cho tên nhân loại này một lời hứa. Nếu như trong tương lai hắn có thể tới thần chi đại lục thì ta sẽ tận hết sức mình giúp hắn khai mở huyệt đạo mạnh nhất trong nhân loại là Hoàng Cực Huyệt, coi như là để báo ân. Bắt đầu từ bây giờ, con cháu của hắn sẽ được Long tộc chúng ta bảo hộ liên tục trong 3 đời. Được rồi, ta phải đi đây.
Các ngươi hãy nhớ kỹ lời ta nói, bất kỳ lúc nào cũng phải chú ý tới thời điểm ngày chí âm chí nhật hàng lâm. Đó là một ngày nhân loại đón mặt trời xuất hiện từ mặt nước. Nếu như ta nhớ không lầm, thì có lẽ vào tháng 11, 2 năm sau thì phải. Bạch sắc quang mang biến mất, Long Thần mang theo Long Uy cường đại cũng theo đó tan biến đi. Thân thể của Đệ Băng yên bình nằm trên mặt đất, cả người vẫn không ngừng phát ra khí tức hồi sắc. Khuôn mặt của Gia Lạp Mạn Địch Tư thoáng cười, nhìn Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư nói: "Lão đại, chúc mừng ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là lão đại của ta." Tạp Tiệp Áo Tây Tư cười khổ: "Thật ra mà nói, thực lực giữa ta và ngươi không hơn kém bao nhiêu. Chức vị này đúng ra là thuộc về ngươi. Một vị Long Thần thuộc Hắc Ám Long tộc, có lẽ ảnh hưởng đối với Long tộc chúng ta sau này không được tốt lắm." Gia Lạp Mạn Địch Tư cười ha ha nói: "Tạp Tiệp Áo Tây Tư, ngươi sao lại trở nên đàn bà như thế? Có gì là không tốt chứ? Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, Long tộc trên giới đoàn kết, thì không lẽ còn e ngại đám thần nhân phổ thông kia nói lời ra tiếng vào sao? Đám chủ thần kia đều đã và đang chìm trong giấc ngủ say. Còn nữa, trở thành Long Thần, ngươi chính là một vị chủ thần. Long tộc của chúng ta chính là một thần tộc tại Thần Chi Đại Lục. Sợ bọn chúng làm cái gì? Muốn cho Long tộc phát triển tốt thì ngươi phải nỗ lực tu luyện Long Thần Tâm Quyết đi. Theo như phụ thân ta nói thì Long Thần Tâm Quyết có 13 tầng. Ngay cả Long Thần xuất sắc nhất của chúng ta cũng chỉ mới luyện được tới tầng thứ 11. Nếu ngươi luyện được tới tầng thứ 13, nói không chừng cái đám gia hỏa tự xưng là thần vương kia cũng không phải là đối thủ của ngươi." Nghe thấy hắn gọi Long Thần là phụ thân, đám Long Vương bất giác đều mỉm cười. Bọn họ đều biết khúc mắc trong lòng của Gia Lạp Mạn Địch Tư đã được tháo gỡ. "Ồ, Gia Lạp Mạn Địch Tư, tâm tính của ngươi từ khi nào trở nên tốt như thế này? Nếu bị người khác cướp mất thì đổi lại là ta không thể chịu lại được đâu." Cái bệnh lắm mồm của Tạp Ngạo Địch Lý Tư lại tái phát, sắc mặt mới giãn ra của Tạp Tiệp Áo Đầy Tư lại trầm lại. "Không gian Long Vương Tạp Ngạo Địch Lý Tư, vừa rồi ta dùng ý niệm trao đổi với Long Thần Đại Nhân, Long Thần Đại Nhân cũng có nói qua. Thật ra thiên phú của ngươi rất tốt, chỉ là biết và học quá nhiều cho nên mới trở thành người yếu nhất trong bảy Long Vương. Long Thần Đại Nhân có dặn, ta nhất định phải chăm sóc ngươi cho tốt." Nói tới đây, khóe miệng quán lộ ra nụ cười tà dị, đây mới là chân chánh khí tức của Hắc Ám Long Vương. Tạp Ngạo Địch Lý Tư giật mình đưa tay che miệng nói: "Lão đại, không thể nào à, Long Thần Đại Nhân sao lại có chỉ ý như vậy? Đều do cái miệng ta không tốt, ta ra ngoài tiểu tiện một chút, các người cứ trò chuyện nhé." Bàn tử đưa tay giữ Tạp Ngạo Địch Lý Tư lại, cười hắc hắc: "Thế nào, muốn mượn cớ để trốn hả? Ngươi phải ráng chịu đi, bọn ta ai nấy cũng đều tán thành lão đại chỉ bảo ngươi thật tốt đó." Địch Mạn Đặc Đế nói: "Được rồi, đừng làm ồn nữa. Trước khi Niệm Băng khôi phục lại thì mọi người ai cũng không được đi. Chúng ta nhất định không để bất cứ nguy hiểm nào xảy ra trên người hắn, cho nên phải ở đây bảo vệ hắn." Từ tốc độ vết thương lành lại cùng tốc độ thân thể cải tạo mà nói, thì có lẽ khoảng trên dưới 3 ngày hắn sẽ khôi phục. Tới lúc đó chúng ta phải hợp lực giúp cho hải tử tiến hóa. Nói tới đây, khuôn mặt của nàng không khỏi ảm đạm. Tạp Tiệp Áo Tây Tư ôm lấy thê tử nói: "Đừng đau buồn quá, hải tử của chúng ta không chết, đúng không? Nếu đã như vậy thì chúng ta còn có hy vọng. Huống chi trước khi Niệm Băng sống lại thì chúng ta còn có thời gian 7 ngày. Trong 7 ngày đó thì hắn chính là con của chúng ta. Chúng ta nhất định phải quý trọng lấy thời gian này, phải không?" Gia Lạp Mạn Địch Tư đột nhiên lên tiếng: "Ta có một đề nghị." Ánh mắt của các Long Vương đều dồn về phía người Gia Lạp Mạn Địch Tư. Gia Lạp Mạn Địch Tư trầm ngâm một chút nói: "Hiện tại linh hồn của Đệ Băng đang bị phong tỏa trong Thiên Nhãn Huyệt. Đó vừa là chuyện xấu nhưng cũng là chuyện tốt. Nếu như thời gian quá ngắn thì chỉ sợ linh hồn hắn không có cách nào chân chính dung hợp với Thiên Nhãn Huyệt. Nếu thời gian quá dài thì mọi việc sẽ xấu như lời phụ thân ta nói. Hơn nữa, nếu để Tiểu Long trưởng thành quá nhanh thì đối với tương lai phát triển của hắn cũng sẽ bất lợi. Ta đề nghị kéo dài thời gian 7 ngày thành 49 ngày. Như vậy chúng ta không chỉ có thể giúp Tiểu Long trưởng thành tốt hơn, mà còn khiến cho linh hồn của Đệ Băng chân chính dung hợp với Thiên Nhãn Huyệt. 49 ngày thời gian không tính là dài lắm, xem ra cũng không ảnh hưởng nhiều tới hắn." Nghe Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, người đầu tiên tỏ thái độ chính là Băng Long Vương Tát Tát Lý Tư cao ngạo. Nàng gật đầu nói: "Ta đồng ý với ý kiến của Gia Lạp Mạn Địch Tư. Đó là sự lựa chọn tốt nhất và càng tăng thêm phần an toàn. Dù sao ta cũng không có việc gì. Trải qua sự việc lần này, ta thấy Thất Long Vương chúng ta sau này hạn chế hành động một mình là tốt hơn. Chúng ta ở cùng một chỗ sẽ phòng được địch nhân công kích." Bàn Tử gật đầu nói tiếp: "Ta cũng đồng ý. Nhiều năm qua chúng ta ai lấy phân tán khắp nơi, lần này cùng chung ở một chỗ
Trước khi sự việc chưa giải quyết thì chúng ta không nên chia ra. Vạn nhất có việc gì biến hóa thì chúng ta có thể hợp lực mời Long Thần đại nhân chỉ điểm. Dù sao đối với ta mà nói thì chỉ cần có chỗ ngủ là được rồi. Tạp La Địch Lý Tư nói, cũng được, cứ quyết định như vậy đi. Tạp Ngạo Địch Lý Tư thấy mọi người cuối cùng ai cũng nhìn mình, vội nói, được, ta càng không có vấn đề, có thể ở cùng mọi người thật ra cũng là chuyện tốt mà. Địch Mạn Đặc Đế cúi đầu xuống nói, đa tạ mọi người. Nàng đương nhiên biết rõ cái đề nghị của Gia Lạp Mạn Địch Tư, nhìn bên ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng bên trong chính là để cho nàng có thể ở thêm với hải tử của mình một thời gian. Chúng Long Vương ai nấy cũng đều đã sống trên cả vạn năm thì ai lại không hiểu cơ chứ. Chỉ là bọn họ cũng không phản đối mà ngược lại còn tán thành ý kiến của Gia Lạp Mạn Địch Tư. Đối với sinh mạng cả vạn năm như chúng Long Vương mà nói thì 3 ngày thời gian trôi qua giống như trong nháy mắt. Bọn họ lúc nào cũng thủ hộ bên người của Nệ Băng. Lúc này ma pháp nguyên tố cũng đã biến mất tại Hàn Lĩnh qua một thời gian, nhưng năng lượng cuồng phong kia vẫn đang điên cuồng cuốn lấy cả Hàn Lĩnh. Không khí ấm áp trong sơn cốc lúc này y như phía bên ngoài tràn ngập giá lạnh, khiến nước hồ như đóng cả thành băng. Dưới hoàn cảnh như vậy thì người thích nhất chính là Hỏa Long Vương cùng Băng Long Vương. Băng Long Vương thì đương nhiên không thích như vậy. Còn Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư lúc này như lò sưởi của cả mọi người. Phía ngoài mặc dù rất lạnh, nhưng trong hang động dưới khí tức của Gia Lạp Mạn Địch Tư thì lại rất ấm áp dễ chịu. Mà pháp nguyên tố hỗn loạn kia không hề có chút ảnh hưởng gì tới chúng Long Vương, mà ngược lại từ trong năng lượng phong bạo đó, bọn họ lại có thể đề thăng ma pháp bản thân. Tất cả đều đang chờ đợi ngày Niệm Băng tỉnh lại. Thân thể của Niệm Băng chỉ cần hơn 1 ngày thời gian là đã hoàn toàn bình phục. Chỉ là lúc này hắn vẫn còn đang hôn mê. Trong cơn hôn mê đó, cứ mỗi ngày từ trong miệng lại phát ra mấy âm thanh lạnh lót. Đình Mạn Đặc Đế lúc nào cũng ở bên cạnh người của Niệm Băng. Cũng do năng lượng của Tiểu Long Vương quá đặc biệt cho nên không ai dám dùng năng lượng của bản thân để giúp đỡ, mà chỉ biết chờ đợi chính năng lực của Tiểu Long Vương mà thôi. Correct, correct. Khóe miệng của Niệm Băng lại nhúc nhích phát ra mấy tiếng dẫn đến sự chú ý của Địch Mạn Đặc Đế. Mặc dù việc này xảy ra suốt mấy ngày qua rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến cho nàng trở nên quan tâm đặc biệt. Tình mẹ vĩnh viễn là tình cảm vĩ đại nhất trên thế giới này. Tạp Ngạo Địch Lý Tư đứng bên cạnh khẽ nói, hôm nay cũng lại kêu. Tiếng kêu này hình như trong ngôn ngữ Long tộc chúng ta không hề có thì phải. Tạt Lý Tư khinh bỉ nói, không lẽ người nhớ lúc nhỏ người kêu thế nào sao? Địch Mạn Đặc Đế liếc mắt nhìn Tạp Ngạo Địch Lý Tư. Qua trường cái miệng của ngươi, bằng không ta thấy ngươi ra ngoài năng lượng phong bạo kia tập luyện thì có vẻ tốt cho ngươi hơn. Tạp Ngạo Địch Lý Tư cười khổ nói, được rồi, dù sao ta cũng một thân một mình, các người ai đấy cũng đều khi phụ ta. Bản tử đưa cái người to đùng tới gần hắn, lấy tay vỗ vào vai nói, muốn không bị khi dễ thì trước tiên phải mạnh mẽ mới được. Correct, correct. Thanh âm trầm trẻo một lần nữa lại thu hút chú ý của chúng Long Vương. Thân thể của Đệ Băng khẽ run rẩy như đang tránh né cái gì đó. Địch Mạn Đặc Đế kinh hãi vội nắm lấy tay của Đệ Băng khẽ nói, hai tử, con sao rồi? Đừng dọa cho mụ mụ sợ à? Correct, correct. Thanh âm lại vang lên, khóe miệng của Đệ Băng khẽ động đậy, da mặt lúc này có sự biến hóa. Thân thể hắn lúc này đã sớm khôi phục lại hoàn toàn, chỉ là chớ chú sinh mệnh kia đã khiến cho mái tóc trắng vẫn còn y như cũ. Correct, correct. Mí mắt của Đệ Băng khẽ động rồi từ từ mở mắt ra. Đôi mắt lam sắc kia như sáng hơn trước rất nhiều, trong mắt đảo qua đảo lại y như ánh mắt của một đứa trẻ. Correct, correct. Thanh âm của hắn như rất hưng phấn, đầu cứ dụi vào trong ngực của Địch Mạn Đặc Đế. Correct, correct. Đám Long Vương trừ Tát Lý Tư ra thì ai nấy cũng ngớ người. Dù gì Niệm Băng cũng là một nam tử thành niên, còn hình thái Địch Mạn Đặc Đế bây giờ lại là một mỹ nữ nhân loại. Loại động tác như vậy thật khiến người ta khó mà nghĩ ra được. Gia Lạp Mạn Địch Tư khẽ ho một tiếng rồi quay người ra ngoài. Hình ảnh này hắn thật khó mà tiếp nhận được. Bàn Tử, Tạp Ngạo, Tạp La hai huynh đệ cũng vội đi theo sau. Tát Lý Tư nhìn Niệm Băng rồi cũng quay người ra. Địch Mạn Đặc Đế thì không cảm thấy gì mà cứ để cho Niệm Băng dựa vào ngực mình. Trong ánh mắt của nàng toát lên nét nhu hòa của người mẹ. Khẽ khẽ vuốt mái tóc trắng xóa của Niệm Băng nói, hài tử ngoan, không sao đâu, có mụ mụ ở bên cạnh, mụ mụ sẽ bảo vệ con, không để cho ai làm thương hại tới con nữa. Trong mắt nàng lúc này, Niệm Băng chính là hài tử của nàng. Đặc biệt lúc này trên người Niệm Băng tỏa ra long tức rất quen thuộc. Mang thai Tiểu Long cả ngàn năm, nàng chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Vì vậy khi cảm thấy khí tức Tiểu Long có chút sợ hãi, nàng liền nhận ra rất rõ ràng. Tạp Tiệp Áo Tây Tư vẫn còn đứng ở đó. Mặc dù Niệm Băng ở trong lòng thê tử khiến hắn rất khó chịu,
nhưng dù sao hiện tại nhi tử của hắn cũng đang kiểm soát lấy thân thể Niệm Băng. Hoàn cảnh như vậy miễn cưỡng hắn cũng chấp nhận được. Niệm Băng thần thần thiết thiết dụi dụi vào người Địch Mạn Đặc Đế, y như một đứa trẻ thơ. Ánh mắt Địch Mạn Đặc Đế lúc này càng lúc càng trở nên ôn nhu. Caress, caress. Niệm Băng lại kêu lên, trong thanh âm như đang cầu khẩn điều gì đó. Dưới tình cảm người mẹ, Địch Mạn Đặc Đế tức thì hiểu ý của hắn, sắc mặt ửng hồng, quay đầu về phía tạp tiệp áo Tây Tử nói. Lão công, người có thể ra ngoài trước một chút không? Ta nghĩ hải tử muốn uống sữa, nó vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu lắm. Tạp tiệp áo Tây Tử há miệng nhìn thê tử, nàng không phải thật muốn cho nó uống sữa chứ? Thân thể của hắn dưới tác dụng của long lực đã khôi phục rất nhanh rồi, ta nghĩ nó không cần nữa mới đúng. Đợi lát nữa chúng ta dùng năng lượng giúp nó tiến hóa, còn năng lượng bổ sung thì ăn hay không ăn cũng vậy mà thôi. Địch Mạn Đặc Đế kiên quyết nói, không, sữa mẹ với hải tử mà nói rất quan trọng, chúng ta cần phải nuôi dưỡng con của chúng ta. Lão công, hiện tại nó không phải là Niệm Băng mà là con của chúng ta mà. Tạp tiệp áo Tây Tử cười khổ nói, nhưng thân thể của hắn là của Niệm Băng, ta là... Địch Mạn Đặc Đế nhíu mày nói, ngươi sao vậy? Nó là con của ta, cũng là con của ngươi, không lẽ hài tử không được uống sữa của mẫu thân sao? Lão công, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái thì ra ngoài trước đi, chúng ta không dễ gì mới có hài tử, ta không hy vọng là sẽ có sự hối hận nào sau này, dù cho con muốn cho nó uống sữa thì cũng không còn cơ hội nữa. Nói tới đây, ánh mắt của nàng lộ ra vẻ chua xót, cúi đầu nhìn Niệm Băng, ánh mắt trở nên nhu mì. Niệm Băng yên lặng đứng nhìn tạp tiệp áo Tây Tử, ánh mắt đầy vẻ thân cận. Correct, correct. Được, được rồi. Tạp tiệp áo Tây Tử bất lực thở dài một tiếng. Đúng à? Hắn hiện tại là con của mình. Là con của mình đang chiếm tiện nghi của Niệm Băng. Đối với hắn mà nói, trên thế giới này không có một người nào quan trọng hơn Địch Mạn Đặc Đế. Đừng nói là để một nam nhân khác chạm tới. Dù cho người khác nếu nhìn Địch Mạn Đặc Đế cũng đủ khiến hắn nổi giận. Nhưng hiện tại thì... Hắn bất lực. Lắc lắc đầu, tạp tiệp áo Tây Tử quay người đi ra ngoài. Tạp Ngạo Địch Lý Tử đi, ta và ngươi ra ngoài rèn luyện một chút. Năng lượng phong bạo không dễ gì mà gặp được, đây chính là thời cơ rèn luyện tốt nhất của ngươi. Ê lão đại, không cần à? Trong mắt Địch Mạn Đặc Đế lộ ra nét nhu hòa, nhẹ nhàng nâng y phục do năng lượng ngưng kết lên để lộ ra hai gò ngọc phong cao vút. Niệm Băng chẳng chút khách khí, vừa nhìn thấy bảo bối của mình tức thì hai tay nâng bầu ngực căng tròn đưa lên miệng, từ từ hút lấy dòng sữa ngọt ngào từ hai bầu vú đỏ hồng. Một cảm giác kỳ lạ truyền khắp người Địch Mạn Đặc Đế. Mặc dù nàng biết trước mặt mình là một nam tử thanh niên, nhưng trong lòng của nàng lúc này không có suy nghĩ nhiều. Niệm Băng như đã hóa thành con của nàng. Cái cảm giác kỳ lạ trước ngực khiến trong thâm tâm của nàng trỗi lên một cảm giác kiêu hãnh của một người mẹ. Nàng khẽ vuốt lấy mái tóc trắng xóa của Niệm Băng mà như đang vuốt ve lấy đứa con của mình. 10 ngày sau. Correct, correct. Được rồi, đừng kêu nữa. Tên tiểu gia hỏa người rõ ràng đã tiến hóa có thể nói được tiếng người rồi, mà sao vẫn không chịu sửa chứ? Tạp Ngạo Địch Lý Tư tức giận nói, mấy ngày qua hắn chịu khổ không ít vì mỗi ngày lúc sáng sớm thì đều là lúc Địch Mạn Đặc Đế cho Niệm Băng ăn. Lúc đó cũng chính là thời gian ác mộng của hắn. Hầu như cứ tới thời điểm đó, tạp tiệp áo Tây Tử đều đưa hắn ra ngoài để tu luyện. Cái này đối với một không gian long vương không hề có hứng thú tu luyện thì chẳng khác nào là ngược đãi. Hắn rõ ràng biết rõ, tạp tiệp áo Tây Tử mang cảm giác khó chịu đem phát tiết trên người hắn, nhưng hắn lại không thể nói ra. Bằng không thì bão táp còn lớn hơn rất nhiều. Tới chiều thì Thất Long Vương lại hợp lực để giúp Tiểu Long Vương tiến hóa. Liên tục trong 2 canh giờ, Tiểu Long Vương hấp thụ rất nhiều thất hệ năng lượng. Quá trình tiến hóa của hắn từ đó nhanh hơn so với suy tính rất nhiều. Khi Thất Long Vương bồi dưỡng tới ngày thứ 8, thì Tiểu Long Vương đã có thể mở miệng ra nói chuyện. Chỉ có điều tới giờ Thất Long Vương cũng không hiểu cái năng lượng quái dị kia thuộc hệ nào. Bọn họ không thể cảm giác được năng lượng quái dị đó mạnh tới mức nào, nhưng lại có thể cảm giác được nó rất kỳ dị. Năng lượng của Tiểu Long Vương hiển thị rõ đặc tính thôn phệ của nó, đặc biệt khi Thất Long Vương toàn tâm đưa năng lượng của họ vào trong cơ thể của Tiểu Long Vương, thì đặc tính này càng biểu lộ rõ. Hơn nữa năng lực học tập của Tiểu Long Vương lại rất mạnh. Khi Thất Long Vương mang ký ức truyền thừa của Long tộc truyền lại thì hắn lý giải rất nhanh. 8 ngày thời gian đó. Mặc dù Thất Long Vương đã chủ động làm giảm tiến độ, tiến hóa, nhưng trí tuệ của Tiểu Long Vương lúc này đã đạt tới mức như một nhân loại độ 16 tuổi. Ta muốn nói, mụ mụ, Tạp Ngạo Địch Lý Tư khi phụ ta. Cái gì? Tên Tạp Ngạo hỗn đản ngươi lại dám ngang nhiên khi phụ con ta. Bạch quang lóe lên, Địch Mạn Đặc Đế nộ khí sùng thiền từ trong động lao ra. Không cần hỏi nguyên do, một câu cũng không nói, cứ nhắm Tạp Ngạo Lý Tư đánh một quyền.
Tạp Ngạo Địch Lý Tư không thể không thừa nhận, mặc dù mấy ngày nay trong cơn lốc năng lượng tu luyện chịu khổ không ít, nhưng thực lực của hắn lại tăng tiến thấy rõ. Ngân quang lóe lên, thân thể của Không Gian Long Vương tỏa ra quang mang chói mắt, rồi trong nháy mắt đã ở bên ngoài bờ trượng. Đủ rồi nha, ta nói Địch Mạn Đặc Đế ngươi quá độc tài đó. Chính tên tiểu gia hỏa đó đã làm ngươi ra như vậy. Nói xong hắn không dám đứng lại, quay người chạy ra bên ngoài. Dưới tình huống Mẫu Long nổi giận thì tạm thời né tránh đi là tốt nhất. Huống chi đằng sau Mẫu Long còn có một thế lực chống đỡ. Niệm Băng cười hi hi ha ha tới bên cạnh người Địch Mạn Đặc Đế, níu lấy tay nàng nói: "Mụ mụ thật tốt, mụ mụ còn muốn uống sữa." Sắc mặt của Địch Mạn Đặc Đế ửng hồng nói: "Bà bối, hôm nay ngươi đã uống rồi mà. Hơn nữa với tình trạng của ngươi như vậy không cần phải uống nữa. Thân thể cường hãn của Niệm Băng đừng nói là so với người mà so với những dòng phổ thông khác còn mạnh hơn nhiều. Khi hắn vận hành năng lượng trong cơ thể thì toàn thân hiện ra một lớp hôi sắc lân phiến. Tạp Tiệp Áo Tây Tư từng thử qua, sức cường hãn của lớp hôi sắc lân phiến này so với Thất Long Vương chỉ thua có hoàng sắc lân phiến của một bàn tử có sức phòng ngự mạnh nhất kia một chút thôi. "Không, ta muốn ăn, mụ mụ, ta đói." Niệm Băng dụng lực lắc lắc tay Địch Mạn Đặc Đế. Địch Mạn Đặc Đế biết mình cùng hài tử chỉ còn thời gian 49 ngày, vì vậy đối với Niệm Băng này trước mặt cực kỳ sùng ái, căn bản không nỡ làm ngược ý của hắn. Bất đắc dĩ đành cười nói: "Được rồi, người bà ta vào trong động đi." Nói xong liền dẫn Niệm Băng vào trong động. Mấy vị Long Vương khác đều ở trong cơn lốc năng lượng ngoài hang động tu luyện. Ở trong cơn lốc cộng thêm được sự kiểm nghiệm của Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư thì so với tình huống bình thường mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tạp Tiệp Áo Tây Tư lúc này đang ở bên trong động, nhìn thấy Địch Mạn Đặc Đế dẫn Niệm Băng tiến vào không kiềm được nói: "Nàng đừng có sủng ái đứa nhỏ này quá, sủng ái quá không dạy được nó đâu." Địch Mạn Đặc Đế nói: "Ta có sủng ái nó sao?" "Không có, đương nhiên là không có." "Cret, cret, ba ba, ngươi muốn làm gì thế?" Niệm Băng tiếp lời mẫu thân hỏi. Một tiếng ba ba khiến cho toàn bộ tức giận của Tạp Tiệp Áo Tây Tư biến mất. Hắn không ngừng thầm nhắc mình đây chính là con mình, không phải là nhân loại. Cuối cùng đành tức giận nói: "Tên tiểu tử ngươi, vừa mới sinh mấy ngày đã như vậy, sau này lớn lên thì như thế nào? Ngươi quậy phá thế nào ta mặc kệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ mấy quy tắc của Long tộc chúng ta. Chỉ cần làm ngược một điều, thì dù là ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi." Niệm Băng lẻ lưỡi nói: biết rồi, ba ba, còn muốn uống sữa, ngươi còn không ra ngoài sao?" Tạp Tiệp Áo Tây Tư sững người nói: "Còn ăn, không phải hôm nay ngươi đã ăn rồi sao?" Hắn còn muốn nói nữa, nhìn thấy vẻ mặt van cầu của Địch Mạn Đặc Đế, bất lực than một tiếng nói: "Được rồi, bất quá ngươi phải nhẹ nhàng một chút, không được làm thương hại tới mụ mụ đó." "Đương nhiên, mụ mụ là người thương ta nhất, ta sao lại có thể làm thương hại tới người chứ?" Uống sữa là việc Niệm Băng khoái nhất, mỗi lần hắn đều ra sức kéo dài thời gian để hưởng thụ lấy hương vị ngọt ngào từ dòng sữa. Như lần này hắn ăn tới hơn nửa canh giờ mới quyến luyến không nỡ rời miệng. "Cảm giác thật là thoải mái à, mụ mụ. Không biết vì sao ta mặc dù không thể tiếp nhận những năng lượng bên ngoài nhưng lại có thể thông qua thực vật để bổ sung." Địch Mạn Đặc Đế chỉnh lại y phục nói: "Có lẽ vì hiện tại ngươi đang có một thân thể nhân loại. Bà bối, năng lượng trong cơ thể ngươi rốt cuộc là loại gì? Chúng ta mặc dù có thể giúp đỡ ngươi tiến hóa nhưng lại không có cách nào cảm thụ được năng lượng của ngươi." Niệm Băng suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ta cũng không rõ, khi hấp thụ năng lượng mọi người thì ta cảm thấy rất thoải mái. Hôm qua khi mọi người giúp ta tiến hóa thì năng lượng hôi sắc kia như nhỏ hơn trước nhiều và nằm ngay trước ngực. Chú ngữ lòng ngữ ma pháp mặc dù ta đã thuộc nhưng lại không thể sử dụng, ngược lại dùng đấu khí thì lại rất dễ dàng." Dứt lời hắn vung tay lên, một đạo đấu khí ngân sắc hiện ra quanh người, chính là thánh đấu khí cấp biệt vũ thánh. Địch Mạn Đặc Đế nói: "Thân thể ngươi lúc này rất tốt, tại phương diện miễn dịch ma pháp, vật lý công kích và vật lý phòng ngự thì so với bọn ta còn mạnh hơn một chút, chỉ thua có bàn tử thôi." "Ta đã cùng với ba ba người suy nghĩ kỹ, không ngừng đoán xem ngươi thuộc loại nào trong Long tộc. Chỉ là dựa vào đặc điểm năng lượng của ngươi hiện tại thì từ trước tới nay Long tộc của chúng ta chưa bao giờ có tình trạng này. Vì vậy ta cũng không có cách nào chỉ dạy cho ngươi. Mọi thứ chỉ còn chờ ngươi tự mình tìm hiểu thôi." "Bà bối, đợi khi ngươi hoàn toàn tiến hóa thì thân thể hiện tại của ngươi sẽ do Niệm Băng quay trở về khống chế. Tới lúc đó ngươi có thể tiến nhập vào trạng thái ngủ và sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ biến hóa năng lượng của mình. Long tộc chúng ta cả đời chỉ có 3 lần tiến hóa, chúng ta giúp ngươi chính là hoàn thành lần tiến hóa thứ nhất, còn 2 lần sau thì phải dựa vào ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi được Long Thần chỉ định làm người kế thừa, thì ngươi sẽ giống ba ngươi, có thể có cơ duyên tu luyện lấy Long Thần Tâm Quyết. Khi tu luyện tới tầng thứ 7 thì sẽ tiến hóa lần thứ 4, đó chính là siêu cấp tiến hóa trong Long tộc chúng ta." "Mụ mụ, còn sao lại phải rời xa mọi người hả?
tại sao cái thân thể này lại phải giao trả cho một tên nhân loại đang bị phong ấn khống chế chứ? Địch Mạn Đăng Đế dồn nén bi thương trong lòng, ôn nhu nói, bởi vì tình huống niệm băng bây giờ chính là do ngươi mà ra, nếu như không có hắn thì ngươi có lẽ đã sớm chết rồi. Hắn vì long tộc chúng ta mà phải trả giá quá nhiều, đồng thời đã mang lại hy vọng cho ngươi. Vì vậy, đứng từ bất kỳ góc độ nào mà nói thì chúng ta cũng đều phải giúp hắn sống lại. Hơn nữa, sau này cũng không phải ngươi không còn trông thấy mụ mụ mà. Khi linh hồn niệm băng được thoát ra và khống chế được tinh thần lực cùng với ý thức, thì hai người các ngươi sẽ cùng tồn tại trên một cơ thể do hắn làm chủ đạo. Các ngươi có thể giao tiếp thông qua linh hồn. Lúc nào ngươi muốn thấy mụ mụ thì cứ nói với niệm băng, ta nghĩ với nhân phẩm của hắn sẽ không ngăn cản ngươi đâu. Niệm băng bĩu môi nói, thật phiền phức quá, không có thân thể không tốt chút nào. Sau này ta gặp phải cái tên tà chủ mà mọi người nói nhất định sẽ giết chết hắn. Mụ mụ, vừa rồi người nói cái gì mà long thần tâm quyết? Bà có thể dạy ta không? Người chẳng phải nói bà là một long thần sao? Để bà cho ta làm người kế thừa không được sao? Xuyệt, Địch Mạn Đặc Đế đưa tay lên miệng nói, người nói nhỏ một chút, nếu để cho bà của ngươi nghe được thì chỉ sợ ông ấy sẽ lại dạy bảo người đó. Người nên biết long tộc chúng ta tuyệt không vì thân hình mà để ảnh hưởng tới quyết định chọn long thần, trừ phi tại mọi phương diện người có thể áp đảo được các tộc nhân khác. Thì khi bà người biết không thể tiếp tục lãnh đạo tộc nhân chúng ta mới có thể đem long thần tâm quyết truyền thụ cho ngươi. Đó là bí quyết tối cao của long tộc chúng ta, không thể dễ dàng truyền thụ được. Hiện tại long thần đại nhân chính là phụ thân của Gia Lạp Mạn Địch Từ thúc thúc, nhưng bởi vì ba người thích hợp trở thành long thần hơn nên ông ấy không tuyển chọn lấy Gia Lạp Mạn Địch Từ thúc thúc. Muốn thành long thần thì nhất định phải giữ được phương diện công bằng. Ba người là Hắc Ám Long Vương, nguyên bổn vốn không dễ mà có được tín nhiệm của tộc nhân. Vì vậy ngươi đừng có gây phiền phức cho ông ấy. Chuyện này sau này không cần nói nữa, đặc biệt không được để cho ba người nghe thấy, biết không? Nàng mặc dù rất sủng ái Niệm Băng, nhưng can thiệp vào chuyện đại sự trong tộc thì không dám làm càn, vội giải thích rõ ràng cho Niệm Băng nghe. Niệm Băng ngẩn người một chút, trong lòng thầm kêu may mắn, hắn vẫn còn chưa nói rõ cho Thất Long Vương biết là năng lượng hôi sắc quái dị kia của hắn, ngoài đặc tính thôn phệ ra thì còn có một năng lượng đặc thù khác, đó chính là độc tâm. Với thực lực hiện tại của hắn, đương nhiên không có cách nào dựa vào năng lực để xâm nhập vào tâm thần của Thất Long Vương. Nhưng khi Thất Long Vương hỗ trợ hắn tiến hóa, cấp cho hắn năng lượng cùng các tri thức của long tộc thì tâm thần lúc đó hoàn toàn khai mở. Chính lúc đó năng lực của hắn hoàn toàn phát huy tác dụng. Hắn sở dĩ không nói bởi vì hắn phát hiện ra quá nhiều bí mật của Thất Long Vương. Thí dụ như không gian Long Vương Tạp Ngạo Địch Lý Tư lén yêu thích Băng Long Vương Tát Tát Lý Tư, còn nhìn lén nội y của Tát Tát Lý Tư nữa. Thí dụ như Thổ Long Vương Bản Tử cũng thích Tát Tát Lý Tư, thậm chí còn huyễn tưởng thành nàng ta. Đối với hắn lúc này mà nói thì Thất Long Vương sớm đã chẳng còn bí mật gì, đương nhiên trong đó bao gồm cả Long Thần Tâm Quyết. Mặc dù Niệm Băng hiện tại chỉ có trí tuệ tương đương nhân loại khoảng 16 tuổi, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ tùy tiện tiết lộ bí mật của người khác là một đại kỵ, vì vậy hắn mới đem giấu năng lực mình có đi. Hai ngày qua, khi Thất Long Vương hoàn tất việc giúp hắn tiến hóa, thì hắn thường tìm hiểu những bí mật mà mình có được. Nghĩ tới những bí mật của Thất Long Vương, hắn thường lén cười thầm. Lúc này nghe thấy Địch Mạn Đặc Đế nói mình không thể tu luyện Long Thần Tâm Quyết, khiến hắn càng thêm kiên quyết không nói ra năng lực này. Nếu đã sớm biết bí quyết thì tự mình lén tu luyện đã làm sao? Tuy trong lòng nghĩ thấy nhiều cái không đúng, nhưng Niệm Băng cũng đành phải chôn giấu nó đi. Mụ mụ, người yên tâm, sau này ta không nhắc lại nữa. Dù sao thân thể sau này cũng không phải do ta khống chế thì ta làm sao mà nói chứ? Nghe Niệm Băng nói câu này, trong lòng Địch Mạn Đặc Đế nhói đau, cảm thấy như lời mình nói khi nãy có vẻ quá nặng, vội ôm lấy Niệm Băng vào lòng, tĩnh lặng hưởng thụ cảm giác mẫu tử. Tốc độ tiến hóa của Tiểu Long Vương thật sự quá nhanh. Cuối cùng không cần tới 49 ngày, khi hắn được sinh ra 36 ngày thì long lực cùng các kỹ năng khác đã đạt tới mục tiêu mà các Long Vương mong muốn. Địch Mạn Đặc Đế biết thời điểm hài tử trước mặt phải hoán đổi linh hồn nhân loại đã đến, trong lòng nàng thực sự đau đớn nhưng không biết phải làm sao. Thất Long Vương lại tụ tập trong lộng giống như những lần giúp đỡ Niệm Băng tiến hóa, vây hắn lại ở giữa. Sắc mặt của Tạp Tiệp Áo Tây Tư không chút biểu tình, hắn đang cố làm mình bình tĩnh trở lại, nhưng trước mặt hắn chính là con hắn, hắn có thể bình tĩnh sao? Thật là khó, thật quá khó. Hài tử, tiến hóa của ngươi căn bản đã hoàn thành, hiện tại là lúc ngươi hoàn tỉnh linh hồn của Niệm Băng trong Thiên Nhãn Huyệt. Năng lượng của ngươi mặc dù rất quái dị nhưng ta có thể cảm giác được nó rất mạnh. Chỉ cần ngươi cố gắng trùng phá phong ấn tại Thiên Nhãn Huyệt là có thể mang linh hồn Niệm Băng thoát ra. Sau này các ngươi cùng sở hữu một thân thể. Dù cho thế nào thì ngươi cũng phải nhớ kỹ, hắn là ân nhân cứu mệnh của ngươi, là người đã mang lại cơ hội cho ngươi sinh ra trên thế gian này. Dưới bất kỳ tình huống nào thì ngươi cũng phải vô tư giúp đỡ hắn. Không chỉ vì hắn mà còn vì bản thân ngươi.
Chỉ cần khi niệm băng trở thành tối cường giả chân chính thì hắn có thể giúp người tạo ra một cơ thể mới, khiến người thực sự trở thành chính mình. Người có hiểu không? Đối với một người cha nghiêm khắc như tạp thiệp áo Tây Tư, Niệm Băng Thủy Chung vẫn có chút sợ hãi, liền thu lại cái bộ dạng tinh nghịch của mình mà hiền lành gật đầu nói: "Ba ba, con nhất định sẽ làm được. Việc này mụ mụ cũng đã có nói qua cho ta biết. Bất quá còn có thể đưa ra một số yêu cầu không?" Tạp thiệp áo Tây Tư ôn hòa nói: "Người cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ toại nguyện cho ngươi." Yêu cầu cuối cùng của nhi tử, hắn sao lại có thể không đồng ý chứ? Niệm Băng lén lút nhìn mụ mụ của mình khẽ nói: "Đợi khi con hoán tỉnh, cái tên Niệm Băng gì gì đó sau này còn có thể còn được uống sữa của mụ mụ không?" Tạp Ngạo Địch Lý Tư nhịn không được bật cười, nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dạng mặt như phủ sương lạnh của tạp thiệp áo Tây Tư thì vội đưa tay bịt miệng lại. Trải qua mấy ngày qua, hắn thật không dám trêu vào vị lão đại này. Tạp thiệp áo Tây Tư nghiêm mặt nói: "Không được, tuyệt đối là không được. Địch Mạn Đặc Đế là mẫu thân ngươi chứ không phải là Niệm Băng. Hơn nữa, lúc này ngươi đã hoàn thành được tiến hóa đầu tiên, đã qua khỏi thời ấu kỳ, không thể tiếp tục uống sữa nữa." Nhị tử dùng thân thể Niệm Băng để uống sữa, hắn còn có thể nhẫn nhịn. Đòi khi Niệm Băng tỉnh lại rồi lại tiếp tục uống thì hắn sao mà chịu được. Mặc dù Niệm Băng là ân nhân của cả nhà hắn, nhưng cái cảm giác bị cắm sừng này sẽ không hề thoải mái chút nào. Địch Mạn Đặc Đế nén giận nói: "Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng dọa cho hài tử sợ." Tạp thiệp áo Tây Tư bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Nàng đã quá sủng ái nó rồi. Đợi lát nữa bảy người chúng ta sẽ dùng năng lượng hộ pháp cho ngươi. Ngươi thử trùng phá phong ấn của Thiên Nhãn Huyệt. Ta đã kiểm tra qua thân thể của Niệm Băng. Thiên Nhãn Huyệt mặc dù phong tỏa linh hồn của hắn, nhưng phong ấn không quá mạnh. Khi ngươi phá phong ấn thì chỉ cần chú ý đừng làm thương hại tới linh căn của hắn là đủ rồi. Chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được, bởi vì hiện tại ngươi có thể coi như là một bộ phận của thân thể Niệm Băng. Vì vậy Thiên Nhãn Huyệt có thể nhận ra khí tức của ngươi. Nếu đổi lại là năng lượng của chúng ta thì cũng chỉ có thể đem Thiên Nhãn Huyệt hủy đi, chứ không thể nào khai mở nó ra được. Ngươi có hiểu không?" Niệm Băng gật đầu nói: "Ta hiểu rồi, ba ba, mụ mụ, các người hãy bảo trọng, các vị thúc thúc hãy bảo trọng. Lúc trước ta có làm gì khiến cho các người bất mãn thì xin hãy lượng thứ, đặc biệt là Tạp Ngạo Địch Lý Tư thúc thúc. Đương nhiên là các người có thể không tha thứ cho ta cũng không sao, dù sao sau này các người có muốn gặp ta cũng không dễ dàng gì." Nói xong hắn cúi người về bảy người, hướng thi lễ. Hiện tại thì tâm tính của hắn cũng đã dần trưởng thành. Dưới sự truyền thừa của tạp tiệp áo Tây Tư cùng với Địch Mạn Đặc Đế thì hắn đã sớm trưởng thành, không còn quậy phá như một tháng trước. Sắp biệt ly, hắn thu lại tính nghịch ngợm, hai mắt có chút ửng hồng. "Đợi một chút." Địch Mạn Đặc Đế nghẹn lời, ánh mắt ửng hồng ngăn cản các Long Vương tập trung năng lượng. Tạp tiệp áo Tây Tư khẽ thở dài nói: "Nó sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi chúng ta. Ta hiểu lòng của nàng, ta cũng không nỡ, nhưng..." Địch Mạn Đặc Đế bật khóc: "Ta không phải là muốn ngăn trở, chỉ là không lẽ người đã quên là hài tử của chúng ta tới hiện tại vẫn chưa có tên hay sao? Ta nghĩ trước khi để nó đi thì hãy đặt cho nó một cái tên, có được không?" Nói tới đây, nàng không kiềm được bật khóc lớn. Hỏa Long Vương ra làm màn địch tư không đành lòng lên tiếng: "Hay là đợi vài ngày nữa hãy đánh thức Niệm Băng, ít ra cũng nên để Địch Mạn Đặc Đế bình tĩnh lại đã." Tạp thiệp áo Tây Tư lắc đầu nói: "Đau lâu không bằng đau một lần, thời gian càng dài thì chúng ta càng không đỡ. Được rồi, lão bà, vậy hãy do nàng đặt cho nó một cái tên đi, bất kể là tên gì ta cũng đồng ý." Niệm Băng nhìn Thất Long Vương rồi đột nhiên nói: "Ba ba, mụ mụ, tên của ta sẽ do chính ta quyết định. Lấy chữ thứ nhất, thứ ba, thứ năm tên của phụ thân, đưa chữ thứ nhất xuống dưới, gọi là Áo Tư Tạp. Mọi người cũng có thể gọi ta là Tạp Tạp. Ồ, một cái tên nghe cũng hay đó chứ." Tạp tiệp áo Tây Tư toàn thân rúng động, hắn không thể ngờ nhi tử lại chọn lấy cái tên như vậy. Dù cho lấy tên từ phụ mẫu thì mức độ thân mật giữa mình với Địch Mạn Đặc Đế thì đúng ra phải lấy tên của Địch Mạn Đặc Đế làm chủ, nhưng không ngờ nó lại lấy tên mình. Trong lòng tạp tiệp áo Tây Tư thật sự không hiểu, chỉ biết lúc này trong sâu thẳm lòng hắn có một cảm giác ấm áp. Không gian Long Vương Tạp Ngạo Địch Lý Tư thay thế tạp tiệp áo Tây Tư nói tiếp do sự nghi hoặc: "Tại sao lại gọi là như vậy? Ta nhớ tạp tiệp áo Tây Tư bình thường dạy bảo ngươi không ít à?" Áo Tư Tạp lãnh đạm nói: "Dù như thế nào thì ông ấy cũng là ba ba của ta. Theo như tập quán của nhân loại thì nhi tử nhất định phải lấy họ của phụ thân. Long tộc của chúng ta không có họ cho nên ta mới dùng tên của ba ba." Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng tạp tiệp áo Tây Tư lúc này như nổi sóng. Ban đầu hắn luôn nghĩ nhi tử dùng thân thể của Niệm Băng suốt ngày quấn lấy Địch Mạn Đặc Đế khiến hắn thật sự không thoải mái. Không chỉ vì thân thể của Niệm Băng mà sự xuất hiện của nhi tử còn mang đi rất nhiều tình thương của thê tử hắn. Nhưng lúc này khi nghe nhi tử hắn giải thích, đôi mắt của hắn ửng hồng. Tạp tiệp áo Tây Tư lúc này thực sự hối hận sao mấy ngày qua mình không đối xử tốt với nhi tử một chút,
trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy xấu hổ. Áo Tư Tạm lau nước mắt của mình nói, được rồi, mọi người làm sao thế? Bà ba, mụ mụ, còn có phải không trở về đâu? Các người chẳng phải nói tên Niệm Băng gì đó rất tốt sao? Hắn nhất định sẽ thường để cho ta ra gặp mặt mọi người mà. Được rồi, bắt đầu đi. Hãy nhớ sau này ta là Tạp Tạp, Áo Tư Tạp. Tốt, nhi tử của ta rốt cuộc cũng đã trưởng thành. Bắt đầu thôi. Băng, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám, bài loại năng lượng đồng thời xuất hiện. Trên người của Thất Long Vương bừng lên lam, hồng, thanh, hoàng, ngân, bạch, hắc thất sắc quang diễm. Bọn họ đem năng lượng của mình đề thăng tới cực hạn, đồng thời cùng đưa tay phải của mình lên, cẩn thận từ từ đưa năng lượng vào trong người của Niệm Băng. Được sự giúp đỡ của Thất Long Vương, toàn thân Áo Tư Tạp chấn động, trên người từ từ xuất hiện một lớp lân phiến hồi sắc. Hình dạng lân phiến của hắn không hề giống với phụ thân Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư, cũng không giống với mẫu thân Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế mà rất quái dị. Giữa lân phiến xuất hiện hai đường cong rất đẹp, nhưng hai bên giao nhau, tạo ra hình tam giác. Lân phiến cực nhỏ nhưng lại rất nhiều, bao trùm hết toàn bộ cơ thể của hắn. Một tầng hôi sắc khí tức tỏa ra bức lui năng lượng Thất Long Vương lại độ khoảng một thốn. Nhìn bên ngoài thì gọi là bức lui, nhưng thực ra Áo Tư Tạp vẫn đang không ngừng hấp thu năng lượng của Thất Long Vương. Được sự hỗ trợ của năng lượng Thất Long Vương, hắn ổn định long phách, khống chế lấy hồi sắc năng lượng từ từ xâm nhập vào đại não của mình. Đại não là nơi phức tạp nhất trong cơ thể con người. Nếu như bản thân có tinh thần lực thì chỉ cần ý niệm thoáng động là năng lượng sẽ theo một quỹ đạo nhất định tiến vào đại não, để rồi từ đó có thể khống chế bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Nhưng lúc này khi Áo Tư Tạp tiến vào đại não thì hắn mới biết đây chính là nơi yếu nhất của nhân loại. Vì vậy mặc dù vẫn đi theo lộ tuyến đã định trước, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Hắn không hề muốn khi linh hồn Điện Băng quay về thì sẽ trở thành một người ngu ngốc. Nếu mà như vậy thì chỉ sợ hắn không còn cách nào dùng cái thân thể này để đối mặt với phụ mẫu của hắn. Từ từ, theo như lộ tuyến định sẵn, hồi sắc năng lượng của Áo Tư Tạp càng lúc càng tiến gần tới mi tâm của Địa Băng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy một khí tức rất quen thuộc. Từ khi sở hữu thân thể này, năng lượng của hắn chưa bao giờ thăm dò tới nơi sâu thẳm trong đại não của Địa Băng. Lúc này, tại nơi đây, bỗng nhiên cảm thấy khí tức quen thuộc khiến cho hắn bất giác dựng người lại. Áo Tư Tạp dừng lại một chút, mặc dù tinh thần lực của Long rất cường đại, nhưng dưới sự phức tạp của đại não mà tiến thì dù không có tổn hại nhưng cũng làm hao phí rất nhiều tinh lực. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn tiếp tục nhắm theo hướng khí tức quen thuộc kia tiến lên. Bản thân Áo Tư Tạp không hề lo lắng linh hồn cùng với long phách của mình mất liên hệ với nhau. Có Thất Long Vương cường đại bảo hộ, thì dù cho có gì ngoài ý muốn, thì bọn họ cũng có thể mang linh phách của hắn quay trở về. Khi Áo Tư Tạp vượt qua bao nhiêu ngăn trở, nhìn thấy mục đích của mình thì không khỏi ngây người. Trước mắt hắn là một cánh cổng thật lớn, cánh cổng của Thiên Nhãn Huyệt. Nhưng lúc này đứng ngay tại cánh cổng đó có 7 người. Bề ngoài của 7 người này giống hệt như hắn từng mang màu sắc khác nhau, phân biệt là băng, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám. Bài loại năng lượng khác nhau này tạo thành một kết giới đặc biệt phong tỏa lấy toàn bộ cánh cửa của Thiên Nhãn Huyệt. Trong lòng Áo Tư Tạp nhớ lại những lời mà Thất Long Vương nói về thực lực của Nệ Băng. Cái này chính là cái gì, toàn hệ ảnh khôi lỗi sao? Thất sắc năng lượng kia rõ ràng là thiên nhãn lĩnh vực của hắn, vì sao lại xuất hiện ở đây chứ? Không đợi cho hắn suy nghĩ nhiều, bài ảnh khôi lỗi trước cửa Thiên Nhãn Huyệt đã tiến lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bài ảnh khôi lỗi tạo thành 7 đạo tàn ảnh mang theo 7 năng lượng khác nhau cùng công kích về hôi sắc năng lượng của Áo Tư Tạp. Ta... cái tên nhân loại này cũng thật đến biến thái quái dị, toàn hệ năng lượng mà lại có thể sử dụng xảo diệu như vậy, hắn không phải là đã chết rồi sao? Tại sao năng lượng của hắn lại tồn tại mà lại thủ hộ cánh cửa này cơ chứ? Cái này là sao nhỉ? Hồi sắc năng lượng quái dị của Áo Tư Tạp không hề vì hắn do dự mà chậm trễ, tức thì ngưng kết thành một đoàn năng lượng bảo vệ lấy linh hồn hắn. Cũng may, năng lượng của hắn không hề thuộc về bất kỳ hệ nào. Nếu như người khác mang linh hồn có năng lượng thuộc bất kỳ một hệ nào trong số đó, thì nếu gặp phải công kích của thất ảnh khôi lỗi, chỉ sợ sớm đã bị hủy diệt rồi. Đau quá! Đau đớn từ linh hồn khiến cho Áo Tư Tạp không khỏi kêu lên một tiếng. Ta tới là có ý tốt, sao các ngươi lại đánh ta? Năng lượng của hắn mặc dù rất cường đại, nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ tu luyện về linh hồn. Nay đối diện với đám khôi lỗi không biết do năng lượng gì tạo thành, linh hồn của Áo Tư Tạp chỉ còn biết bị động chống đỡ, không hề có chút lực phản kích. Đau, thực sự rất đau. Nỗi đau đớn của linh hồn vượt xa so với nhục thể. Đặc biệt hai đạo lam hồng lưỡng sắc quang mang, lực công kích của nó là mạnh nhất. Mỗi lần chém xuống đều khiến cho từ sâu thẳm nội tâm của Áo Tư Tạp truyền lên một cơn đau kịch liệt. Thật lòng Vương ở phía ngoài giật nảy mình, bởi vì thân thể của Đế Băng lúc này đang không ngừng run rẩy, sắc mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Địch Mạn Đặc Đế đưa ánh mắt dò hỏi về Tạp Tiệp Áo Tây Tư, như muốn hỏi có nên đem linh hồn nhi tử trở về hay không. Tạp Tiệp Áo Tây Tư do dự một chút rồi lắc đầu, bởi vì hắn biết nếu lần này mà thất bại thì lần sau muốn thành công còn khó hơn nhiều.
Ngay trước thiên nhãn huyệt của Niệm Băng, Áo Tư Tạp rất nhanh đã chịu không nổi. Linh hồn của hắn muốn rời đi nhưng lại bị bài ảnh khôi lỗi vây vào giữa, muốn chạy cũng chạy không nổi. Lúc linh hồn của Áo Tư Tạp như muốn tan biến thì đột nhiên bài ảnh khôi lỗi cũng dừng lại. Áo Tư Tạp lúc này phát hiện ra trên người các khôi lỗi lúc này đều bị nhiễm lấy hồi sắc khí tức của mình. Bạch sắc quang mang lóe lên, cánh cửa của thiên nhãn huyệt tự động mở ra. Áo Tư Tạp còn chưa kịp reo lên vui mừng thì linh hồn nháy mắt đã bị hút vào bên trong. Bài ảnh khôi lỗi lúc này hóa thành 7 viên quang châu màu sắc khác nhau cũng từ từ bay về phía dưới ngực của Niệm Băng. Đây là một thế giới trong suốt, mọi thứ xung quanh đều biến thành huyền ảo. Áo Tư Tạp từng bước tiến vào, càng đi càng thấy không đúng. Hoàn cảnh bây giờ giống như lúc hắn rình coi lén Thất Long Vương vậy. Mọi chuyện cá nhân của Áo Tư Tạp không còn là bí mật nữa mà nó hoàn toàn hiện lên trong cái không gian này. Đúng lúc Áo Tư Tạp đang chìm trong cái cảm giác kỳ diệu này thì một thanh âm kinh ngạc chợt vang lên trong đầu hắn. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại tới được nơi này? Áo Tư Tạp cả kinh nói. Ngươi có phải là tên nhân loại tên là Địa Băng không? Ta tới nơi đây đương nhiên là vì dẫn ngươi ra ngoài rồi. Năng lượng nơi đây có thể nhìn xuyên cả ta, không phải do ngươi làm đấy chứ? Dẫn ta ra, ta đã chết lâu rồi, ngươi còn dẫn ta đi đâu? Không sai, người mà Áo Tư Tạp đang nói chuyện chính là Niệm Băng. Một đoàn linh hồn bạch sắc đang bay lởn vởn từ từ ngưng tụ lại thành thân hình của Niệm Băng. Năng lượng bên ngoài của Niệm Băng lúc này y hệt như Áo Tư Tạp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong thâm tâm trỗi lên một cảm giác kỳ lạ rất khó hình dung. Nhìn thấy bản thân mình đang đối diện, cả hai đều ngẩn người ngây ngốc. Ngày đó khi Niệm Băng đỡ lấy đòn công kích cuối cùng của Tà Nguyệt, thì thần trí của hắn lúc đó cũng chìm vào giấc ngủ say. Hắn chỉ cảm thấy mình như bay bổng, không có chút cảm giác đau đớn từ thân thể, mà ngược lại như rất thoải mái. Mọi thứ xung quanh trở nên tối đen, đâu đó như có một thanh âm đang kêu gọi hắn. Lúc này trong đầu của Niệm Băng chỉ có một suy nghĩ, đó là ta đã chết rồi. Cái này chính là cái chết. Tiếp theo đó, Niệm Băng mất đi năng lực cảm giác. Khi tỉnh lại thì Niệm Băng phát hiện mình ở trong cái không gian này. Một đời người sinh ra chỉ có một lần chết, ai mà biết chết như thế nào. Niệm Băng chỉ biết mình tới một thế giới trong suốt. Cái thế giới này giống như hấp thụ toàn bộ ký ức của hắn. Không gian ở đây tựa như rất nhỏ nhưng cũng như rất lớn. Niệm Băng chỉ có thể khống chế linh hồn mình bay phiêu đãng bên trong. Trong cái không gian này không có thời gian, cảm giác cô đơn dần làm cho Niệm Băng bình tĩnh trở lại. Hắn nghĩ rất nhiều chuyện, mọi thứ bây giờ đã không còn quan trọng. Bản thân Niệm Băng đã chết, mọi thứ trên thế gian không còn liên quan gì tới hắn. Bởi vì Niệm Băng cho rằng mình đã chết nên hắn hoàn toàn mở rộng tâm thần trong cái không gian này để cảm nhận mọi vật. Linh hồn càng lúc càng khống chế thành thạo, hiện tại hắn hoàn toàn dễ dàng đi tới bất kỳ nơi nào trong cái không gian trong suốt này. Đồ ngu, ngươi còn chưa có chết, ngươi mà đã chết rồi thì sao có thể nói chuyện với ta chứ? Linh hồn của ngươi vẫn còn sống, vẫn còn chưa tiêu tan. Áo Tư Tạp tức giận nói. Niệm Băng ngẩn người nhìn Áo Tư Tạp giống hệt mình đang đứng ở trước mặt. Ý của ngươi là ta chưa chết, vậy ngươi là ai, là một bản thể khác của ta? Tâm tình vốn đang rất bình tĩnh chợt trở nên dao động. Trong thâm tâm của Niệm Băng còn có rất nhiều chuyện chờ hắn làm, hắn làm sao có thể buông xuôi tất cả được. Áo Tư Tạp gật đầu nói. Ngươi đương nhiên là không chết, bằng không thì ta cũng chết rồi. Còn nhớ lúc quan trọng ngươi đỡ lấy đạo hùng quang đó không? Ngươi bị đạo hùng quang đó đánh văng lên người ta, sau đó nhục thể của ta bị tên cái gì mà ta chủ đáng ghét kia hủy hoại. Niệm Băng trong lòng thoáng động. Hắn nguyên bổn vốn là một người cực thông minh, mặc dù Áo Tư Tạp nói không rõ ràng nhưng Niệm Băng cũng mơ hồ đoán ra được mọi chuyện, vội nôn nóng hỏi. Ta thật không chết sao? Thật là xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói rõ hơn được không? Áo Tư Tạp cười hắc hắc một tiếng, khống chế linh hồn bay phiêu phủ tới trước mặt Niệm Băng. Mặc dù thân ảnh trước mặt hắn giống như hắn hoàn toàn, nhưng Áo Tư Tạp không kìm khỏi tò mò quan sát. Hắn phát hiện ra linh hồn của Niệm Băng sinh ra một cỗ năng lượng khiến hắn cảm thấy gần gũi. Cỗ năng lượng này rất nhu hòa, tựa như rất quen thuộc với hắn. Áo Tư Tạp đương nhiên không biết nguyên nhân. Đó là bởi vì khi địch mạn đặc đế sinh khó, thì chính Niệm Băng đã dùng năng lượng của mình để giúp nàng thuận lợi sinh nở. Chính thất hệ ma pháp năng lượng của Niệm Băng đã thấm nhuần cơ thể của hắn. Vì vậy khi Áo Tư Tạp lần đầu nhìn thấy Niệm Băng, nhưng trong thầm tâm đã có cảm giác gần gũi. Nói một cách đơn giản là hình thái của ngươi lúc này chính là linh hồn của ngươi, còn hình thái của ta chính là linh hồn của ta. Ngươi là người, còn ta là rồng. Thân thể của ta vốn đã bị Tà Nguyệt hủy diệt, nhưng linh hồn của ta cùng với Long Phách đã nhân cơ hội nhập vào cơ thể của ngươi. Thân thể nhân loại của ngươi lúc này do hai người chúng ta cùng sở hữu. Ta sớm đã khôi phục lại toàn bộ thương thế cho ngươi, còn dùng năng lượng do Long Phách sinh ra giúp ngươi cải tạo thân thể. Vì vậy thân thể của ngươi lúc này bên ngoài mặc dù là nhân loại nhưng lại mang theo sự cứng rắn của rồng. Tự thân có thể kháng ma pháp, năng lực chống lại vật lý công kích ngang tăng bằng với mức độ của rồng. Nói như vậy chắc ngươi hiểu chứ? Ta sở dĩ không chế linh hồn tới nơi này chính là muốn hoán tỉnh linh hồn của ngươi. Sau đó Áo Tư Tạp mang mọi chuyện xảy ra kể cho Niệm Băng nghe. Niệm Băng hỏi bao nhiêu vấn đề hắn cũng đều trả lời hết. Không chết, ta thực sự không chết. Như vậy thì quá tốt rồi.
Hình thái linh hồn của niệm băng tại thiên nhãn huyệt không ngừng vung tay nhảy múa. Còn có sự việc nào may mắn hơn một người đã chết bỗng nhiên lại có được một cuộc sống mới chứ? Niệm băng lúc này thật sự hưng phấn. Hưng phấn vì có thể sống lại. Hơn nữa thân thể lúc này so với lúc trước còn tốt hơn nhiều. Mọi thứ lúc này thật quá tuyệt với niệm băng. Này, người không phải điên rồi chứ? Áo Tư Tạp bất mãn nhìn niệm băng. Niệm băng kích động ôm lấy Áo Tư Tạp. Bọn họ lúc này mặc dù đều là linh hồn chi thể, nhưng linh hồn tiếp xúc với nhau lại mang cảm giác rất chân thật. Cảm ơn ngươi, Tiểu Long, ta không ngờ lại có thể sống lại. Ta đã từng nói qua, thật lòng vương cường đại như vậy thì sao có thể để cho ta chết chứ? Áo Tư Tạp cười khổ nói. Nói thẳng ra, thì dù là ngươi hay là ta, vận khí cũng đều quá may mắn. Nếu như lúc đó năng lượng của ta không tìm được thân thể tàn phá của ngươi không kịp thời được năng lượng của ta khôi phục, thì chỉ sợ hai chúng ta đều xong đời. Cha mẹ ta, bọn họ mặc dù thực lực cường đại, nhưng không phải cái gì cũng đều có thể làm. Ta luôn tiện có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể trả lời ta hay không? Tâm tình Diệp Băng lúc này cực tốt, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ trả lời ngươi. Áo Tư Tạp cười hắc hắc nói, khi xưa ngươi toàn lực giúp đỡ cha mẹ ta, không lẽ một chút tư tâm cũng không có sao? Đối diện với địch nhân mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi lại dám từ bỏ sinh mệnh để bảo hộ cha mẹ ta cùng với ta, cái này thật khó để ta hiểu được. Không lẽ nhân loại không trân quý lấy sinh mạng của mình? Niệm Băng mỉm cười nói, thật ra vấn đề này sau khi ta tới đây cũng có nghĩ qua. Có thể nói khi ta quyết định bảo vệ các người thì trong thâm tâm ta có 8 phần xúc động cùng 2 phần may mắn. Lúc đó ta cho rằng Thất Long Vương rất cường đại, chỉ cần kéo dài thêm một chút thì bọn họ nhất định sẽ ấp nở được ngươi. Dù sao lúc đó ta cũng là hợp lực của Thất Long Vương mà. Nhưng phần nhiều là do ta xúc động. Có lẽ ngươi không biết, từ khi ta phải xa phụ mẫu thì ta trở thành một người sống rất lý trí. Bởi vì ta biết nếu muốn báo thù cho phụ mẫu thì ta nhất định phải lạnh lùng và tỉnh táo với mọi việc. Bởi vì cựu nhân của ta quá cường đại. Khi nhìn mẫu thân người vì sinh hạ ra ngươi mà ngay cả tính mạng của mình cũng từ bỏ, tình mẫu tử thâm sâu này đã làm ta cảm động. Ngày hôm đó, mặc dù hành động của ta là vì huynh đệ, nhưng sâu trong đó chính là vì lòng bác ái vô bờ của mẫu thân ngươi. Ta từ nhỏ đã phải rời xa mẫu thân nên ta biết rất rõ nỗi thống khổ nếu một hài tử mất mẫu thân là như thế nào. Ta sớm đã mất mẫu thân nên ta không muốn ngươi vừa mới chào đời đã mất mẫu thân cùng với phụ thân của ngươi. Khi đó tâm trạng của ta rất xúc động, ta đột nhiên cảm thấy mình rất mạnh mẽ. Vì vậy ta đã đáp ứng Thất Long Vương bảo vệ bọn họ, để bọn họ toàn lực ấp nở ngươi. Những việc sau đó thì ngươi đã biết. Nguyên ta cứ nghĩ lần đó mặc dù ta đã hết sức nhưng vẫn không thể ngăn bi kịch phát sinh. Nhưng hiện tại xem ra, vận khí của ta vẫn rất tốt thì phải. Cả người Áo Tư Tạp run lên nhẹ nhẹ, Địch Mạn Đặc Đế chưa từng nói cho hắn nghe sự tình như vậy. Này từ miệng của Niệm Băng, hắn mới biết mẫu thân vì sinh mình ra đã chịu không biết bao nhiêu thống khổ, cái cảm giác lúc này của hắn thật khó quên. Niệm Băng mỉm cười nói, ý của ngươi ta đã hiểu, ngươi yên tâm. Thân thể hiện tại thuộc về hai chúng ta, chỉ cần cha mẹ ngươi có mặt thì ta sẽ đem thân thể gọi ngươi ra xử lý. Lúc đó ngươi có thể làm mọi thứ mình muốn làm, ta chỉ ở trong này giám sát ngươi thôi. Có thể nói cách khác là ngươi hoạt động bên ngoài, còn ta ở trong cơ thể tu luyện. Khi ta ở bên ngoài thì ngươi ở trong tu luyện, như vậy có tốt hơn không? Hai chúng ta không cần lo lắng về thời gian, cũng không cần lo bị người khác quấy nhiễu. Mặc dù cùng Tiểu Long Vương Áo Tư Tạp dùng chung thân thể có không ít khuyết điểm, nhưng nếu so với việc phải cô độc trong cái không gian này thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Áo Tư Tạp gật đầu nói, được, ta còn chưa nói yêu cầu thì ngươi đã đáp ứng rồi. Nếu ngươi đã mau lẹ như vậy thì ta cũng không giấu gì ngươi. Hai chúng ta đồng thời sở hữu một thân thể, có thể nói ký ức của chúng ta tương thông với nhau. Trừ phi dựa vào năng lượng linh hồn mang đặc thù ký ức phong tỏa ra ngoài thì chúng ta có thể hiểu về nhau rất nhanh. Đợi khi ngươi khống chế lại thân thể thì nhất định sẽ thấy trong ký ức có nhiều thứ quái dị. Ngươi nhất định không được nói ra ngoài, bởi vì năng lượng của ta thập phần quái dị, cả năng lực độc tâm thuật. Vì vậy ta có thể nhìn thấy nhiều cái mà không nên thấy. Nhưng những thứ tối cơ mật thì ta sẽ dụng linh hồn phong ấn lại, còn những thứ khác thì rất có thể nó sẽ hữu dụng với ngươi. Cái mà Áo Tư Tạp muốn phong ấn đương nhiên là Long Thần Tâm Quyết tối chân quý của Long tộc. Cái này tuyệt không thể để cho người khác biết được. Sau khi tiến hóa thanh niên thì Áo Tư Tạp cũng hiểu ra khá nhiều. Liệm Băng kinh dị nhìn Áo Tư Tạp nói, khi xưa lúc ta giúp ngươi sinh ra, đã biết là ngươi có năng lượng rất quái dị. Hiện tại ngươi đã biết hết bản thân mình có năng lực gì chưa? Áo Tư Tạp cười khổ nói, vẫn chưa. Năng lượng của ta mặc dù rất quái dị, nhưng tới giờ ta cũng chưa nhìn ra nó không mạnh mẽ hay là mạnh mẽ ở chỗ nào. Nói thẳng cho ngươi biết là hiện tại ta chỉ có thể sử dụng năng lực công kích và phòng ngự cơ bản nhất của Long tộc, còn ngoài ra thì vô pháp sử dụng mô phỏng ma pháp cùng với Long ngữ ma pháp cường đại. Vì vậy từ mặt nào đó mà nói thì ta không phải là một con rồng hợp cách. Bất quá cha và mẹ ta lại là Hắc Ám Long Vương cùng Quang Minh Long Vương, ta tin thực lực của bản thân nhất định cũng không kém họ bao nhiêu. Đợi khi ta hiểu rõ được năng lượng của mình thì nhất định sẽ tạo ra một sự vui mừng cho bọn họ. Hiện tại ta chỉ có thể làm đó chính là không ngừng tu luyện năng lượng này. Có thể khi đạt tới một trình độ nào đó
thì nó sẽ hiển lộ năng lực ra. Ngươi yên tâm, mặc dù ta ở trong cơ thể ngươi tu luyện nhưng tuyệt không ảnh hưởng gì tới cơ thể của ngươi. Năng lượng của ngươi vốn là tập trung ở trước ngực, vậy thì ngươi sẽ tu luyện ở đó, còn ta sẽ mang năng lượng tới vùng yếu nhất là tâm tạng. Tu luyện nơi ấy không chỉ không ảnh hưởng tới ngươi mà còn có tác dụng bảo hộ lấy tâm tạng của ngươi nữa. Hiện tại linh hồn chúng ta đã tương thông, sau này chúng ta có thể dùng linh hồn để liên hệ với nhau. Niệm Băng gật đầu nói, cảm ơn ngươi, Áo Tư Tạp, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu thân mật nhất. Thử hỏi có người nào giống như chúng ta lại có thể tồn tại hay không? Được rồi, ta muốn ra ngoài xem thử. Ngươi vừa nói là thiên nhãn huyệt sớm đã được mở rồi đúng không? Áo Tư Tạp gật đầu nói, không sai, thiên nhãn huyệt đã được mở, nhưng linh hồn của ta cũng mất đi mối liên hệ với năng lượng của Thất Long Vương. Chỉ cần hô hoán tới năng lượng của bọn họ là chúng ta có thể được họ dẫn ra ngoài. Sau đó ngươi chỉ cần dùng linh hồn và ý thức, tinh thần dung hợp là có thể khống chế lại thân thể. Nên nhớ là ta ngay tại tâm tạng của ngươi. Niệm Băng trong lòng chợt động, bởi vì hắn đã cảm thấy một luồng năng lượng ba động rất quen thuộc chia ra là băng, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám, bảy loại khí tức. Lại nghĩ tới việc Áo Tư Tạp lúc trước gặp phải bài ảnh khôi lỗi, linh quang trong đầu hắn lóe lên như hiểu ra chuyện gì. Tạp, ta đã biết vì sao ngươi có thể tiến vào đây rồi. Linh hồn ngươi cùng long phách có thể sinh tồn trong cơ thể của ta, nhất định sớm đã được thân thể của ta thừa nhận. Vì vậy, khi ngươi bị bảy ảnh khôi lỗi công kích, thì trên người bọn chúng bị nhiễm khí tức của ngươi. Lúc đó bọn nó mới cảm nhận được ngươi không phải là địch nhân, nên mới không còn công kích nữa. Không sai, nhất định là như vậy. Nếu như ta đoán không sai, thì băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực của ta đã tiếp xúc được với năng lượng của Thất Long Vương. Ngươi mặc dù không thể cảm nhận được năng lượng của Thất Long Vương, nhưng ta thì lại có thể cảm nhận được. Tốt rồi, chúng ta cùng ra ngoài thôi. Dứt lời, Niệm Băng nắm lấy tay của Tạp, thông qua linh hồn hướng về lời kêu gọi năng lượng mà mình rất quen thuộc. Không gian thoáng động nhẹ, mọi thứ xung quanh dần như bị bóp méo, đủ loại quang mang không ngừng lóe lên trong thiên nhãn huyệt, mang theo đủ màu sắc kỳ dị. Niệm Băng lúc này có thể cảm nhận được năng lượng của Áo Tư Tạp, cùng lúc Áo Tư Tạp cũng cảm nhận được hắn. Và lúc này, một người, một dòng, linh hồn vốn khác biệt nhau, bỗng nhiên như có một cây cầu nối liền. Thông qua cây cầu này, bọn họ không cần phải mở miệng mà nói ra, chỉ cần động ý niệm cũng đủ để đối phương hiểu mình muốn cái gì. Quang mang trong mắt Niệm Băng lóe lên, hắn khẽ quát một tiếng rồi nói, được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Thật ra quang mang từ sâu trong linh hồn phát ra, thiên nhãn huyệt vốn đã khai mở, không có cách nào ngăn trở. Hai đạo linh hồn một xám một thất sắc từ từ bay ra. Linh hồn của Niệm Băng đại đa số là hồng lam quang mang, bao xung quanh là ngũ sắc quang mang. Dưới góc độ khống chế năng lượng mà nói thì Niệm Băng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Áo Tư Tạp. Bằng vào sự cảm thụ năng lượng, lấy năng lượng của Thất Long Vương làm cơ sở, hắn rất nhanh thoát khỏi phong ấn của thiên nhãn huyệt theo kinh mạch đi xuống. Ngay khi linh hồn bọn họ thoát khỏi đại não tiến nhập vào thân thể thì linh hồn của Niệm Băng chợt chấn động, linh hồn của Áo Tư Tạp bị văng ra ngoài. Niệm Băng chỉ thấy linh hồn mình như lan tỏa khắp nơi, cả cái thân thể quen thuộc, từng đạo kinh mạch hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Mà dù kinh mạch lúc này đã trở nên trong suốt như thủy tinh, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn khiến cho linh hồn của hắn kinh dị. Từ từ, các loại cảm giác bắt đầu quay về. Không chỉ có linh hồn, tinh thần lực, ý thức mà các cảm giác về các loại năng lượng và cảm giác thân thể cũng đang mau chóng quay về. Trong lúc phảng phất, linh hồn như nổ tung, rồi lan tỏa khắp nơi và biến mất tại từng bộ phận trong cơ thể. Tinh thần lực bùng phát tức thì liên kết với thiên nhãn huyệt tại mi tâm. Thông qua thiên nhãn, Niệm Băng nhìn thấy mọi thứ xung quanh thân thể của mình. Thật Long Vương đang lo lắng nhìn hắn, động huyệt vẫn như trước, cảm xúc từ lớp da, lớp kinh mạch không ngừng truyền về. Niệm Băng phát hiện cơ thể mình tràn ngập lực lượng, không chỉ lực lượng ma pháp mà còn có thân thể cường mãnh, dường như từng bộ phận trên cơ thể lúc này đều mang theo một sức mạnh đến đáng sợ. Thiên nhãn huyệt lúc này nhìn mọi thứ không còn mơ hồ như lúc trước mà giống hệt như đôi mắt thật sự, so với đôi mắt thật sự thậm chí còn rõ ràng hơn. Từng biến hóa năng lượng ở xung quanh đều thấy rất rõ ràng. Thông qua thiên nhãn mà nhìn thấy thì thấy mọi thứ đều rực rỡ hơn rất nhiều. Niệm Băng phát hiện ra mình mẫn cảm hơn, bất kỳ cảm giác nào cũng đều cảm nhận được, mỗi sự biến hóa rất nhỏ của năng lượng cũng có thể nắm rõ. Ở dưới bụng, hồng lam hai đạo quang mang vẫn giống như trước xoay tròn ở giữa, xung quanh là năm quả cầu năng lượng của ngũ hệ ma pháp bay xung quanh. Dưới sự giúp đỡ từ năng lượng của Thất Long Vương, thân thể của Niệm Băng đã sớm khôi phục lại bình thường, mọi thứ đều y như lúc trước. Linh hồn cùng thân thể dung hợp trở lại mang tới một cảm giác rất kỳ diệu. Niệm Băng biết mình đã sống lại, trở lại cái thế giới xinh đẹp nhưng đầy đau khổ này. Đủ các loại ý nghĩ tràn qua khiến thần trí của Niệm Băng như mơ hồ, ý thức cùng với tinh thần lực của hắn vừa mới khôi phục bắt đầu dò xét cái thân thể quen thuộc của mình. Kinh mạch không có nở ra, nhưng mọi thứ trong thân thể đều đã thay đổi. Tốc độ tim đập so với lúc trước chỉ còn khoảng 1/10, mãi một lúc mới đập một lần, tốc độ huyết dịch lưu thông cũng chậm đi rất nhiều, kinh mạch tràn đầy kiên ngạch. Hiện tại cái thân thể này giống như do năng lượng tạo thành, tinh thần lực coi qua chỗ nào cũng đều cảm thấy một luồng năng lượng cực lớn ba động.
Hắn nhớ lại lời của Áo Tư Tạp nói, thân thể của Long. Đúng rồi, hiện tại mình đã có thân thể của rồng. Linh hồn của Áo Tư Tạp cùng với mình như không giống nhau, hắn vẫn ngưng tụ như trước, như lời hắn nói chính là tại tâm tạng của mình, cùng với một đoàn dịch thể hôi sắc dung hợp với nhau, đem tâm tạng bao phủ lấy. Đại não lúc này như có rất nhiều thứ, trong đó bao gồm cả ký ức về đoạn thời gian mà Áo Tư Tạp chiếm lấy thân thể, cũng bao gồm cả những bí mật của Thất Long Vương. Gia Lạp Mã Địch Tư có chút lo lắng, vừa rồi năng lượng của bọn họ rõ ràng cảm nhận được lời kêu gọi của thiên nhãn huyệt của Nệ Băng. Nhưng khi bọn họ gia tăng tốc độ đưa năng lượng thì kinh ngạc phát hiện ra mình đã mất liên hệ với thân thể của hắn. Nệ Băng vẫn yên tĩnh đứng yên không chút động tĩnh. Chính cái bình tĩnh này lại làm cho Thất Long Vương cảm thấy bất an. Tạp Tiệp Áo Tây Tư nhíu mày nói, cả người có cảm thấy gì lạ không? Thân thể của Nệ Băng hình như bài xích năng lượng của bọn ta. Việc này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Phòng Long Vương Tạp Lát Địch Lý Tư nói, đúng là như vậy. Có lẽ là do linh hồn của Nệ Băng từ thiên nhãn huyệt đang đi ra. Linh hồn hắn bị phong ấn trong thiên nhãn huyệt một thời gian dài. Này muốn dung hợp với thân thể thì cần phải có thời gian. Vì vậy ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải nôn nóng. Địch Mạn Đặc Đế lo lắng hỏi, vậy còn Tạp Tạp, các người có ai cảm nhận được khí tức của nó không? Nàng quan tâm nhất vẫn là hài tử của mình, lo sợ Tạp Tạp sẽ biến mất. Đám Long Vương lắc đầu, đúng thật là bọn họ không có cách nào cảm nhận được năng lượng quái dị của Tạp Tạp, thậm chí còn không thể cảm nhận được tình huống trong cơ thể của Nệ Băng. Đúng lúc ai nấy đều lo lắng thì hôi sắc năng lượng bao quanh cơ thể của Nệ Băng dần biến mất. Một lớp lam sắc quang mang bao trùm lấy từng bộ phận cơ thể của hắn. Một tầng khí tức băng lãnh xuất hiện như dung hợp với năng lượng của Tát Tát Lý Tư. Lam quang lóe lên, tức thì đoạn tuyệt liên hệ với Băng Long Vương. Lớp hôi sắc lân giáp trên bề mặt da thịt dung nhập vào cơ thể hiện ra làn da của nhân loại. Lớp da nhìn trắng nõn nà đầy sức sống khiến các Long Vương an tâm hơn rất nhiều. Chỉ một chút sau, năng lượng biểu hiện trên bề mặt da thịt Nệ Băng bắt đầu có sự biến hóa, từ lam chuyển sang hồng. Gia Lạp Mạn Địch Tư bỗng cảm thấy năng lượng tăng lên cực mạnh, không còn do hắn khống chế. Trong nháy mắt, một luồng phản lực cực mạnh xuất hiện, đẩy luồng năng lượng đã xâm nhập vào cơ thể Nệ Băng ra ngoài. Tiếp theo đó, màu sắc làn da Nệ Băng chuyển từ hồng sang xanh, từ xanh chuyển qua vàng, từ vàng chuyển sang ngân, từ ngân chuyển bạch, từ bạch chuyển sang đen. Mỗi lần thay đổi thì đều đem năng lượng của các Long Vương đánh bật ra ngoài. Mái tóc dài trắng xóa không có gió cũng tung bay phất phơ. Ngay khi làn da được phủ bởi hắc sắc thì một vòng thất sắc quang mang bao lấy Nệ Băng làm trung tâm phát ra. Đó đúng là thiên nhãn lĩnh vực của hắn. Thiên nhãn lĩnh vực sử dụng thất nguyên tố khiến toàn thân Thất Long Vương chấn động. Trong tiên thiên lĩnh vực, bọn họ cũng chỉ có thể cảm nhận được mình tương đồng với một hệ nguyên tố. Dưới sự bao trùm của quang mang, tất cả đều cảm thấy năng lượng trước đó mất đi được bổ sung lại rất nhanh. Mỗi một cử động bây giờ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tăng phúc, không sai, đây chính là năng lực tăng phúc của thiên nhãn lĩnh vực. Nệ Băng bắt đầu cử động, hắn dang rộng hai tay, dùng sức vận động thân thể. Tiếng xương kêu lách cách vang lên, phạm vi thiên nhãn lĩnh vực lúc này được mở rộng ra rất nhiều. Trong nháy mắt đã vượt hơn 5 trượng, vượt qua cả trạng thái tốt nhất trước kia của hắn. Hắn từ từ mở cặp mắt lam sắc, đôi mắt hắn lúc này trong sáng không hề có chút tạp niệm. Khóe miệng khẽ cười, nói, chào mọi người, ta đã trở về, xin cảm ơn mọi người. Thiên nhãn lĩnh vực không hề làm tăng thêm lực lượng của Thất Long Vương, nhưng lại giúp Thất Long Vương gia tăng khả năng hấp thu ma pháp nguyên tố hệ của mình. Thất Long Vương thấy biểu hiện của Nệ Băng, ánh mắt đều lộ ra vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nệ Băng phất tay, từ trong không gian giới chỉ hiện ra một bộ y phục mặc lên người che đi làn da trắng nõn của hắn. Mục quang nhìn qua Thất Long Vương, cuối cùng dừng lại trên người Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế. Có lẽ do Tạp Tạp và Địch Mạn Đặc Đế là thân mật nhất, hoặc cũng có lẽ từ trong ký ức của Nệ Băng biết mình đã từng uống qua sữa của Địch Mạn Đặc Đế, trong thâm tâm của hắn bất giác trỗi lên một cảm giác thân thiết. Người yên tâm, Tạp Tạp rất tốt, lúc này đang tu luyện trong tâm tạng của ta. Lúc nào người nhớ thấy hắn thì ta sẽ để hắn ra ngoài để người gặp mặt. Khuôn mặt giống nhau nhưng khí chất bất đồng, Địch Mạn Đặc Đế biết người đứng trước mặt không phải là nhi tử của mình, đôi mắt ửng đỏ nói. Nệ Băng, cảm ơn người đã cứu tất cả chúng ta, càng cảm tạ ngươi lúc nguy hiểm đã ra tay. Nệ Băng khẽ cười nói, các ngươi không cần phải cảm tạ ta, cái này là do ta tình nguyện. Ta từ nhỏ đã không có mẫu thân bên cạnh, vì vậy ta nhớ rất rõ nỗi thống khổ của một hài tử không có mẫu thân là như thế nào. Không thể ngờ là ta còn có thể sống lại. Tạp Tạp giúp ta lấy lại sinh mạng lực đã mất, so với trước còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa thân thể ta còn có sự kiên nhẫn của rồng, ta mới là phải cảm tạ các ngươi mới đúng. Khẽ cười, ánh mắt Nệ Băng lộ ra quang mang, hai tay hắn hợp lại, thiên nhận lĩnh vực tức thì được thu về. Tại mi tâm lúc này phát ra bạch quang nhàn nhạt, ngưng tụ lại thành một đạo bạch tuyến. Bạch tuyến từ từ cuộn lại tạo thành một điểm màu trắng nho nhỏ ngay giữa mi tâm. Nếu như cẩn thận nhìn thấy, thì sẽ thấy cái điểm này không phải hoàn toàn do màu trắng tạo thành, mà là do thất sắc quang mang ngưng kết lại.
Gia Lạp Mạn Địch Tử tiến lên nhìn thẳng vào mắt của Niệm Băng, đưa hữu thủ ra nói: "Hảo huynh đệ, chào mừng ngươi đã trở lại." Niệm Băng đưa tay nắm lấy tay hắn, cảm nhận từng cơn ấm áp trong tay, trong lòng tràn ngập tình huynh đệ. Niệm Băng cúi đầu khẽ nói: "Xin lỗi, ta không thể bảo vệ được mặc áo đặt tư phong ấn chi bình." Gia Lạp Mạn Địch Tử nắm vai hắn nói: "Việc này cũng không thể trách ngươi, dù sao thực lực của ngươi so với Vu Yêu còn kém rất xa, có thể kiên trì được thời gian lâu như vậy đã là quá nhiều cho chúng ta rồi. Người vĩnh viễn là bằng hữu của Long tộc chúng ta." Câu cuối cùng của hắn nói tuyệt không phải là tùy tiện nói ra. Có sự nhận biết của Long thần, Long tộc đã sớm coi Niệm Băng là thành viên của mình, đối đãi như thân nhân, giống như là tổ tiên của Bạch Nhân vậy. Bảy Long Vương tụ lại, ai nấy đều chăm chú nhìn Niệm Băng. Một thân thể có hai linh hồn, tình huống này dù họ đã sống trên vài vạn năm cũng chỉ là lần đầu thấy qua, nên không khỏi nảy sinh tò mò với thân thể của Niệm Băng. Niệm Băng nhìn các Long Vương nói: "Hiện tại mặc áo đặt tư phong ấn chi bình đã không còn, các người có dự tính gì không?" Ta Tiệp Áo Tây Tử nói: "Chúng ta đã nhận được ý chỉ của Long Thần, hiện tại cái cần phải làm là chờ đợi. Đại khái khoảng 2 năm 11 tháng sau, đúng vào ngày chí âm chí dương, bởi vì chỉ lúc đó thì mặc áo đặt tư phong ấn chi bình mới có thể sử dụng được. Vì vậy bắt đầu từ bây giờ, bọn ta phải chuẩn bị. Bao nhiêu năm qua bọn ta đã quá lơ là, lần này tụ hội nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ đem thực lực thăng tiến để có thể ứng phó với biến động của hơn 2 năm sau. Nếu như sau này chúng ta thất bại, thì phát sinh ra chuyện gì sẽ rất khó đoán. Chỉ sợ lúc đó ngay cả thần chi đại lục cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn." Niệm Băng trong lòng thoáng động nói: "Ta luôn nghe các ngươi nói, mặc áo đặt tư phong ấn chi bình rất là trọng yếu. Hiện tại có thể nói cho ta biết là trong bảy cái bình đó rốt cuộc là ẩn chứa cái gì?" Tạp Tiệp Áo Tây Tư đưa mắt nhìn các Long Vương xung quanh rồi nói: "Hiện tại thì bọn ta sớm đã xem ngươi là thành viên của Long tộc. Vì để bảo vệ mặc áo đặt tư phong ấn chi bình mà ngươi xém chút nữa đã mất đi sinh mệnh, vì vậy cũng nên cho ngươi biết bí mật ẩn chứa trong bảy cái bình này." Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu phát ra một tầng hắc sắc quang mang. Hắc quang trong nháy mắt lan tới từng khe hở trong động huyệt, tạo thành một phong ấn. Chỉ cần phong ấn không bị phá hủy thì dù có cường đại như là tà nguyệt cũng vô pháp ở bên ngoài nghe thấy thanh âm bên trong. Các vị Long Vương khác cũng chia nhau tản ra. Tạp Tiệp Áo Tây Tư kéo Niệm Băng ngồi xuống rồi nói: "Việc này quan hệ trọng đại, không chỉ liên quan tới Ngưỡng Quang Đại Lục mà còn quan hệ tới cả Thần Chi Đại Lục. Vì vậy ngươi nên biết việc này không thể tùy tiện nói ra bên ngoài, bằng không sẽ dẫn tới nhiều phiền phức không cần thiết, thậm chí còn dẫn tới khủng hoảng trên đại lục." Niệm Băng gật đầu nói: "Nói như vậy, trong mảnh áo đạt tư phong ấn chi bình nhất định sẽ có sự tồn tại của một thứ tà ác nào đó rất cường đại." Tạp Tiệp Áo Tây Tư thở dài nói: "Cũng không trách sao ngươi lại nghĩ như vậy được. Những người xưng thần đều rất dễ được tưởng tượng là bậc chính nghĩa, nhưng trên sự thật thì thắng làm vua, thua làm giặc. Ai dám nói mình là chính nghĩa chứ?" Niệm Băng, sau khi ngươi nghe ta nói xong thì ngươi sẽ có một nhận thức mới về cái thế giới này. Nói tới đây, lão dừng một chút, ánh mắt nhìn về các vị Long Vương khác. Đám Long Vương đều gật đầu. Tạp Tiệp Áo Tây Tử mới nói tiếp: "Cái thế giới mà chúng ta đang ở, nếu hình dung hồi xa xưa, thì chính là một khối tinh cầu. Trên khối tinh cầu này thì hơn 60% diện tích đều bị đại dương bao phủ, đại lục chỉ chiếm khoảng 40%. Nguyên ban đầu thì 40% này tụ chung một chỗ, nhưng cũng bởi vì thần di chi chiến cho nên mới biến thành như thế này." Thần di chi chiến? Không sai, chính là thần di chi chiến. Thần hiện tại ở đại chi lục chính là thần tộc, còn ở đây nói tới di thất quốc độ. Thật ra bọn họ nguyên bổn vốn là nhân loại, chỉ là qua quá trình không ngừng tiến hóa và phát triển nên hình thành hai thế hệ khác nhau. Tại những năm trước, lục địa của thế giới này vốn là một khối. Ngưỡng quang đại lục của chúng ta hiện tại vốn chỉ là 1/3 trong số đó. Cả phía đại lục lúc đó là một dải dài. Tại hướng phía tây, ngoài cùng, chính là ngưỡng quang đại lục. Nhưng từ phía đông của ngưỡng quang đại lục lại có một tòa sơn mạch cao ngút trời. Chính tòa sơn mạch này đã tách ngưỡng quang đại lục ra một cách độc lập với lục địa. Tòa sơn mạch này người cũng đã từng đi qua. Đó chính là nơi cư ngụ của Gia Lạp Mạn Địch Tư, Thiên Đáng Sơn Mạch. Chỉ là khi đó ngươi chỉ mới nhìn thấy 1/3 của Thiên Đáng Sơn Mạch mà thôi. Còn 2/3 còn lại thì là nằm trên một phần khác của đại lục. Ở nơi đó núi còn cao hơn, hoàn cảnh còn ác liệt hơn, là nơi đáng sợ nhất. Khắp nơi trong Thiên Đáng Sơn Mạch sống rất nhiều các loại cường đại ma thú. Tối cường giả trong đám ma thú đó so với Long tộc chúng ta thậm chí còn hoàn mỹ hơn. Căn bản nhân loại các ngươi không thể xuyên qua. Dù cho đó là cao thủ cấp bậc vũ thánh cũng khó mà có thể sinh tồn dưới sự tấn công của ma thú. Chỉ là lúc đó nhân loại vẫn không phát triển như bây giờ, nên không hề nghĩ tới chuyện vượt qua đại dương hay là sơn mạch để tìm một quốc độ mới. Niệm Băng nói, nếu nói như vậy thì Thiên Đáng Sơn Mạch nguyên bổn vốn có thể coi là cửa ngõ của toàn đại lục. Tạp Tiệp Áo Tây Tư gật đầu nói, chính là như vậy. Thật ra phía bên ngoài Thiên Đáng Sơn Mạch chính là Di Thất Đế Quốc.
Sở dĩ gọi là Di Thất Đế Quốc là bởi vì nguyên bổn họ chính là một quốc gia rất cường đại. Ở đó cũng sinh hoạt y như nhân loại. Nhưng sau này không biết nơi đó gặp phải thiên tai gì đã đem toàn bộ văn minh nơi đó hủy diệt. Khi đó nhân loại mới đảm nhận trọng trách kiến tạo lại đại lục. Vì vậy mới có cái tên như vậy. Nhưng giáp với Di Thất Đế Quốc chính là một đế quốc cường đại khác gọi là Thần Chi Đế Quốc. Trong ba phiến đại lục thì diện tích của Thần Chi Đế Quốc là nhỏ nhất. Nhân số so với hai phiến đại lục còn lại thì lớn hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ lại là tối cường đại nhất. Tình cảnh Thần Chi Đế Quốc cực kỳ khốc liệt. Người có thể sinh tồn tại nơi đó đều là cường giả trong nhân loại. Bọn họ tự xưng là thần, còn chúng ta gọi bọn họ là thần nhân. Lĩnh chủ của bọn họ chính là chủ thần. Thần mà chúng ta gọi cùng với thần mà các ngươi hô hoán trong ma pháp chú ngữ không giống nhau. Người hô hoán chính là nguyên tố tối thuần nhất trong thiên địa. Hơn nữa dù cho người có cường đại như thế nào thì bổn thể cũng chỉ là con người. Nguyên bổn Di Thất Đại Lục tất cả đều bị thần nhân của Thần Chi Đại Lục khống chế. Thần bọn họ mặc dù rất ít nhưng sự cường đại của bọn họ thì Di Thất Quốc Độ không thể nào chống được. Sau này phát sinh ra một việc đã dẫn tới sự biến hóa của Di Thất Quốc Độ. Thật ra Lâm tộc chúng ta mặc dù thuộc về Thần Chi Đại Lục nhưng tại Di Thất Đại Lục cũng có sự sinh sống của đồng loại chúng ta. Đó chính là Hắc Ám Long tộc, vốn là cư dân của Di Thất Đại Lục. Những thứ tạp tiệp áo Tây Tư nói toàn là những cái mà Niệm Băng chưa từng nghe, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú, không dám ngắt lời mà chờ vị Hắc Ám Long Vương nói tiếp. Tạp tiệp áo Tây Tư nói, Di Thất Đại Lục cùng với Ngưỡng Quang Đại Lục khác nhau lớn nhất chính là chủng tộc. Ngưỡng Quang Đại Lục tất cả đều lấy nhân loại làm cơ sở, mặc dù cũng là có chủng loại đặc biệt như Địa Long nhưng số lượng lại quá ít. Nhưng tại bên kia Di Thất Đại Lục thì không giống như vậy. Ở đó mặc dù nhân loại bằng vào trí tuệ của mình chiếm giữ vị trí chủ đạo, nhưng tuyệt không phải chỉ có sự tồn tại của con người. Ở đó còn hình thành nhiều hệ thống của các chủng tộc cường đại khác như Long tộc của chúng ta. Còn có trời sinh cung tiễn thủ, tinh linh tộc thiện dụng ma pháp, ải nhân tộc thiện nghệ chế tạo cùng rất nhiều ma thú cường đại. Nói thẳng ra tại Di Thất Đại Lục tối cường đại nhất phải là ma thú. Trong ma thú có nhiều chủng tộc, bọn chúng không thể lớn mạnh là do trí tuệ của bọn chúng cùng với thực lực lại không tương xứng với nhau. Không có trí tuệ hậu thuẫn thì bọn chúng sao có thể là đối thủ của nhân loại thông minh chứ? Thật ra, cũng bởi vì sự tồn tại của ma thú mà trên Di Thất Đại Lục, ba chủng tộc lớn là nhân loại, tinh linh cùng với ải nhân đã kết thành liên minh không ngừng cùng với ma thú đối kháng và đuổi chúng đi tới nơi hoang vu trên đại lục. Trải qua vô số năm phát triển, Di Thất Đế Quốc trên Di Thất Đại Lục đã dần trở nên cường đại. Bọn họ càng lúc càng không nguyện ý để cho thần của Thần Chi Đại Lục thống trị. Tất nhiên, ai lại đồng ý làm nô dịch cơ chứ? Liên minh nhân loại của Di Thất Quốc Độ không biết bọn họ từ nơi nào tìm được một phần nhỏ văn minh được lưu lại từ thượng cổ. Nhờ vào nền văn minh đó, Di Thất Đế Quốc không ngừng âm thầm trở nên cường đại. Tới cuối cùng thì cường đại tới mức có thể chống chọi với Thần Chi Đế Quốc. Địa Bằng nhịn không nổi hỏi, bọn họ thật ra đã tìm thấy cái gì và đã làm cái gì? Đối với thần, Niệm Băng không hề có khái niệm gì, nhưng trong lòng hắn nghĩ thần chỉ ít cũng như dạng Thất Long Vương tồn tại. Nếu một đế quốc toàn mạc cường đại giả thì phổ thông nhân loại sao có thể đối nghịch với bọn họ chứ? Cái này thật là vô pháp mà tưởng tượng được. Tạp tiệp áo Tây Tư như nhìn ra mối nghi hoặc trong lòng Niệm Băng, mỉm cười nói, thật ra người cũng đừng nên nghĩ thần chi đế quốc cường đại quá, mà tại Thần Chi Đại Lục chỉ nên coi là một chủng tộc rất cường đại thôi. Như Lâm tộc của chúng ta chính là một trong bát đại chủ thần của Thần Chi Đại Lục. Mặc dù chúng ta không phải là cường đại nhất nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nói một cách đơn giản thì thần nhân phổ thông trong Thần Chi Đế Quốc thực lực có lẽ cũng tương tự như đấu gia nhân loại các ngươi. Bọn họ cũng sinh lão bệnh tử, chỉ là so với phổ thông nhân loại thì mạnh hơn một chút, chứ không có đáng sợ như người nghĩ đâu. Chỉ có chủ thần mới có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình mà duy trì cuộc sống vĩnh hằng. Đương nhiên, long tộc chúng ta là ngoại lệ vì sinh mệnh bản thân của bọn ta cũng đủ dài rồi. Cứ mỗi một đời long thần đại khái khoảng 3 vạn năm thì mới bước vào thời kỳ lão hóa. Nhưng cứ mỗi long thần khoảng trên 2 vạn năm thì mới bắt đầu kế thừa vị trí long thần. Nhưng người có thể tưởng tượng là ngay người yếu nhất cũng có thể đạt tới thực lực của đấu gia thì phổ thông nhân loại thật khó mà có thể chống chọi. Sở dĩ Di Thất Đế Quốc có thể tìm ra biện pháp là bởi vì bọn họ dựa vào ưu thế số đông mà trở nên cường đại. Bọn họ dựa vào lịch sử văn minh đó tiến hành đủ các biện pháp ưu hóa, thông qua nhân loại thông hôn với chủng tộc khác, thậm chí nhân loại cùng với tinh hạch của ma thú dung hợp đem nhân loại trở thành một tân nhân loại. Tân nhân loại? Niệm Băng kinh dị trợn tròn mắt, tạp tiệp áo Tây Tư nhìn thấy bộ dạng của hắn cười khổ. Dựa vào ý nghĩa trên mà nói, thì tình huống hiện tại của ngươi giống như là một tân nhân loại. Chỉ là ngươi khác với tân nhân loại của Di Thất Đế Quốc ở chỗ ngươi có hai linh hồn. Ngươi hãy tưởng tượng xem, nếu như trí tuệ của nhân loại cộng thêm ưu điểm của các chủng tộc khác dung hợp một chỗ, thì tất nhiên, cả nhân loại đó sẽ trở nên cường đại. Từ ngày tân nhân loại sinh ra, Di Thất Quốc Độ dần trở nên cường thịnh,
Nhưng bọn họ sợ thần chi đại lục phát hiện ra bí mật của mình nên đã đem tất cả tân nhân loại tụ lại một chỗ để tập huấn. Thực lực của thần chi đại lục quá mạnh, muốn cùng bọn họ đối kháng thì phải chờ đợi, thông qua thời gian nâng cao thực lực của bản thân. Nhưng theo số lượng tăng trưởng không ngừng của tân nhân loại thì bí mật cuối cùng cũng không còn cách nào che giấu. Thần chi đại lục lúc đó biết rõ tình huống của Di Thất Đế Quốc. Đáng tiếc đám thần nhân cao ngạo kia lại không lập tức hành động. Bọn họ nghĩ dù cho nhân loại có tiến hóa thì cũng không thể có khả năng cùng thần chi đại lục đối kháng. Đặc biệt là các chủ thần cường đại, thực lực mà bọn họ sở hữu những phổ thông nhân loại vô pháp mà tưởng tượng được. Vì vậy mặc dù bọn họ chú ý nhưng cũng chỉ đưa ra mệnh lệnh Di Thất Đế Quốc đình chỉ ngay hành động nghiên cứu tân nhân loại, chứ không hề có hành động thực tế gì. Đương nhiên, người đừng nghĩ là họ ngu, bọn họ ai cũng đều nghĩ tới lợi ích của cá nhân mình. Thần chi đại lục mặc dù có thể sinh sống nhưng điều kiện quá khắc nghiệt, đa phần những thứ hưởng thụ đều do Di Thất Quốc độ cung cấp. Vì vậy đám thần nhân đã sớm xem Di Thất Đế Quốc như là kho lương của mình, chính vì thế bọn họ cũng không ép quá mức. Nhưng thần nhân cũng không thể nào biết tân nhân loại của Di Thất Đế Quốc phát triển tới trình độ nào. Bọn họ không chỉ bồi dưỡng ra tân nhân loại mà còn bí mật huấn luyện ra tân nhân loại cấp cao thủ, cũng chính là Di Thất chiến sĩ mà Di Thất Đế Quốc xưng hô. Thực lực của loại chiến sĩ này bản thân đều có thể đạt cấp bậc vũ thánh, bởi vì những người này chính là kết hợp giữa nhân loại với ma thú tinh hạch cường đại. Sau đó không ngừng tu luyện, thực lực tăng tiến cực mạnh. Niệm Băng nói. Nói như vậy, Di Thất Quốc độ lợi dụng sơ hở của thần chi đại lục mà phát động chiến tranh. Tạp Tiệp Áo Tây Tư lắc đầu nói. Không có. Lỗ Sát Đại Đế của Di Thất Đế Quốc là một người cực kỳ thông minh. Hắn không hề nhân lúc thần chi đại lục sơ sẩy mà phát động tấn công, mà ngược lại còn chủ động nhận tội, đồng thời ngoài mặt thì cho đình chỉ phát triển tân nhân loại. Bởi vì hắn biết với thực lực trước mắt thì bọn họ hoàn toàn không có cách nào đối kháng được với thần chi đế quốc. Nhưng bề ngoài thì đình chỉ, bên trong thì tăng cường thêm bồi dưỡng. Nhân loại, ải nhân, tinh linh, ba tộc đều vì cái tín niệm này mà ra sức nỗ lực. Dưới sự đồng tâm hiệp lực, sau 1.000 năm, đời Lỗ Sắt Đại Đế thứ 17, cuối cùng Di Thất Đế Quốc cũng thấy thời cơ đã chín muồi. Bọn họ dùng đủ mọi cách tổ chức thành một tân nhân loại đại quân, lặng lẽ tiến công về thần chi đế quốc. Nói tới đây, Tạp Tiệp Ám Tây Tư thở dài một tiếng nói. Nếu cứ theo tình thế phát triển đó thì có thể người thắng lợi sau cùng chính là Di Thất Đế Quốc. Dù sao đại quân tân nhân loại kia cũng chính là tinh nhuệ của toàn Di Thất Đế Quốc. Đáng tiếc Di Thất Đế Quốc vẫn thất bại, mà lại bại trong tay một tên tiểu nhân. Tên tiểu nhân đó chính là tể tướng đương triều của Di Thất Đế Quốc. Người này tên là Tạp Nhĩ Đan. Chính hắn đã phản bội Lô Sắt Đại Đế 17. Khi đại quân tân nhân loại xuất phát thì hắn đã thông qua một phương pháp đặc biệt thông báo cho thần chi đế quốc, khiến cho thần chi đế quốc có sự chuẩn bị và phản kích ngược lại đại quân tân nhân loại kia. Nói tới đây, ánh mắt của Tạp Tiệp Áo Tây Tư lộ ra vẻ bi ai, giống như bản thân đang trở về cuộc chiến của vạn năm trước. 8 vị chủ thần đồng thời ra tay đánh lén đại quân tân nhân loại, bọn họ liên thủ phát ra tối cường đại cấm chú. Có lẽ với sự hiểu biết của người, cao lắm cũng chỉ là thập nhất giai, nhưng ta có thể nói cho người biết, ở hai phiến đại lục này, thập nhất giai mặc dù rất mạnh, nhưng căn bản chưa được gọi là cấm chú. Chân chính cấm chú có thể bạt núi lật biển, 8 đại chủ thần toàn lực xuất thủ, kết quả như thế nào ngươi có thể đoán ra không? Chỉ sợ ngươi không thể nào tưởng tượng ra được. Kết quả khi đó, đại quân tân nhân loại tử thương vô số, hơn nữa nơi giao nhau giữa Di Thất Quốc độ và thần chi đại lục bị 8 cái thập nhất giai cấm chú phá hủy, khiến cho nơi giao nhau này xảy ra biến hóa cực lớn. Thần chi đại lục thoát ly khỏi cả phiến đại lục này. Cũng bởi vì thần chi đại lục đã sớm có sự chuẩn bị nên đã đem đám thần nhân tránh sang một bên. Còn Di Thất Đế Quốc thì tổn thương nghiêm trọng. Cấm chú cường đại đó không chỉ hủy diệt hơn một nửa đại quân tân nhân loại mà còn mang tới cho Di Thất Đế Quốc một tai kiếp khủng khiếp. Tại Di Thất Đại Lục lúc đó, bởi vì đại lục phân ly nên gây ra hỏa sơn bùng phát, hồng thủy khắp nơi khiến cho ít nhất 2/3 sinh vật phải tử vong. Khắp Di Thất Đế Quốc đâu cũng là máu, thi thể chỉ cần nhìn ra ngoài là có thể thấy được. Một đế quốc cường đại trong phút chốc không còn được tới một nửa quốc lực. Tạp Nhĩ Đan kia sau khi báo tin đã sớm trốn mất. Di Thất Đế Quốc rơi vào một cuộc hoảng loạn. Cũng may là nhờ có những cơn hồng thủy cực lớn ngoài biển khơi mới ngăn lại được sự phản công của thần chi đại lục, khiến cho Di Thất Đế Quốc có thêm thời gian khôi phục. 10 năm, có thể nói 10 năm là 10 năm khốn khổ nhất của Di Thất Đế Quốc. Nhưng đó cũng chính là 10 năm mà Di Thất Đế Quốc đoàn kết nhất. Trong 10 năm đó, mỗi một người của Di Thất Đế Quốc đều biết khi những cơn hồng thủy kia kết thúc, khi hoàn cảnh ác liệt này không còn thì cũng là lúc họ phải nghênh đón lấy sự tấn công của thần chi đại lục. Vì sinh tồn của bản thân, vì sự sinh tồn của con cháu mà mỗi một cá nhân tại Di Thất Đế Quốc dù phải liều mạng cũng phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Bọn họ không biết mệt mỏi, không ngừng tu luyện, hầu như mỗi một người của Di Thất Đế Quốc đều tiến hành tiến hóa thành tân nhân loại. 10 năm, chỉ 10 năm ngắn ngủi đó mà quốc lực của Di Thất Đế Quốc đã khôi phục được 8 thành so với thời kỳ đỉnh phong.
đó đúng là một kỳ tích. Sau 10 năm, mọi thứ trở nên yên tĩnh thì đám thần nhân của thần chi đế quốc cũng đã tới. Lần này, thần chi đế quốc đã quyết định phải đem toàn bộ đế quốc dám phản kháng toàn bộ, hủy diệt đi. Vì vậy, không chỉ có 7 vị chủ thần mà họ còn dẫn theo hơn 80% lực lượng của thần chi đế quốc. Thật ra thì đám thần nhân này đã sớm không còn muốn sinh sống tại thần chi đại lục. Mặc dù tại nơi đó có thể tạo ra nhân loại cường đại, nhưng hoàn cảnh nơi đó cũng khiến cho năng lực sinh sản của bọn họ giảm đi tới mức thấp nhất. Bọn họ tới Di Thất Đế Quốc lần này chỉ với một mục tiêu, đó chính là hoàn toàn chiếm lĩnh đi Di Thất Đế Quốc. Đối với những người dám phản kháng lại thần chi đế quốc thì kết quả chỉ có một chữ, đó là giết. Chữ giết vừa nói ra, một cỗ sát khí cực mạnh cũng từ trên người tạp thiệp áo Tây Tư toát lên. Ánh mắt của hắn lúc này phát ra huyết hồng sắc quang mang tràn đầy phẫn hận. Địch Mạn Đặc Đế vội bước tới nắm lấy tay hắn. Lúc đó tâm tính của tạp thiệp áo Tây Tư mới bình tĩnh trở lại. Liệp Băng than nhẹ một tiếng nói: Xem ra lần này so với tai nạn do Hồng Thủy mang lại còn nghiêm trọng hơn. Tạp thiệp áo Tây Tư gật đầu nói: Không sai, lần này so với Hồng Thủy còn nghiêm trọng hơn nhiều. Di Thất Đế Quốc không hề thỏa hiệp, bao nhiêu năm nhẫn nhục khiến cho họ luôn tràn ngập hy vọng tự do. Bọn họ tuyệt không muốn làm nô dịch một lần nữa. Vì vậy bọn họ chỉ còn cách phản kháng. Vì bản thân cũng như vì hậu nhân sau này, bọn họ chỉ còn cách liều mạng chống cự. Mỗi một cá nhân dù còn một chút lực tàn cũng không buông xuôi. Trong thâm tâm bọn họ tràn ngập tín niệm. Địa Băng, ngươi biết không, ngày đó ta từ trên người ngươi nhìn thấy bóng dáng của Di Thất chiến sĩ khi xưa. Ngươi rất giống với bọn họ, vì mục đích của mình dù trả giá như thế nào cũng không ngại. Địa Băng thở dài nói: Kết quả cuối cùng ra sao? Di Thất Đế Quốc vẫn thua. Ánh mắt của tạp tiệp áo Tây Tư lộ ra sự kiêu ngạo nói: Không, ngược lại là đằng khác. Di Thất Đế Quốc không thua, bọn họ đã chiến thắng, giành lấy thắng lợi cuối cùng, đánh bại hoàn toàn thần chi đế quốc. Trong bài đại thần chủ thì chỉ có 4 người chết trên đất nước của Di Thất Đế Quốc, thần nhân bọn họ dẫn theo thì tới 9 phần lưu lại tính mạng tại đây, còn nhân số của Di Thất Đế Quốc thì giảm đi 6 phần. Đó không còn là chiến đấu giữa nhân loại mà đã đạt tới mức độ tử chiến giữa chủng tộc. Đó chính là cuộc chiến vì tín niệm. Một bên thì muốn có tự do, một bên thì muốn sự thống trị. Lô Sắt đời thứ 17 đã từng nói qua, dù cho Di Thất Đế Quốc đánh cho tới chỉ còn một người thì cũng không bao giờ cúi đầu khuất phục trước thần chi đại lục. Chính là dưới sự tín niệm đó mà bọn họ đã thắng. Di Thất Quốc độ đã chiến thắng trong cuộc chiến mà thương vong có lẽ là lớn nhất trong lịch sử của thần di chi chiến. Ngay tại đây, Địa Băng trong lòng bỗng run lên. Một nơi mà diện tích so với ngưỡng quang đại lục không hơn kém bao nhiêu mà nhân khẩu giảm đi 6 phần, như vậy là chết bao nhiêu người? Cái này thật khó mà tưởng tượng. Hình ảnh cuộc chiến không ngừng được Địa Băng suy diễn trong đầu. Hưng phấn của tạp tiệp áo Tây Tư nhanh chóng mất đi. Đáng tiếc, thắng lợi của Di Thất Đế Quốc chính là nhờ vào số lượng mà thắng. Thần chi đế quốc vẫn còn 3 vị chủ thần thảm bại trở về. Bọn họ sao có thể cam tâm cho được? Chính vì vậy, hạo kiếp mới xảy ra. Khi xưa tấn công Di Thất Đại Lục thì chủ thần duy nhất không tham gia chính là Long Thần Đại Nhân của Long tộc chúng ta. Đồng thời cũng không có Long tộc bọn ta tham dự. Bởi vì Long Thần Đại Nhân không muốn cho chúng ta đồng loại tương tàn. Nhưng đám thần nhân của thần chi đế quốc thảm bại như vậy thì dù cho Long Thần Đại Nhân không nguyện ý cũng phải ra mặt. Lúc đó Long Thần Đại Nhân thật ra chỉ mới tiếp nhận chức vị Long Thần độ khoảng 100 năm. Thực lực trong 8 vị chủ thần chính là yếu nhất. Chính vì báo thù mà 3 vị chủ thần sau khi trở về đã nghĩ ra một biện pháp cực đáng sợ. Bọn họ tập trung toàn bộ thần nhân còn lại của thần chi đại lục, dùng một phương pháp đặc thù tập trung hết toàn bộ năng lượng mà bọn họ có được, cộng thêm 3 vị chủ thần trả giá bằng sinh mạng để phát động lấy một ma pháp chưa bao giờ sử dụng. Ma pháp này được bọn ta gọi là cấm chú mạnh nhất, cũng chính là ma pháp chỉ một lần duy nhất xuất hiện trên thế giới bọn ta. Cấm chú thập bát giai. Chú ngữ của cấm chú này không ai biết là từ đâu tới, nhưng tình cảnh đáng sợ khi đó ta còn nhớ rất rõ. Một thập bát giai cấm chú à? Tên của cấm chú này gọi là thời không đích triệu hoán, tức là gọi về thời gian và không gian. Nói cho chính xác thì đây chính là một không gian ma pháp. Nhưng dùng chữ không gian ma pháp cũng thật khó mà hình dung được. Cả một Di Thất Đại Lục đều bị cấm chú này khống chế, một khe hở không gian cực lớn mở ra, đem toàn bộ Di Thất Đại Lục phong ấn tại một thế giới khác. Một thế giới khác đó, người có thể tưởng tượng được không? Một thế giới khác, một không gian khác, cả phiến đại lục, trời ạ, đó thật ra là cái gì? Địa Băng có nghĩ cũng không ra, không hề trải qua thần di chi chiến, chỉ sợ rằng dù là ai, cũng đừng hòng tưởng tượng nổi. Sau khi phong ấn, thời không đích triệu hoán lưu lại 7 ấn ký. 7 cái ấn ký này được phong ấn trong 7 cái bình, đó chính là mặc áo đà tư phong ấn chi bình. Mặc áo đà tư theo như ngôn ngữ xưa có nghĩa là ma quỷ. Cái tên này do đám thần nhân nghĩ ra, ý của bọn họ chính là bình để phong ấn ma quỷ. Nhưng ma quỷ trong mắt bọn họ chính là nhân loại. Khi Di Thất Đại Lục bị phong ấn tại không gian khác, lúc đó Lô Sắt 17 mang theo cả một Di Thất Đế Quốc tràn đầy oán hận.
bọn họ tập trung toàn bộ ma pháp sư mạnh nhất để phát ra ma pháp mạnh nhất của bọn họ, một cấm chú thập thất giai để có thể lưu lại một tia hy vọng cho cả đế quốc. Cái cấm chú này, bọn họ dùng phương pháp chớ chú để lưu lại ấn ký trên 7 cái mặc áo đạt tư phong ấn chi bình, khiến cho 7 cái bình không thể được mang về thần chi đại lục mà phải lưu lại trên ngưỡng quang đại lục. 7 đăng vương bọn ta chính là từ lúc đó mà bị lưu lại đây để phụ trách bảo vệ cái bình này. Niệm Băng như thế nào cũng không thể ngờ mặc áo đạt tư phong ấn chi bình lại liên quan tới cả một đại lục đã từng tồn tại. Cả người của Niệm Băng như ngây dại, mục qua ngây ngốc như đang nhìn thấy cả nỗi oán hận mà Di Tất đại lục lưu lại. Hắc Ám Long Vương tạp tiệp áo tây tư thở dài nói: "Ngươi có phải cảm thấy rất kỳ lạ khi ta vốn là thuộc về Di Tất đế quốc mà hiện tại lại gia nhập thần chi đại lục chăng?" Thật ra trước khi Di Tất đế quốc bị phong ấn thì Hắc Ám Long tộc bọn ta cùng các long tộc khác đều được Long Thần đại nhân chiếu cố. Ông ta vì đồng tộc mà lưu lại bọn ta, không hề cưỡng ép bọn ta phải ly khai theo Di Tất quốc độ. Bằng không ta giờ có lẽ đã sớm biến mất cùng với Di Tất quốc độ rồi. Niệm Băng suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Nếu nói như vậy thì thần mới là tà ác, còn Di Tất quốc độ đã là chánh nghĩa rồi." Không có một ai lên tiếng. Một lúc sau Gia Lập Mạn Địch Tư mới nói: "Cái gì là chánh nghĩa, cái gì là tà ác? Quyền ai mạnh thì người đó chính là chánh nghĩa. Phong ấn được Di Tất đế quốc thì thần nhân của thần chi đại lục chính là chánh nghĩa. Nếu như người thấy bọn họ bắt Di Tất đế quốc làm nô lệ thì là sai. Sai thì sao, khi Di Tất đế quốc phản kháng, bọn họ dùng con người để thí nghiệm tiến hóa của tân nhân loại chính là chánh nghĩa sao? Chánh nghĩa và tà ác thật ra không có một giới hạn rõ ràng." Tạp tiệp áo Tây Tư còn là người của Di Tất đế quốc. Việc từ miệng hắn nói ra khiến cho người ta thấy Di Tất đế quốc rất đáng thương. Nhưng nếu việc đó từ miệng ta nói ra thì không chừng lại thành chúng thần nhân của thần chi đại lục vì cứu thế giới mà phải đem đám tà ác nhân loại đi phong ấn. Tạp tiệp áo Tây Tư gật đầu nói: "Không sai, tín niệm khác nhau thì nhận thức cũng không giống nhau. Một vạn năm qua ta cũng đã nghĩ thông suốt. Chính vì vậy ta luôn bảo vệ lấy mặc áo đạt tư phong ấn chi bình. Đó chính là không hy vọng Di Thất đế quốc trở về để dẫn tới tai nạn cho nhân loại. Có lẽ bọn họ lúc này ở một không gian khác sinh sống đang rất là tốt. Để ta kể tiếp cho ngươi. Khi đó Lô Sắt 17 ra lệnh cho toàn bộ ma pháp sư khi thực hiện chớ chú đó đã từng nói qua. Nếu như sau này ai có thể mở phong ấn của 7 cái bình khiến cho người của Di Thất đại lục trở về trên thế giới này thì toàn bộ xã hội của Di Thất đế quốc sẽ nhận làm chủ, đồng ý để cho người đó ra lệnh. Đó cũng chính là nguyên do vì sao tà chủ muốn cướp lấy mặc áo đạt tư phong ấn chi bình. Một vạn năm qua trời mới biết Di Thất đại lục đã phát triển tới trình độ nào, chỉ ít có lẽ cũng không kém thần chi đại lục là bao nhiêu. Nếu như bọn người đó có dã tâm như tà chủ khống chế thì chỉ sợ đại chiến thế giới sẽ bùng nổ, mang tới tai kiếp cho nhân loại. Long tộc bọn ta tuyệt không hề muốn tình huống đó xảy ra, vì vậy dù phải xuất toàn lực cũng phải ngăn cản. Lần này mặc áo đạt tư phong ấn chi bình bị cướp, chỉ sợ ngay ở thần chi đại lục cũng phải nổi sóng. Đám thần nhân luôn chìm đắm tu luyện trong giấc ngủ kia cũng sẽ tỉnh lại. Từ cuộc chiến vạn năm về trước cho tới hiện tại, thần chi đại lục vẫn còn chưa thể khôi phục lại như xưa. Hôm nay ta nói với người những điều này đều là bí mật, ngay kể cả ở thần chi đại lục. Nên biết rằng tại ngưỡng quang đại lục, khi thực lực đạt tới mức cường giả thì nhất định sẽ bị gọi về thần chi đại lục. Khi bọn họ tới thần chi đại lục thì việc đầu tiên chính là phải bị tẩy não, chịu hấp thu tư tưởng thần thánh, phải hoàn toàn trung thành với thần linh. Nghĩ tới việc đó ta cũng thấy buồn cười. Rõ ràng đều là nhân loại và lại làm ra những trò như thế này. Được rồi, toàn bộ sự việc ta đã nói cho người biết. 2 năm sau, dù cho mặc áo đạt tư phong ấn chi bình có được mở phong ấn hay không thì cũng sợ sẽ dẫn tới một hỗn loạn cực lớn. Quyết định như thế nào là do bản thân ngươi. Ta chỉ có một kiến nghị, đó là hy vọng ngươi có thể lánh xa khỏi việc này, đừng tham gia vào trong đó. Bằng không, nó sẽ dẫn tới một phiền phức rất lớn cho ngươi. Ta nghe Gia Lạp Mạn Địch Tư nói qua, nguyện vọng lớn nhất của ngươi chính là báo thù. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Nếu như ngươi muốn thì bọn ta có thể giúp ngươi. Nghe câu nói này, toàn thân của Niệm Băng chấn động. Nếu như Thất Long Vương muốn giúp hắn báo thù thì Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự tính là gì chứ? Mục quang của Niệm Băng phát ra tia hưng phấn, nhưng chỉ trong chớp mắt biến mất. Niệm Băng lắc đầu nói: "Không cần thiết, việc của ta sẽ do chính ta giải quyết. Từ trước tới giờ, kiêu hận trong lòng ta chính là động lực thúc đẩy ta không ngừng tiến lên. Nếu như không có động lực này thì có lẽ ta sẽ trở thành người mất ý chí mất. Ta muốn dựa vào chính bản thân để tìm Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự. Dù cho bây giờ cha mẹ của ta có còn hay không, thì ta cũng phải là chính mình đánh bại hắn."
Gia Đạt Mạn Địch Tư nhíu mày nói, ngươi cho rằng trong thời gian ngắn ngủi có thể làm được sao? Niệm Băng lắc đầu nói, ta không biết, bất quá nếu như cha mẹ ta thật sự đã mất, thì dù trả giá thế nào, ta cũng không ngại. Có lẽ hiện tại thực lực của ta không đủ, nhưng nếu ta mạnh hơn một chút, tiến được vào cảnh giới ma đạo sư, thì dựa vào sinh mệnh ma pháp chớ chú, chỉ ít cùng với băng tuyết nữ thần tế tự đồng quy vu tận cũng có phần nắm chắc. Không được, Địch Mạn Nặc Đế lo lắng nói. Không lẽ phụ mẫu ngươi lại hy vọng ngươi đem mạng sống của mình ra để báo thù cho bọn họ sao? Ngươi làm như vậy thì bọn họ càng thêm thương tâm. Vì vậy ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Chớ chú sinh mệnh ma pháp cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù ngươi hiện có thêm sinh mệnh lực cường đại của tạp tạp, nhưng ma pháp đó quá tà quái. Ai mà biết khi ngươi dùng lần nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Nghe tới hai chữ tạp tạp, Niệm Băng nhất thời ý thức được, thở dài nói. À gì, ta có thể kêu người như vậy được không? Hiện tại Tạp Tạp cùng ta sử dụng chung một thân thể, vì vậy ta gọi người là A-di nhé. Là do ta quá kích động, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giữ mình thật tốt, vì cha mẹ ta cũng như vì Tạp Tạp. Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, Địa Băng, người đã ở lại đây 40 ngày rồi, sau này ngươi tính như thế nào? Có đi tìm lão bà của ngươi không? Địa Băng cười khổ nói, không, ta tạm thời không tìm nàng, ta muốn đi Băng Nguyệt Đế Quốc một chuyến. Trước đó không lâu ta nhận được tin cha mẹ ta có thể chưa chết, vì vậy ta muốn đi tìm hiểu xem. Đồng thời ta cũng muốn về Băng Tuyết Thành để thăm một vài vị bằng hữu. Nghe thấy chữ Băng Tuyết Thành, ánh mắt của Gia Lạp Mạn Địch Tư vụt sáng. Được à, vậy là quá tốt rồi, ta sẽ đi cùng với ngươi. Hai chúng ta ở chung một chỗ thì cho dù có gặp phải đám người tà chủ, chỉ hết chạy cũng không thành vấn đề. Huống chi bọn chúng hiện tại sợ nhất chính là bị chúng ta phát hiện, khẳng định là đang trốn tại một nơi nào đó rồi. Ban Tử cười hắc hắc nói, lòng xuân của lão Hỏa Long này lại nổi lên rồi. Niệm Băng ngẩn ngơ nhìn Bàn Tử rồi lại nhìn qua sắc mặt đang rất khó coi của Gia Lạp Mạn Địch Tư hỏi, việc này là sao? Gia Lạp Mạn Địch Tư thấy một quang nghi ngờ của Niệm Băng cùng với mấy vị Long Vương thì giận dữ nhìn Bàn Tử quát, nói bừa, ta tới nơi đó là có việc nghiêm túc. Đủ rồi, không cần nói nhiều, Niệm Băng, ngươi vừa mới tiếp nhận lại thân thể, hãy nghỉ ngơi 2 ngày, rồi ta cùng ngươi đi Băng Tuyết Thành. Tạp Tiệp báo Tây Tư lão đại, các người cứ nỗ lực tu luyện nhé, để cho ta đi bảo hộ cho nhi tử của ngươi. Bàn Tử ánh mắt vụt sáng nói, ta cũng đi, có thêm ta thì càng thêm phần an toàn. Mỹ thực do Niệm Băng làm thật khiến cho hắn lưu luyến. Địch Mạn Nặc Đế do dự không nói, nàng sao lại không muốn ở bên cạnh Niệm Băng cơ chứ? Tạp Tiệp áo Tây Tư do dự một chút rồi mới nói, để cho Gia Lạp Mạn Địch Tư đi thôi, còn những người khác ở lại đây tu luyện. Nhìn thấy vẻ thất vọng của thê tử thì trong lòng hắn thầm than, sở dĩ không thể để cho Địch Mạn Nặc Đế đi là vì hắn sợ nàng vì thương con mà mang lại phiền phức cho Niệm Băng. Ngay cả Địch Mạn Nặc Đế cũng bị từ chối, khiến cho Bàn Tử không dám nói nhiều, chỉ biết ngượng ngùng im lặng. Niệm Băng khẽ cười nói, a di, người cứ yên tâm, đợi khi ta xử lý xong mọi việc thì nhất định ta sẽ để cho các người thường xuyên gặp mặt. Tạp Tạp hiện trong tâm tạng của ta tự như đang tiến vào một trạng thái tu luyện rất kỳ diệu, tình huống này chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian. Các người yên tâm, hiện tại ta chính là hắn, hắn chính là ta, ta nhất định sẽ bảo hộ cho hắn thật tốt, không để cho hắn chịu bất kỳ một thương hại nào. 3 ngày sau, trên bầu trời Hàn Lĩnh. Tốt lắm, bây giờ ngươi có thể nói được rồi. Rốt cuộc Niệm Băng đã hỏi những điều nghi hoặc trong lòng. Trong 3 ngày minh tưởng hắn đã hoàn toàn nắm vững được thân thể. Thân thể quá cường hãn và dẻo dai khiến hắn rất là vui mừng lẫn với sợ hãi. Dù sao cũng có là thể phách của rồng à. Bây giờ dù không thể sử dụng ma pháp, hắn tùy tiện đánh một quyền trên tảng đá cứng rắn cũng có thể lưu lại một cái lỗ thủng. Độ dẻo dai của thân thể càng khiến cho hắn có thể miễn dịch với ma pháp của cấp 9. Không có thực lực của ma đạo sư, căn bản không đủ để uy hiếp hắn. Gia Lạp Mạn Địch Tư có chút quẫn bách nói, ta thích một cô gái ở Băng Tuyết Thành này. Niệm Băng à, với tư cách là đại ca của ngươi, đến lúc đó ngươi cần phải giúp ta. Ngươi dạy ta cách theo đuổi con gái đi. Mặc dù ta sống đã nhiều năm như vậy, nhưng đối với phương diện này thật sự là không có kinh nghiệm gì. Niệm Băng trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn nói, hóa ra tên mập nói là sự thật. Nhưng chẳng lẽ đại ca yêu người con gái đó? Như vậy có thể sao? Dòng và người có thể kết hợp sao? Sinh mạng của người chỉ có 100 năm, mà huynh thì lại bất tử. Chẳng lẽ huynh không sợ sau này đau lòng khi thấy thê tử mất đi? Hơn nữa, cơ thể dòng của các huynh cấu tạo với người khác nhau không nhỏ đâu. Cho rằng huynh có khả năng biến thành dạng người, nếu như sau này kết hợp có thể xảy ra vấn đề, vậy thì phiền toái rồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng nói, ta hiểu lời ngươi nói, nhưng ngươi đừng quên, ta chính là Hỏa Long Vương vĩ đại Gia Lạp Mạn Địch Tư. Với thực lực của ta, chẳng lẽ không cải cách định vấn đề này sao? Long Vương chúng ta nếu đã có khả năng biến hóa thành loài người, tự nhiên là có thể thông qua tự thân năng lượng điều chỉnh cơ thể của mình cùng với cấu tạo của thân thể nhân loại hoàn toàn giống nhau. Về phần ngươi nói đến tuổi thọ, vậy thì càng lại không thành vấn đề.
Người nghĩ xem, với thực lực của ta, bồi dưỡng tốt một chút cho một người đàn bà của ta, chỉ cần nàng chịu cố gắng, đạt tới cảnh giới của thần cũng không có gì là khó khăn. Sống lâu căn bản không phải vấn đề gì. Nhìn về mặt chăm chú của Gia Lạp Mạn Địch Tư, Niệm Băng không khỏi có chút muốn cười. Xem ra lần này ngươi rất nghiêm túc, nhưng sao ta nhớ người thích chính là Địch Mạn Đặc Đế Long Vương Quang Minh A Di mà. Gia Lạp Mạn Địch Tư mặt đỏ lên nói, bây giờ người ta đều đã có con rồi, ta còn lo nghĩ cái gì, ta cũng không nên chấp nhất, ta nên lo lắng vì hạnh phúc của chính mình. Niệm Băng cười hắc hắc, nói như vậy lần này người con gái đó đối với người có lực hấp dẫn rất lớn nha, nếu không ngươi cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Ta thật muốn xem hình dạng cô nương nào mà lại có khả năng khiến cho người động tâm như thế. Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Gia Lạp Mạn Địch Tư có chút xấu hổ cười nói. Ta sao biết ngươi muốn như thế nào mới giúp ta theo đuổi nàng. Ngươi nói đi, điều kiện gì ta cũng đều đáp ứng ngươi. Niệm Băng cười. Này, chính là ngươi nói đó nha. Đến lúc đó không được hối hận. Được rồi, ngươi trước tiên là nói về các ngươi như thế nào mà quen biết nhau. Có phát sinh qua cái gì không? Để ta còn đề xuất chủ ý hay cho ngươi. Xem bộ dạng của ngươi hẳn là đã chịu khổ vì nàng ta không ít à? Gia Lạp Mạn Địch Tư kể. Người nói đúng, uổng cho ta là Hỏa Long Vương vĩ đại, nhưng một chút biện pháp với cô đường ấy cũng không có. Niệm Băng à, ngươi phải giúp ta. Lúc đầu chính ngay tại Băng Tuyết Thành ta quen biết nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì không có cảm tình gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy cô nương này rất xinh đẹp. Khi đó ta thấy một người đàn ông đang khổ sở cầu khẩn nàng gì đó, đi đến gần để nghe. Thì ra là cái người đàn ông đó cầu xin nàng cho hắn một lần cơ hội. Người đàn ông đó nói chuyện với khẩu khí mềm yếu dị thường, nghe thấy liền biết là đồ ươn hèn, ta cảm thấy có chút hứng thú liền tiếp tục nghe. Kết quả gây đoán xem như thế nào? Bị người đàn ông đó làm phiền, cô nương đó đã bạt tai anh ta một cái. Lúc ấy ta thật sự sững sờ, dữ thật, bị một cái bạt tai. Người đàn ông đó ngay cả răng cũng bị gãy vài cái, sau đó nàng xoay người bỏ đi, giống như căn bản không phải nàng ta ra tay vậy. Người đàn ông đó nằm trên mặt đất cả nửa ngày mới bò dậy, thật thảm hại. Khi đó ta liền nảy sinh hứng thú với cô nương ấy, lúc nàng hung dữ đánh người có ý vị rất đặc biệt. Niệm Băng trợn mắt há hốc mồm nhìn ra là Mạn Địch Tư. Lão đại này không phải người thích khuynh hướng bị ngược đãi chứ, cô nương như vậy mà ngươi cũng thích, ta thật sự là bội phục ngươi rồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không biết tại sao mình lại như vậy, việc cảm tình này không khống chế bằng ý chí được. Ta lặng lẽ đi theo nàng, tìm cơ hội va vào nàng, kết quả ngươi đoán như thế nào? Nàng gầm lên một tiếng hỏi ta, người đi đường không mở to con mắt hả? Sau đó phất tay thì một chiếc roi đã đánh lên trên người ta. Người vốn biết với thân thể khỏe mạnh của ta, một cây roi căn bản không có khả năng đả thương ta, nhưng ta là Hỏa Long Vương vĩ đại, làm sao chịu tội như vậy? Nàng đánh ta, ta thậm chí có thể dùng sức giết chết nàng, nhưng không biết tại sao nàng ở trước mặt thì ta lại không nóng giận được, chỉ là ngơ ngác nhìn nàng rời đi. Từ lần đó ta mỗi ngày đều nghĩ biện pháp đi gặp nàng, không ngừng xuất hiện ở trước mắt nàng. Nhưng nàng tránh ta như tránh con ruồi vậy. Cả đời này ta cũng chưa từng bị đả kích lớn như vậy. Niệm Băng, người cần phải giúp ta mới được. Niệm Băng cười khổ nói, người thật sự là đặc biệt. Đúng là rồng, quả nhiên là không giống với ước muốn của người. Người mỗi ngày đều muốn thấy nàng để làm gì? Chẳng lẽ chính là nhìn nàng, sau đó để cho nàng đánh người? Người có bày tỏ với nàng qua gì chưa? Có mà, đương nhiên là có. Ta vài lần cũng đều ngăn cản nàng, nói với nàng, tiểu thư, chúng ta hãy giao kết làm bằng hữu có được không? Kết quả lập tức nàng cất tay đánh ta, còn may là ta chưa đánh trả, nếu đổi lại là người bình thường khác, sợ rằng sớm đã bị nàng đả thương. Niệm Băng toát mồ hôi, được lắm, ngươi thật có bản lĩnh, theo ngươi, liệu nàng có cùng ngươi kết bạn không? Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, ta làm sao hiểu quy củ của nhân loại các ngươi, bất quá ta cũng hỏi qua với nàng, ta làm sao thì nàng mới có thể thích ta? Nàng nói nàng ghét nhất là ruồi, nàng thích chính là nam tử có khí khái. Ta lại hỏi nàng như thế nào mới xem là nam tử có khí khái đây. Nàng nói, nam tử khí khái cần nhất chính là phải biểu hiện ở thực lực. Nếu ta có thể đánh bại người mà nàng chỉ định, thì sẽ suy nghĩ lại cùng ta kết giao bằng hữu. Thế là ta cùng nàng đi đến một nơi có tên là võ sĩ công hội gì đó, tìm hội trường ở nơi đó đánh một trận. Thật ra nhân loại lão đầu ta chỉ giải quyết trong chốc lát là vũ thánh có thể miễn cưỡng, bị ta chém ra một quyền là đã đánh bay hắn rồi. Bất quá ta chỉ phong bế đấu khí của hắn mà thôi, cũng không có đả thương hắn, bởi vì long tộc chúng ta không thể tùy tiện thương tổn loài người. Nhưng cô nương đó lúc ấy chỉ lặng người một chút, ngay sau đó liền hỏi ta, người nhất định hội trường này có quen biết đúng hay không? Tưởng gạt ta, cút đi cho ta. Thật là oan cho ta, như thế nào lại tùy tiện quen biết một nhân loại chứ? Nhưng bất luận ta giải thích như thế nào, nàng cũng không tin, còn đánh ta vài cái, xoay người tụ khí hầm hực chạy. Liền sau đó ta chạm phải tên mập, lại vì địch mạn đặc đế bên này có chuyện khẩn cấp
không dám trì hoãn, liền chạy đến Hàn Lĩnh này. Chuyện chính là như vậy đó. Địa Băng, người dạy ta nên làm như thế nào? Tại sao ta rõ ràng đánh bại người kia rồi, nàng lại không chịu nhận chứ? Địa Băng cười khổ nói, cũng khó trách người ta không nhìn nhận. Lão đại, sao ngươi không nghĩ, một quyền đánh bại một gã vũ thánh đó là thực lực dạng gì? Ai có thể đoán được ngươi kỳ khủng như thế? Cô nương đó tự nhiên là không tin ngươi có thực lực mạnh như vậy rồi. Đương nhiên cho rằng ngươi cùng võ sĩ công hội hội trưởng liên kết lại gạt nàng ta. Bật quá, ngươi cũng thật là, hội trưởng của võ sĩ công hội còn chiêu mộ được ai nữa? Chọc vào ngươi một sát tinh như vậy. Nữ tử đó tên gọi là gì? Ta cũng ở Băng Tuyết Thành qua một đoạn thời gian, nói không chừng có đầu mối gì. Đợi tới nơi đó ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Cách theo đuổi nữ tử không phải là như vậy. Kỳ thật hắn tự mình cũng không biết theo đuổi con gái là như thế nào. Bằng vào biểu hiện bề ngoài xuất sắc cùng với thân phận ma pháp sư, từ lúc hắn tiến vào đại lục, thủy chung đều là nữ tử vây quanh bên người, cuối cùng lựa chọn được phượng nữ. Khi đó bọn họ vốn đã đôi bên tương duyệt, căn bản là không thể nói cái gì là theo đuổi. Gia Lạp mà địch tử cúi đầu nói, ta cũng không biết nàng tên gọi là gì. Đang phi hành thì Niệm Băng thiếu chút nữa từ không trung rớt xuống. Cái gì? Ngươi theo đuổi người ta cả nửa ngày, ngay cả tên người ta là gì mà cũng không biết. Ngươi thật là... Lão đại, ta quả thực bội phục người sát đất. Nàng ấy có đặc điểm gì? Gia Lạp mà địch tử suy nghĩ một chút rồi mới nói, nàng có sở thích giống ta. Ta rất thích mặc y phục màu đỏ. Nhà nàng mở quán cơm, hơn nữa ở đó mùi vị của thức ăn quả thật rất ngon. Ta hình như nghe người khác bàn luận nói, nàng thì có nhắc tới cái gì phong nữ. Địa Băng lặng nhìn về phía trước, gió lạnh không ngừng từ bên người thổi qua. Hắn đương nhiên biết ra làm mà địch tư nói người này là ai. Phong nữ? Phong nữ không phải chính là Tuyết Tĩnh sao? Chàng tuyệt không nghĩ rằng đối tượng mà ra làm mà địch tư thích lại là Tuyết Tĩnh của Thanh Phong trai. Như thế nào lại xào hợp như vậy? Trên mặt của Niệm Băng nét cười khổ càng đậm thêm một chút. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cả năm rồi, nên đối mặt hay là quay đi? Vốn hắn lần này phản hồi Băng Tuyết Thành, sợ nhìn thấy nhất chính là Tuyết Tĩnh. Nhưng lại vì quan hệ với Gia Lạp Mạn Địch Tư này, muốn không gặp, sợ rằng cũng không được. Gia Lạp Mạn Địch Tư thấy Niệm Băng không lên tiếng, không khỏi la lên. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta một chút hy vọng cũng không có sao? Niệm Băng lắc đầu nói, cái này cũng khó nói, bất quá cô nương mà ngươi nói ta quả thật có quen biết. Tên của nàng gọi là Tuyết Tĩnh, ta cùng nàng có thể xem như bằng hữu cũ. Gia Lạp Mạn Địch Tư vui vẻ nói, vậy tốt quá, có ngươi ở giữa làm cầu nối, ta theo đuổi nàng đã có thể dễ dàng hơn nhiều. Niệm Băng cười khổ nói, này, đây chỉ là ý nghĩ của ngươi mà thôi, còn phải chờ Tuyết Tĩnh có xem ta là bằng hữu không đã. Ngươi muốn nghe chuyện ta và nàng khi xưa không? Lúc đó ta đúng là rất có lỗi với nàng à. Gia Lạp Mạn Địch Tư chân mày hơi nhíu nhíu, nói, tiểu tử thối này, chẳng lẽ ngươi cũng thích nàng? Ngươi cần phải biết rằng bằng hữu và vợ là không thể gộp chung. Niệm Băng trợn mắt, này nhá, khi ta quen biết nàng, không biết ngươi còn ngủ kỹ ở nơi nào cơ đấy. Chuyện là như thế này. Lập tức hắn rời khỏi rừng hoa đào, kể lại mình đã làm như thế nào tiến vào Băng Tuyết Thành, như thế nào gia nhập Thanh Phong trai, cùng với thời gian ở chung với Tuyết Tĩnh, hết thảy đều kể lại một lượt. Theo ta thấy, cô đường ấy tốt với người như vậy, ngươi còn gạt người ta, còn đuổi nàng đi. Địa Băng, ta muốn giết người. Gia Lạp Mạn Địch Tư gầm ghè hướng tới Địa Băng. Địa Băng cười khổ, lão đại, ngươi cũng phải nghĩ cho ta. Ta thân có huyết hải thâm cừu, khi đó căn bản ta cũng không biết tương lai của mình ở nơi đâu. Cho dù là bây giờ, ta cũng vẫn không biết. Ta như thế nào lại có thể tiếp nhận cảm tình của nàng đấy? Huống chi Tuyết Tĩnh nàng ấy cũng chẳng phải người ta ưa thích, ta không thể miễn cưỡng. Đã như vậy, ta đương nhiên không thể chậm trễ, sớm cắt đứt ý nghĩ về nàng ấy trong lòng, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Lão đại, ngươi không phải thích nàng sao? Nếu lúc đầu ta tiếp nhận nàng, ngươi nào còn có cơ hội? Tuyết Tĩnh mặc dù tính tình khó một chút, nhưng nàng là cô nương tốt, nếu ngươi thật sự thích nàng, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Ai, bất quá có chút khó khăn à? Không biết trong khoảng thời gian tới này, trong lòng nàng đã hết giận chưa? Gia Lạp Mạn Địch Tư tươi cười nói, tốt, xem ngươi nói có lý. Quả thật nếu lúc đầu ngươi muốn nàng, ta sẽ không có cơ hội rồi. Đến lần này tốt lắm, Niệm Băng, ngươi nhất định phải giúp ta nhiều quá. Ngươi mau nói cho ta tất cả những gì nàng thích. Lúc đầu nàng như thế nào lại đi thích tiểu tử như ngươi? Chẳng lẽ bởi vì ngươi có một chút tuấn tú? Bất quá, ngươi tự hồ cũng không tuấn tú bằng ta. Niệm Băng tức giận trừng mắt, không trách thuộc hạ không giỏi, nguyên lai cũng đều là do ngươi hù chạy. Ngươi rất tuấn tú sao? Tuấn tú vậy sao còn có thể bị người ta đả thành đầu heo? Thôi lắm, ta là rồng, không nên lấy ta ra so sánh với heo, đó là sinh vật cấp thấp. Gia Lạp Mạn Địch Tư phản ứng. Niệm Băng cười, kỳ thật ta cũng không biết,
Tuyết Tĩnh thích cái gì? Có lẽ lúc đầu nàng thích ta là bởi vì ta là đầu bếp. Nếu ngươi chịu bái ta làm thầy, ta có thể đem chùa nghệ truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi vào làm việc ở Thanh Phong trại, còn sợ không có cơ hội sao? Già Lạp Ma Địch Tư con mắt sáng ngời nhưng rất nhanh lại ủ rũ nói: Thôi quên đi, học chủ nghệ không cần biết thời gian dài bao lâu, ta há có thể đợi được. Niệm Băng, người giúp ta nghĩ ra một biện pháp dễ dàng một chút đi. Niệm Băng thở dài một tiếng: Ta chỉ biết ngươi không chịu học, đợi đến băng tuyết thành rồi tính. Thời gian sau này không hiểu Tuyết Tĩnh có thay đổi gì không, bây giờ không biết nàng thích loại người nào. Già Lạp Ma Địch Tư cười hắc hắc nói: Chuyện này phải nhờ ngươi rồi, ta nhất định cùng người phối hợp thật tốt. Hai đạo nhân ảnh phá trường không bay khỏi Hàn Lĩnh, hướng phương Bắc mà đi. Băng Tuyết Thành vẫn giống như khung cảnh xưa. Chiến tranh phương Nam cũng không thể ảnh hưởng đến tòa thành lớn thứ hai của Cực Bắc Đế Quốc này. Cửa thành mở ra, người đi đường qua lại tấp nập, một cảnh tượng nhộn nhịp phồn hoa. Niệm Băng cùng với Gia Lạp Mạn Địch Tư hạ xuống ở nơi hẻo lánh ngoài 10 dặm. Lúc này đã đi tới cửa thành Băng Tuyết Thành. Trở lại Băng Tuyết Thành, Niệm Băng trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Hơn một năm trước, lúc mình tới đây hãy còn là một ma pháp sư bình thường, nay ma pháp của mình đã đủ để đối phó với ma đạo sư cấp bậc cao thủ rồi. Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã qua hơn một năm, không biết Linh Nhi sau khi quay về ra sao, nàng vẫn đang đợi mình ư? Đi nhanh lên một chút, chúng ta nhanh ra Thanh Phong trại ăn cơm đi, Gia Lạp Ma Địch Tư thúc giục. Hai ngày nay, hắn hiểm Niệm Băng bay quá chậm, tự nguyện mang Niệm Băng phi hành xuyên qua hơn nửa Băng Nguyệt Đế Quốc đi tới nơi này. Vừa nghĩ có thể nhanh chóng nhìn thấy Tuyết Tĩnh, tâm tình hắn bất giác nóng lên. Tình cảm thôn nén một khi bộc phát, so với núi lửa còn muốn nóng rực hơn nhiều. Niệm Băng mỉm cười nói: Không vội, bây giờ còn chưa đến giờ cơm, chúng ta đi qua chỗ này là tới. Gia Lạp Ma Địch Tư lão đại, người phải nhớ kỹ lúc này là người địa phương, cũng không nên tùy tiện biểu hiện ra bản lĩnh vĩ đại của ngài vậy. Gia Lạp Ma Địch Tư hừ một tiếng nói: Được rồi, ta đã biết. Tiểu tử, mau đi nhanh lên. Hai người xuyên qua cửa thành hướng thành nội đi đến. Từng ở đây mấy tháng, Niệm Băng đối với tòa thành thị rất quen thuộc. Cơ hồ tất cả địa phương cũng giống như hắn cùng rời đi vậy. Cũng không có nhiều thay đổi. Đó là mặt tiền của một tiệm quen thuộc, một ngã tư đường quen thuộc khiến Niệm Băng không khỏi có chút đắm chìm ở trong đó. Hắn nhớ tới ở nơi này có tiệm thiết khí phô. Hắn tự mình đoạt được đệ nhất bính thần đao. Hắn quen biết phượng nữ đáng yêu cũng là ở nơi này. Phượng nữ không biết thế nào rồi, chẳng biết nàng đã cùng mẹ nuôi nhìn nhận nhau chưa. Có lẽ các nàng đã cùng đi phượng tộc. Có mẹ nuôi ở cùng với phượng nữ, hơn nữa với thực lực của phượng nữ, về phương diện an toàn không cần lo lắng gì. Đang đi tới, đột nhiên bên đường truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Niệm Băng sực tỉnh nhìn lại, chỉ thấy một đội khôi giáp kỵ sĩ đang phi nhanh bên trong Băng Tuyết Thành. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Từ xưa tới nay cũng chưa từng chứng kiến nhiều binh lính ở trong thành bôn ba qua. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Băng Tuyết Thành đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ tới đây, hắn chặn một người bên đường lại hỏi: Anh này, vừa rồi đội kỵ binh đó làm gì thế? Bọn họ ngay trong thành cưỡi ngựa nhanh như vậy, không sợ xảy ra nguy hiểm sao? Người qua đường thấp giọng nói: Không nên xen vào việc của người khác. Gần đây Băng Tuyết Thành cũng không được an bình đâu. Kể từ khi trưởng quan tài vụ trốn đi 2 tháng trước, Băng Tuyết Thành rất hỗn loạn. Chi nữ tiểu thư chính là vị hôn thê của Ngũ Điện Hạ, lần này lại dám trốn đi. Bệ hạ sau khi biết rất tức giận, hơn 2 tháng này một mực kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các nơi có điểm hiểm nghi trong thành, hy vọng có thể phát hiện ra đầu mối nào đó. Thành chủ đại nhân của chúng ta thật là khổ à. Thật không rõ chi nữ tiểu thư vì sao lại trốn, gà và hoàng tộc không tốt sao? Niệm Băng trong lòng chợt động. Nguyên lai là bởi vì Lạc Nhu, xem ra động tác của mẹ nuôi thật sự là rất nhanh à. Lạc Nhu thông minh như vậy, dĩ nhiên sẽ không bị bắt lại rồi. Cũng tốt, nàng tới Áo Lan Đế Quốc rồi, với bối cảnh chính trị biệt định này nhất định sẽ có phát triển rất tốt. Mình không cần vì nàng lo lắng nữa. Lần này coi như là giúp người giúp đến cùng. Đợi sau này có cơ hội trở lại ở Áo Lan Đế Quốc, phòng trường có thể gặp lại nàng. Hôn nhân mặc danh kỳ diệu khiến cho Băng Nguyệt Đế Quốc tự mình tổn thất một người tài rồi. Không biết quốc vương của bọn họ có phải là kẻ ngu hay không? Gia Lạp Ma Địch Tư vừa nghe đến hai chữ trí nữ, hai mắt nhất thời sáng ngời nói: Trí nữ, đó là người nào? Nghe danh xưng này rất là kỳ quái à? Thanh âm của hắn rất lớn, nhất thời khiến cho mọi người đều quay lại nhìn. Người đi đường bị Niệm Băng kéo hồi nãy nghe thấy chạy càng nhanh. Niệm Băng lôi Gia Lạp Ma Địch Tư cước bộ nhanh hơn, thấp giọng nói: Người nhỏ tiếng một chút, bây giờ trí nữ cái từ này ở trong thành hẳn là đang cấm kỵ, ta cũng không muốn xảy ra phiền toái gì.
Vốn Băng Nguyệt Thành có tam đại mỹ nữ, phân biệt là Trí Nữ Lạc Nhu, Nhu Nữ Long Tinh, cùng với Phong Nữ Tuyết Tĩnh mà ngươi thích. Trí Nữ này ta biết, nàng chính là bởi vì không muốn thuận theo hôn nhân chính trị mới chạy trốn. Bây giờ ngươi minh bạch chưa? Tốt lắm, mau đi thôi. Ngươi không phải muốn đến Thanh Phong Trai ăn cơm sao? Gia Lạp Bản Lịch Tư tâm thần đã run lên, chỉnh trang lại y phục trên người, đầu hất cao. Hắn thân mình tướng mạo cơ nghị, mặc dù không anh tuấn bằng Niệm Băng, nhưng trên người phát tán ra cái loại khí chất cũng rất dễ dàng làm cho người khác chú ý. Hôm nay vì gặp Tuyết Tĩnh, càng dùng năng lượng biến ảo thành một người mặc võ sĩ phục màu đỏ viền vàng. Hắn ưỡn thân rồng tráng kiện, hiển lộ uy vũ. Niệm Băng trên đầu mang theo dấu thiêm, tóc trắng, bất luận ở quốc gia nào cũng chỉ có vài nhân tài ở tuổi này. Hắn không muốn làm người khác chú ý, cho nên khi từ trên trời hạ xuống thì đội lên đầu cái đấu thiêm. Trên đường đến Thanh Phong Trai, Niệm Băng ngừng lại, nhìn tới nhìn lui cách ăn mặc của hai người. Hắn không khỏi có chút do dự, gặp Tuyết Tĩnh nên nói gì đây? Hắn không biết, hắn thật sự không muốn đối diện với sự thương tổn của nàng. Nhưng vì Gia Lạp Màn Địch Tư lại quá nóng lòng muốn gặp nàng ấy. Thanh Phong Trai. Niệm Băng quen thuộc nơi này, ở chỗ này từng phát sinh quá vô số chuyện. Đại Thành Hiên đối diện với Thanh Phong Trai so với trước kia có chút biến hóa. Trước cửa này vốn đông đúc các cô nương phục vụ viên xinh đẹp, hiện giờ cũng không thấy, chỉ có hai gã tiểu nhị tiếp đón khách. Suy nghĩ của Thanh Phong Trai rõ ràng so với Đại Thành Hiên tốt hơn không ít, khách vãng lại cũng đông hơn rất nhiều. Xem tình hình từ khi Niệm Băng xuất hiện dẫn đến thực lực của hai bên biến hóa, đến bây giờ cũng chưa có gì thay đổi. Đi, đã ở đây nhìn hơn nửa ngày, Niệm Băng à, ta đói rồi, chúng ta đi vào ăn cơm đi. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhìn Niệm Băng, thần sắc có chút không ổn. Trong ánh mắt tựa hồ có vài phần mê ly, cũng không quá thúc giục hắn. Niệm Băng trong lòng thầm than, cuối cùng cũng phải đối mặt. Nếu đã tới cũng không nên trốn tránh nữa. Với lại lúc đầu là lỗi của mình, lần này xem như xin lỗi Tuyết Tĩnh đi. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu cùng với Gia Lạp Mạn Địch Tư đi vào con đường nhỏ hướng Thanh Phong Trai tiến đến. Vừa vào cửa, Niệm Băng chợt cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mùi hoa cỏ thoang thoảng thơm ngát khiến người ta trong lòng thanh thản dễ chịu khôn tả. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhìn ngó khắp nơi cũng không thấy được mục tiêu của hắn, có chút chán nản đi tới một cái bàn không người ngồi xuống, lẩm bẩm: nàng sao lại không ở đây? Thôi, ăn trước một chút gì đó đã, dù sao ăn cũng là một loại hưởng thụ. Đi tới nơi này, lòng của hắn ngược lại chấn định rất nhiều. Có Niệm Băng bên người giúp hắn xuất chủ ý, so với trước kia hắn một mình theo đuổi Tuyết Tĩnh thì nảy sinh cảm giác tốt hơn nhiều. Niệm Băng đi tới bên cạnh Gia Lạp Mạn Địch Tư, vừa muốn ngồi xuống, một âm thanh đột nhiên vang lên. Xin lỗi hai vị tiên sinh, nơi này đã có người đặt rồi, mời các vị qua bàn khác ngồi. Niệm Băng lặng người một chút, Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng đã đứng lên, bọn họ cũng không muốn tìm phiền toái. Gia Lạp Mạn Địch Tư càng không muốn lưu lại trong Tuyết Tĩnh ấn tượng không tốt. Nhưng khi bọn hắn nhìn xung quanh thì mới phát hiện, Thanh Phong Trai đại sảnh đường đã đầy người, chỉ có bàn trước mặt này còn trống. Niệm Băng nhíu mày, bây giờ chỉ có bàn này, vậy chúng tôi ngồi ở nơi đâu đây? Bên trong còn chỗ không? Tiểu nhị khách khí nói, xin lỗi, bây giờ đã đầy khách rồi, sợ rằng ngài phải đi ra bên ngoài chờ một lát rồi, đợi có khách nhân ăn xong thì chúng tôi xin mời hai vị tiên sinh đến. Gia Lạp Mạn Địch Tư có chút không kiên nhẫn nói, không được, ta mệt rồi, dù sao bàn này cũng không có ai, trước hết ở chỗ này ăn đã. Quán cơm các người mở cửa buôn bán, chẳng lẽ lại không cần khách sao? Tiểu nhị cười khổ nói, tiên sinh, thật sự xin lỗi, cái bàn này là của một vị khách quý đặt, hắn đã đặt tiền rất nhiều, chúng ta cũng không thể làm chủ à, xin ngài đừng làm khó cho chúng tôi, cảm ơn. Niệm Băng xem lại cái vị trí của cái bàn trong lòng thì nhất thời nghĩ, vị trí của cái bàn là nơi tốt nhất trong đại sảnh này. Chẳng những gần cửa sổ, hơn nữa từ nơi này còn có thể thấy hết cách bố trí điển nhã trong sảnh lớn. Ăn cơm ở trong Thanh Phong Trai, khách vốn không lớn tiếng ồn ào, mà vị trí này càng là vị trí thanh tịnh tốt nhất. Mấy bàn xung quanh khác cách bàn này một cự ly nhất định. Thấy ý tứ của tên tiểu nhị cũng đoán được người đặt bàn rất giàu sang. Người khách kia đã đặt bàn này bao lâu? Bây giờ nếu đã không có chỗ, vậy có thể nhường cho chúng tôi ngồi một chốc rồi đi không? Tên tiểu nhị này Niệm Băng không biết mặt, hiển nhiên là mới tuyển rồi. Tên tiểu nhị ngẫm nghĩ một lúc, hắn mới thấy được đôi mắt của Niệm Băng thì tâm thần đột nhiên xuất hiện một tia hoảng hốt. Kể từ sau khi huyệt thiên nhãn khai mở, tinh thần lực của Niệm Băng đạt tới một cảnh giới. Mặc dù hắn cũng không có tùy ý phóng thích, nhưng ánh mắt của hắn không phải người bình thường có thể đối nhãn. Thừa dịp tên tiểu nhị lặng người trong chốc lát, Niệm Băng đã ở bên cạnh Gia Lạp Mạn Địch Tư ngồi xuống. Tiểu nhị phản ứng không kịp, nhất thời trong lòng khẩn trương. Người chủ đặt vị trí này, đừng nói là hắn không động vào được, cho dù là lão bản của Thanh Phong Trai cũng vậy à. Ngay lúc hắn chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Này, hai vị tiên sinh, nếu muốn ngồi ở vị trí này, vậy ngồi đi.
Dù sao một mình ăn cơm cũng có chút buồn. Niệm Băng cùng với Gia Lạp Mạn Địch Tư đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một gã mặc trường bào màu lam, ước chừng 27-28 tuổi đang hướng bản họ đi tới. Thanh niên nhìn qua khiến Niệm Băng có cảm giác vài phần quen thuộc. Tướng mạo anh tuấn, thanh âm mặc dù lạnh lùng nhưng quyết trên mặt lại mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn thấy Niệm Băng đang nhìn lại mình, hướng về phía Niệm Băng gật đầu. Hắn ăn mặc tựa hồ khá giản dị, ngoài tấm trường bào màu lam bên ngoài cũng không cầu kỳ, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện trường bào màu lam cực kỳ có giá trị, cũng không phải thợ may bình thường có thể làm ra được. Đường may đặt trên này dùng sợi tơ màu bạc may thành các loại đồ án, cần có lượng nhân công khổng lồ mới làm ra được. Hơn nữa từ y phục này, Niệm Băng còn có cảm giác được một tia năng lượng ba động, đó tựa hồ là ba động của năng lượng băng. Nhào hai mắt lại, Niệm Băng lặng lẽ mở ra huyệt thiên nhãn của mình. Thông qua thiên nhãn huyệt, hắn thấy rõ ràng kiện trường bào màu lam đó mỗi một đạo ngân tuyến cũng tản ra khí tức của năng lượng. Năng lượng bên ngoài mặc dù rất nhạt, kỳ thật cũng là hoàn toàn nội ẩn. Thứ quần áo này nhất định là bảo bối, là y phục đã có gia trì qua trình độ của năm loại ma pháp phòng ngự. Niệm Băng trong lòng khẽ động, người này là ai? Loại y phục giá cao như thế, lại thấy hắn trong lúc vô ý toát ra khí chất cao quý, tuyệt đối không phải là người bình thường. Tên tiểu nhị đi nhanh tới trước mặt người thanh niên cung kính hành lễ. Tiền sinh, ngài tới rồi, ngài xem. Thanh niên phất phất tay mỉm cười nói, không sao, ngươi đi xuống đi. Nói rồi đi tới trước bàn phía đối diện với Niệm Băng ngồi xuống. Niệm Băng mỉm cười khách khí nói, chúng ta chiếm chỗ của huynh đài đặt thật là không phải. Thanh niên mỉm cười nói, không sao, thấy hai vị khí vũ bất phàm, có thể ngồi cùng hai vị dùng cơm ta thật là vinh hạnh, mời tự nhiên đều tính cả cho ta là được rồi. Hắn ngoài miệng mặc dù nói khách khí, nhưng Niệm Băng bắt gặp từ đáy mắt của hắn một tia tinh quang. Người này làm cho Niệm Băng có cảm giác rất tinh minh, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra mình cùng với Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng không phải là người bình thường, nếu không tuyệt sẽ không khách khí như vậy rồi. Nhưng nếu người ta khách khí như thế lại muốn mời khách, hắn cũng không tiện nói nhiều, kỳ thật hắn muốn bình yên. Niệm Băng nói, thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Thành Niên nói, không cần khách khí, ta gọi là Yến Vân, các vị trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi, còn hai vị. Gia Lạp Mạn Địch Tư thấy Yến Vân quang mang có vài phần quái dị, hắn vừa muốn mở miệng lại bị Niệm Băng nói trước. Ta gọi là Niệm Băng, đây là đại ca của ta, Hỏa Long. Yến Vân gật đầu kêu người phục vụ, hắn cũng không hỏi Niệm Băng cùng với Gia Lạp Mạn Địch Tư, hướng người phục vụ nói, đem đồ ăn tốt nhất lên, ta muốn chiều đãi bằng hữu. Tên tiểu nhị đáp ứng một tiếng, nhanh chóng chạy xuống. Phải biết rằng, giá cả ở Thanh Phong Trai cao hơn Đại Thành Hiên vài phần, nếu kêu toàn đồ ăn ngon nhất thì một bữa ăn trên dưới 100 kim tệ cũng không phải là chuyện gì. Nhìn Yến Vân tiêu xài tự nhiên như thế, Niệm Băng trong lòng càng thêm tăng vài phần nghi hoặc. Gia Lạp Mạn Địch Tư lại nhạt nói, nếu người nguyện ý mời khách, chúng ta đây cũng sẽ không khách khí. Bất quá sức ăn của ta lớn hơn so với người bình thường rất nhiều, nếu muốn mời, người cần phải để cho ta ăn no. Yến Vân mỉm cười nói, đó là đương nhiên, cái khác không dám nói, chứ mời khách ăn cơm thì tiền ta có dư, Long đại ca ăn hết mình là được. Gia Lạp Mạn Địch Tư trong mắt toát ra một tia tiêu ý nói, được, ta không khách khí. Đồ ăn được đem ra rất nhanh, thậm chí so với bọn khách đến trước hắn còn chưa có đồ ăn. Bàn của bọn họ đã bày đầy thức ăn, khách xung quanh cũng không có người nào đưa ra ý kiến. Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng không khách khí, lập tức hắn ăn uống cực kỳ bất nhã. Niệm Băng chậm rãi ăn vừa nói chuyện phiếm cùng với Yến Vân. Thông qua chuyện phiếm, hắn phát hiện Yến Vân về phương diện tri thức cực kỳ uyên bác, thuận miệng nói ra những lời có vài phần thâm ý. Lúc đầu Yến Vân cũng không để ý, nhưng khi cái bàn đồ ăn thứ ba cũng chui tọt vào trong cái bụng của Gia Lạp Mạn Địch Tư thì trong mắt hắn lộ ra vài phần kinh ngạc. Phải biết rằng ba bàn đồ ăn này phỏng chừng 300 kim tệ, mà tốc độ ăn của Gia Lạp Mạn Địch Tư chẳng có chút gì giảm bớt, khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Đương nhiên chẳng phải là tiền bạc, mà là cái phạn lượng, tức là sức ăn của tên Gia Lạp Mạn Địch Tư này. Một bàn đồ ăn phong phú như vậy cũng đủ cho 10 người, vậy mà cả ba bàn cũng chẳng làm cho cái bụng của Gia Lạp Mạn Địch Tư có chút biến hóa nào. Niệm Băng ăn cũng không mau, sức ăn so với Yến Vân cũng không sai biệt lắm. Qua nói chuyện với nhau, Yến Vân phát hiện Niệm Băng nói chuyện khá ít. Cả buổi ăn chỉ nói vài câu về thân phận của hắn và Gia Lạp Mạn Địch Tư, tuyệt không nói thêm câu nào về chuyện khác. Ngon, ngon thật, Yến Vân huynh đệ, kêu phục vụ đem thêm một bàn nữa đi. Yến Vân mỉm cười gật đầu, ra lệnh cho phục vụ đem thêm thức ăn và nói, Long Hỏa đại ca, phản lượng của ngài thật làm cho tiểu đệ hâm mộ, nếu đệ có thể ăn nhiều như vậy, nói không chừng có thể khỏe mạnh hơn. Gia Lạp Mạn Địch Tư quét sạch thức ăn còn thừa trên bàn, thẫn thờ nói, người tu luyện bằng đấu khí, cho dù ăn nhiều thì hình thể cũng chẳng phát sinh biến hóa, trừ phi ngươi đạt tới cấp vũ thánh mới có thể tùy ý thay đổi hình thể, ít nhất cũng 10 năm nữa. Yến Vân trong lòng cả kinh, quả thực hắn chính là vũ đấu gia,
Gia Lạp Mạn Địch Tư chưa từng thấy hắn, nhưng bây giờ nói ra trạng thái của hắn một hơi, bảo sao hắn không giật mình cho được. Yến Vân nhất thời tim đập nhanh, mỉm cười nói, đúng vậy, cũng phải 10 năm nữa, tu luyện thì phải theo tuần tự từ từ mà tiến, dù ta có gấp cũng vô dụng. Nguyên liệu không đủ để nấu thêm một bàn nữa, Yến tiên sinh, ngài gọi món khác đi. Một giọng nói khá bình thản vang lên, nghe không phải là giọng điệu khách khí của phục vụ. Bọn Niệm Băng ba người cùng hướng về phía âm thanh phát ra. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhất thời chấn động toàn thân, cả ăn cũng không nổi, bởi vì người vừa mở miệng chính là Tuyết Tĩnh mà hắn thầm thương trộm nhớ. Tuyết Tĩnh vẫn như trước, chỉ có điều Niệm Băng nhìn ra được, so với trước kia, nàng gầy hơn một chút. Toàn thân màu hồng, váy đỏ dài, nâng thân hình đầy đặn như một đóa hoa mân côi nở rộ. Dĩ nhiên, mân côi nào mà chẳng có gai, tuy nhiên không thể không thừa nhận là tại lúc này, dung nhan của Tuyết Tĩnh so với Long Linh và Lạc Nhu không hề thua kém. Yến Vân mắt sáng ngời, vội vàng đứng dậy nói, Tuyết cô nương, khỏe không? Hôm nay thật sự là vô ý quá, vì bằng hữu này của ta ăn hơi nhiều một chút, nếu không có nguyên liệu, có thể làm món ngon khác cũng được. Tuyết Tĩnh mắt thoáng lên một chút quái dị nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, bởi vì Niệm Băng có đấu lạp nên nàng chưa thấy được dung mạo, đấu lạp nghĩa là nón. Hắn là bằng hữu của ngươi, nàng chỉ Gia Lạp Mạn Địch Tư hỏi. Yến Vân gật đầu có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ cô nương biết Long Viên đại ca? Thật sự là tốt quá, chúng ta cũng chỉ vừa mới quen biết không lâu. Tuyết Tĩnh trên mặt lộ ra hàn ý, bước đến bên cạnh Gia Lạp Mạn Địch Tư. Ai cho ngươi tới đây? Lần trước đuổi đi, sao ngươi lại như rùa nhặng bám đến đây nữa? Thành phòng trà chúng ta không chào đón những khách nhân như ngươi, lăn ra ngoài cho ta. Gia Lạp Mạn Địch Tư trên mặt lộ vẻ khổ sở, than nhẹ một tiếng. Tuyệt Tĩnh cô nương, thành phòng trà các ngươi mở cửa buôn bán, có lý nào lại đuổi khách đi? Ta biết ngươi không thích ta, nhưng ta lần này tới đây vẫn không có làm phiền ngươi. Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng để cho ta ăn xong bữa cơm đấy chứ. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, ta đã không chọc ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi, các ngươi kinh doanh ăn uống mà. Chiêu này là do Niệm Băng chỉ cho hắn, rồi hắn tự lĩnh ngộ thêm, bây giờ đóng một vở kịch hay thế này khiến trong phạn điếm cũng có khá nhiều người đồng tình. Quả nhiên chiêu này của hắn có tác dụng. Tuyệt Tĩnh thở hắt một tiếng, sau đó nhíu mày. Vậy thì ngươi ăn xong rồi cút đi, không được đến làm phiền ta nữa nghe không? Gia Lạp Mạn Địch Tư gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng nói, ta chỉ tới đây ăn, ta thích nơi này vì thức ăn thôi, chẳng lẽ như thế là sai sao? Tuyệt Tĩnh cô nương, nàng không thấy làm như vậy là bá đạo lắm sao? Niệm Băng đã từng nói qua với hắn, Tuyết Tĩnh giống như một nữ hài tử vậy, ghét nhất là bọn A-dua nịnh nọt, càng đối với nàng nhẹ nhàng thì nàng càng xem thường. Tuyết Tĩnh hiển nhiên là không ngờ Gia Lạp Mạn Địch Tư lại có thái độ như vậy. Tốt, ngươi giỏi lắm, nãy giờ vẫn chưa nổi điên lên à? Gia Lạp Mạn Địch Tư mỉm cười nói, cho dù tính tình của ta không tốt, chỉ sợ cũng không bằng tiểu thư, ngươi... Tuyết Tĩnh tính tình thẳng thắn, căn bản không biết nhẫn nại là cái gì. Hào quang trong mắt lóe lên, tay hướng đến Gia Lạp Mạn Địch Tư vung ra. Trên tay ẩn đấu khí đỏ rực, hiển nhiên là không đùa với hắn. Tuyết cô nương hạ thủ lưu tình. Lam sắc đấu khí trong tay Yến Vân phát ra băng khí, một tay hắn kéo Tuyết Tĩnh. Tuyết Tĩnh cô nương, vì lẽ gì mà nổi giận? Vì bằng hữu này của ta chỉ đến ăn thôi. Nếu các người có ân oán, xin cô nương nể mặt ta một chút có được không? Gia Lạp Mạn Địch Tư nhìn Yến Vân cầm tay Tuyết Tĩnh, trong mắt suýt nữa phun ra lửa. Bao nhiêu hảo cảm vừa sinh ra với Yến Vân liền bay biến sạch. Hắn hừ một tiếng, đứng lên nói, nơi này đã không muốn lưu thì chúng ta đi. Vừa nói hắn vừa hướng Tuyết Tĩnh đi tới xăm xăm, sắp đụng vào nàng. Tuyết Tĩnh bị Yến Vân nắm tay, nhưng nàng không có dãy giụa, mắt nhìn thấy Gia Lạp Mạn Địch Tư đi tới, tay còn lại nhất thời tràn ngập đấu khí, hướng tới hắn mà chụp, trong mắt hiển lộ hào quang. Gia Lạp Mạn Địch Tư để cho trường phách của Tuyết Tĩnh đánh đến thân người, phát ra một tiếng bịch. Hắn không hề di chuyển mà phản lực khiến cho Tuyết Tĩnh thối lùi vài bước, năng lượng còn dẫn truyền khắp toàn thân của nàng, nhất thời đánh bật tay của Yến Vân ra. Yến Vân trong lòng cả kinh, thực lực của Tuyết Tĩnh hắn hiểu rất rõ, một trường kia mặc dù không dùng toàn lực nhưng cũng không hề nhẹ. Mặc dù trên người hắn có bảo y cũng không dám dùng thân thể hứng một trường này của Tuyết Tĩnh, vậy mà Gia Lạp Mạn Địch Tư chẳng những không đón đỡ mà còn dụng lực phản chấn đánh lùi Tuyết Tĩnh vài bước. Tuyết Tĩnh cảm tức nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, giỏi, dám đánh ta đánh chết ngươi. Toàn thân nàng bốc hỏa, đấu khí trên tay nhất thời cường thịnh. Lúc này một giọng nói vang lên, không để động thủ, Tuyết Tĩnh, tính tình của nàng vẫn chưa thay đổi. Tuyết Tĩnh ngừng lại, hướng về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy người đội nón kia đứng dậy cởi nón ra, cả thân thể mềm mại của nàng kịch liệt chấn động, nhất thời ngây dại, đấu khí tự nhiên tiêu tán, không biết bởi vì kích động hay là phẫn nộ, âm thanh của nàng có chút run rẩy. Ngươi đã trở lại. Niệm Băng than nhẹ một tiếng, đúng vậy, ta đã trở lại. Long Hỏa đại ca là bằng hữu của ta, mong nàng hạ thủ lưu tình. Tuyết Tĩnh lúc này đã tỉnh táo lại, hai mắt đỏ lên, ngươi còn biết trở về, ngươi. Gia Lạp Mạn Địch Tư có chút quái dị nhìn Niệm Băng, nhưng Niệm Băng lại đang nhìn Tuyết Tĩnh cười khổ.
Tuyết Tĩnh, nói thế nào thì chúng ta cũng là bằng hữu, chẳng lẽ ta không thể ghé thăm nàng và Tuyết Thúc Thúc hay sao? Tuyết Tĩnh thần sắc lạnh đi, đột nhiên chuyển hướng nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, người thích ta? Gia Lạp Mạn Địch Tư ngẩn người, vô thức gật đầu, đúng vậy, không thích nàng thì ta bám lấy nàng làm gì? Tuyết Tĩnh gật đầu nói, tốt lắm, người giết tên này thì ta đồng ý kết giao với người. Vừa nói tay nàng vừa chuẩn xác chỉ hướng Niệm Băng. Mặc dù Tuyết Tĩnh nộ khí công tâm, nhưng thần trí vẫn còn rõ ràng. Nàng biết Gia Lạp Mạn Địch Tư có thực lực rất mạnh cho nên mới nói như vậy. Gia Lạp Mạn Địch Tư ngẩn người, nàng làm sao mà hận hắn đến như vậy? Địa Băng là huynh đệ của ta, ta không thể ra tay được. Mặc dù ta thích nàng, nhưng ta không vì nữ nhân mà sát hại huynh đệ của mình. Niệm Băng, hay là chúng ta đi thôi. Hắn đối với Tuyết Tĩnh có chút thất vọng, than nhẹ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Địa Băng nhìn Tuyết Tĩnh rồi đi theo hướng Gia Lạp Mạn Địch Tư. Tuyết Tĩnh hét lớn, không được đi, không ai được đi. Yên Vân, hắn không hạ thủ, vậy thì ngươi giết người này cho ta, ta đáp ứng chịu gả cho ngươi. Ngươi không phải nói với Lạc Nhu là có ý với ta sao? Giết người này xong, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Yến Vân ngẩn người, hắn chính là người của hoàng thất. Tuyết Tĩnh đã làm bại lộ thân phận của hắn. Nếu nói vì một nữ nhân mà giết người, hắn tuyệt đối làm được, nhưng cũng phải coi là dưới tình huống nào. Hắn lúc này muốn giữ gìn danh dự của mình. Mặc dù dung mạo của Tuyết Tĩnh hấp dẫn hắn, nhưng trong lòng hắn, nữ nhân vĩnh viễn vẫn kém hơn quyền lực. Tuyết cô nương, ta thật xin lỗi. Niệm Băng mặc dù cùng ta mới quen, nhưng ta không thể tùy tiện ra tay với hắn. Rốt cuộc là các người có kiều hận gì, không giết hắn không được sao? Niệm Băng nhìn Yến Vân, chống ngực đập thình thịch. Nguyên lai trước mặt mình chính là nhân tuyển số 1 kế thừa chức vị hoàng đế tại Băng Nguyệt Đế Quốc, Ngũ Hoàng Tử. Chắc không được tại sao hắn lại có thể được Băng Nguyệt Đế Quốc, quốc vương coi trọng. Quả nhiên hắn có vài phần năng lực. Tuyết Tĩnh oán hận nói, hắn vô dụng nhân cách của ta, ta chưa bao giờ hận người nào như hắn, người có giết hay không? Tốt, các người không động thủ thì ta đây tự mình động thủ. Nói xong nàng nhẹ nhàng bay lên, tay hướng Niệm Băng bổ tới. Yến Vân lúc này cũng không ngăn cản Tuyết Tĩnh, Gia Lạp Mạn Địch Tư đứng một bên cũng không lên tiếng. Đấu khí sung mãn của Tuyết Tĩnh bổ thẳng về phía Niệm Băng. Niệm Băng đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tuyết Tĩnh. Phanh, phanh, hai tiếng nổ vang lên, hỏa đấu khí tỏa ra hơi nóng. Niệm Băng lui về sau hai bước nhưng không ngã xuống. Lúc này tâm tình của Tuyết Tĩnh cực kỳ phức tạp. Lúc trước Niệm Băng đã làm dậy sóng trái tim nàng, rồi lại cự tuyệt nàng. Nàng cũng không rõ bản thân đối với Niệm Băng là yêu hay là hận. Nước mắt đã khiến cho ánh mắt nàng có chút mông lung. Nàng máy móc điên cuồng hướng đến Niệm Băng bổ một trường, rồi lại một trường nữa. Cả thanh phong trai đấu khí mù mịt, dọa tất cả thực khách bỏ chạy. Niệm Băng không hề né tránh, càng không công kích lại Tuyết Tĩnh, tùy ý tiếp một trường phách kim liệt thạch, phá vàng vỡ đá. Hỏa đấu khí điên cuồng đánh vào ngực hắn, xâm nhập vào kinh mạch. Nhưng bây giờ Niệm Băng đã khác trước, đừng nói là Tuyết Tĩnh, cho dù là một gã vũ thánh ở chỗ này, muốn dùng đấu khí để đả thương hắn cũng không phải là chuyện dễ. Tiếng bang bang vang lên không ngớt, rốt cuộc Tuyết Tĩnh dừng lại thở dốc, toàn lực phát ra đấu khí đối với nàng tiêu hao rất lớn khí lực nên không thể không dừng lại được. Niệm Băng há mồm phun ra một ngụm nhiệt khí, ma pháp lực trong cơ thể phối hợp với long thể đã đem toàn bộ đấu khí của Tuyết Tĩnh hóa giải, tổng cộng có 16 trường. Tuyết Tĩnh, khí lực của nàng cũng tiêu tán rồi. Lúc trước ta không đúng, ta xin lỗi nàng. Nói xong Niệm Băng cúi người hướng đến Tuyết Tĩnh thì lễ. Tuyết Tĩnh nghẹn ngào, xin lỗi, người đã vũ nhục ta, một câu xin lỗi có thể hóa giải sao? Niệm Băng, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nước mắt còn vương lại trên mắt, nàng xoay người chạy về phía sau, đụng vào bàn mà cũng không hay biết. Yến Vân có chút bất đắc dĩ nhìn Niệm Băng và Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, thật là vô ý tứ, tính tình Tuyết Tĩnh có hơi nóng nảy. Hai vị, ta còn có chút việc phải đi trước, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ lại mời hai vị cùng ăn một bữa ngon. Bất luận là Niệm Băng hay là Gia Lạp Mạn Địch Tư đều cho hắn một ấn tượng sâu sắc. Hai người sở hữu lực phòng ngự siêu cường, làm cho trong lòng Yến Vân sinh ra giới bị. Băng Nguyệt Đế Quốc vương thần không thể không tốt, bây giờ đã thập phần hư nhược. Mặc dù lão thích Yến Vân, nhưng Yến Vân còn có 4 ca ca. Lúc này chính là lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên Yến Vân cực kỳ thận trọng. Sau khi Yến Vân rời khỏi, Gia Lạp Mạn Địch Tư cười khổ nói, không công bình, thật sự là không công bình. Niệm Băng nhìn hắn nghi hoặc, có cái gì mà không công bình? Chẳng lẽ ngươi hy vọng hơn 100 trường kia đánh vào người ngươi sao? Mặc dù lực phòng ngự thân thể của ta cường đại, nhưng lúc đó cũng nguy hiểm, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười khổ nói, không phải ý này, ý ta là ám chỉ đến điều kiện của Tuyết Tĩnh, nàng để ta giết ngươi chỉ nói là cùng ta kết giao, nhưng lúc kêu tên mặt trắng kia giết ngươi lại muốn lấy thân ra đền đáp, ai thật là bất công. Niệm Băng trong lòng đổ mồ hôi lạnh lạnh lùng nói, nói như vậy nếu nàng chịu lấy thân đền đáp, ngươi giết ta luôn à? Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc, để ta đi hỏi nàng,
nếu nàng đồng ý thì người cứ giả bộ chết, cả người sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi đâu. Địa Bằng tức giận hừ một tiếng nói, ngươi làm gì mà khoái chí vậy? Ngươi chiếm được thân thể nàng nhưng lại không chiếm được lòng nàng thì có ích gì? Muốn theo đuổi Tuyết Tĩnh thì ngươi còn phải cố gắng nhiều hơn. Ây da, xem bộ dạng của nàng so với trước kia hình như tinh thần càng ngày càng suy sụp. Chẳng lẽ ta đã gây cho nàng tổn thương nghiêm trọng vậy sao? Lúc ấy ta đã quá tuyệt tình, thật sự là có lỗi với nàng. Gia Lạp Bà Địch Tử vỗ vai Niệm Bằng nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi, đỡ phải lát nữa lại bị nàng đánh tiếp. Thật không nghĩ tới huynh đệ chúng ta vừa đến Băng Tuyết Thành thì lại biến thành hai cái bào cát. Không ngờ Gia Lạp Bà Địch Tử vĩ đại ta đây cũng có ngày hôm nay. Niệm Bằng cười nói, không phải là do ngươi cam tâm tình nguyện sao? Chính ngươi nguyện ý làm bao cát mà, ai cản nổi chứ? Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Đúng lúc này một giọng trầm thấp hùng hậu vang lên. Niệm Băng. Niệm Băng quay đầu lại chỉ thấy một người mặc áo xanh, chính là Tuyết Cực từ bên trong đi ra. Lão vừa thấy Niệm Băng thì vẻ mặt mừng rỡ, thân hình loáng một cái đã đi tới bên cạnh. Niệm Băng, ngươi đã trở lại, thật tốt quá. Vừa rồi ta nghe hạ nhân nói Tuyết Tĩnh và ngươi đánh nhau, thật là không hay chút nào. Niệm Băng mỉm cười. Tuyết thúc thúc, kỳ thật là cũng không có gì cả, coi như là ta bồi thường cho nàng thôi. Tuyết Cực than nhẹ một tiếng nói, đứa con gái này của ta rất cố chấp, chuyện của các ngươi ta biết, cũng không thể trách ngươi. Dù sao thì chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng được. Đi nào, vào trong nhà ta nghỉ ngơi một lát. Vất vả lắm người mới trở lại. Lần này nhất định phải lưu lại Thanh Phong Trai một thời gian đó. Liệm Băng gật đầu. Được, nhân tiện quấy rời ngài. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở lại nơi này. Nhưng nghĩ lại thì có thể tạo cho Gia Lạp Mà Địch Tư có cơ hội với Tuyết Tĩnh. Trong lòng hắn vẫn có chút áy náy với nàng. Gia Lạp Mà Địch Tư có thể nói là người mà hắn tín nhiệm nhất. Mà gã vừa lúc nãy lại thích Tuyết Tĩnh. Liệm Băng từ trong tâm rất muốn kết hợp cho bọn họ. Một là thành toàn cho Gia Lạp Mà Địch Tư, hay là cho Tuyết Tĩnh một chút công đạo. Gia Lạp Mà Địch Tư câu nói qua, nếu Tuyết Tĩnh nguyện ý ở cùng với hắn, chẳng những có thể trường sinh mà thực lực của nàng dưới sự trợ giúp của hắn cũng sẽ tăng lên nhiều. Bất luận thế nào thì đây cũng là một chuyện tốt. Huống chi Gia Lạp Mà Địch Tư xứng là một con rồng đáng giá để nữ nhân có thể phó thác cả đời. Niệm Băng và Gia Lạp Mà Địch Tư đi theo Tuyết Cực vào trong Thanh Phong Trai nội đường. Tuyết Cực ra lệnh cho hạ nhân pha trà, mời Niệm Băng và Gia Lạp Mà Địch Tư ngồi xuống, rồi nói. Niệm Băng, người bây giờ thật là danh tiếng như cồn ha. Niệm Băng ngẩn người, cái gì danh tiếng, ta chẳng biết gì cả. Tuyết Cực có chút kinh ngạc, người sao lại không biết? Người khiến cho Băng Nguyệt Đế Quốc nở mày nở mặt, mấy ngày nay lão gia hỏa Long Trí kia đều cười tít mắt, miệng chẳng bao giờ ngậm lại. Niệm Băng trong lòng máy động, mới hiểu được Tuyết Cực nói chính là thành tích của mình tại Tân Duệ Ma Pháp Sư Đại Tái. Hắn mỉm cười nói, tin tức truyền nhanh thật, nguyên lai là các người đã biết cả rồi, sư phó ta khỏe chứ? Khỏe, đương nhiên là khỏe, không khỏe mà được sao? Do Lạc Nhu đã bỏ nhà đi, khiến cho quốc vương nổi giận, không chỉ Băng Tuyết Thành chúng ta bị nạn, mà ngay cả Băng Nguyệt Thành cũng liên quan. Mọi chỗ trong thành đều phát huy truy tìm nơi ở của bọn họ. Đang lúc này thì tin tức ngươi đoạt quán quân Tân Duệ Ma Pháp Sư Đại Tái truyền về. Chúng ta ở Băng Nguyệt Thành thật là nở mặt nở mũi. Đệ nhất và đệ nhị đều thuộc về chúng ta. Chưa có một quốc gia nào có thành tích tốt như vậy trong lịch sử. Lòng nhàn quốc vương đại thịnh, phong ba do Lạc Nhu mang đến lập tức trở nên bình lặng đi rất nhiều. Sư phó của ngươi, bởi vì có quan hệ với ngươi nên được bệ hạ coi trọng, đã được khôi phục chức ma pháp sư công hội ngân khoảng. Bây giờ lão có thể phong quang vô hạn. Ma pháp sư công hội dưới sự dẫn dắt của lão đã đoàn kết lại, trong thời gian ngắn tăng thêm hơn 10 ma pháp sư. Hơn nữa thanh danh công hội bây giờ so với trước kia đã cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không thể so sánh với Băng Thần Tháp, nhưng cũng không giống như trước kia luôn bị người ta khinh miệt. Sư phó của người mỗi lần nhắc tới người thì vẻ mặt hớn hở cứ như là chính lão chấm trúng được người vậy. Niệm Bằng mỉm cười. Việc ta làm dĩ nhiên là dành cho công hội, nhưng thật ra ta thắng cũng nhờ kỹ xảo thôi. Theo thực lực mà nói thì ta vẫn còn kém Thiên Huyễn Băng Vân một chút. À, thời gian qua ngài vẫn khỏe chứ? Vừa rồi ta thấy Tuyết Tĩnh tâm trạng của nàng ấy hình như là không được ổn định. Ai, đều là do ta cả. Tuyết Cực than nhẹ nói, khỏe hay không khỏe đều có thể nhìn từ hai phương diện. Nếu nhìn theo góc độ Thanh Phong Trai, lúc trước được người trợ giúp, chúng ta một lần nữa vượt qua Đại Thành Hiên, sau đó người lại giới thiệu Minh huynh đệ tiểu sư muội đến, càng khiến cho thực lực chủ phòng lại tăng lên. Đại Thành Hiên không còn khả năng tranh chấp nữa. Nhưng nếu nhìn theo góc độ của Tĩnh Nhi thì không được tốt lắm. Từ lần trước trốn nhà theo ngươi trở về, nó đều ở ngoài hoa viên luyện công, ít khi ra ngoài. Nhà đầu này tâm trạng rất nặng nề, ngay cả ta bây giờ cũng không hiểu được nó. Niệm Băng, ngươi yên tâm, ta không trách ngươi, có lẽ nhiều ngày nữa tâm hồn nó sẽ bình tĩnh trở lại. Bất quá, tính khí nó như vậy, thật chẳng biết làm sao có thể xuất giá được đây.
Tuyết Cực lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 22 của Băng Hỏa Ma Chủ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 23.